Người Mặc Kim Bảo thấy vậy liền cười lớn, "Ha ha, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh lớn thế nào chứ, mới dính một đòn của Thánh Giải mà đã ngã xuống chết rồi." Thế mà bảo Hoa và Nguyên Yểm còn bị ngươi uy hiếp nữa, xem ra nhiều năm không gặp, hai tên đó cũng biến thành phế vật rồi. Đòn thứ nhất năm thành thần thông không giết chết mục tiêu, triển khai đòn thứ hai với 12 thành thần thông. Nhưng đúng vào lúc này, một câu nói ù ù vang lên khiến tiếng cười của người Mặc Kim Bảo bỗng nhiên im bặt. Vừa nói dứt lời, hai cái càng lớn của con hoàng kim cự giải đồng loạt dơ lên trời cao, tầng tầng lớp lớp những phù văn màu vàng kim từ trong thân thể nó tuôn ra điên cuồng vận chuyển trên không trung rồi ngưng tụ thành một khối cầu khổng lồ đường kính trăm trượng. Thể tích khối cầu này hết sức kinh người, phía ngoài lóng lánh ánh kim, thật là vô cùng chói mắt. Đúng lúc này, hư không phía ngoài vùng mưa máu chừng hơn trăm trượng bỗng nhiên dao động, một bóng người màu xanh nhạt lại im hơi lặng tiếng hiện thân ra. Không ngờ lại là Hàn Lập vốn tưởng đã ngã xuống khi trước rồi. Trung niên mặc kim bào thấy vậy thì hơi ngẩn ra một chút, nhưng cũng hiểu ra ngay lập tức, hắn cười giữ tợn một tiếng rồi nói. Hóa ra là có dị bảo chết thay, vừa rồi coi như số người may mắn, nhưng với đòn tiếp theo của thánh giải thì ngươi chỉ còn một đường chết mà thôi. Làm như thế cùng lắm cũng chỉ cầm cự được thêm chốc lát mà thôi. Hàn lập tỏ ra không hề quan tâm tới ngữ khí châm chọc của người mặc kim bào mà chỉ nhìn khối cầu đang lơ lửng trên đỉnh đầu hoàng kim cự giải với ánh mắt âm trầm vô cùng một đòn khi nãy của con quái vật khổng lồ này mặc dù phân nửa đã bị hắn ngăn cản được nhờ vào một chút uy lực của huyền thiên chi kiếm nhưng một nửa khác lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn dễ dàng như xuyên qua đậu hũ nếu không phải hắn hắn vội vàng thúc giục phân nửa máu huyết bên trong cơ thể kích phát khối hóa kiếp khôi lỗi luyện chế từ khắp linh huyết mộc ra thay mình gánh lấy nửa đòn này thì chỉ sợ cho dù vừa nãy không chết đi nữa cũng phải đoạn chi tàn thể rồi Hiện giờ Hoàng Kim Giải không hề trần chờ mà lại tế ra một khối cầu bằng phù văn màu vàng lớn như vậy cho thấy uy năng của đòn công kích tiếp theo sẽ lại càng sâu không lường được. Hắn cảm thấy vô cùng kinh sợ, hít sâu vào một hơi, lập tức thi triển thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh nhất của mình. Chỉ thấy Hàn Lập gầm nhẹ một tiếng, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim quang ngoài cơ thể sáng bừng lên, thân hình hắn bỗng nhiên điên cuồng lớn lên, đồng thời huyễn hóa ra một con kim mau cử viên cao hơn trăm trượng, kim hà phía sau hắn quay cuồng, phạm thánh pháp tướng ba đầu sáu tay loáng cái đã hiện thân ra. Không chỉ có vậy, cự viên vỗ một tay lên đầu, thiên linh cái mở ra, từ đó có một nguyên anh màu vàng cao chừng nửa thước bay ra. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của nguyên anh thấp giọng đọc mấy câu chú ngữ, tức thì quang hà ở gần đó bừng sáng, vài loại pháp tướng chân long, thải phượng, lôi bằng liên tiếp hiện ra nhanh chóng. Tất cả các loại pháp tướng, bao gồm cả phạm thánh, sau khi xoay tròn một vòng trên không trung liền bổ nhào về phía nguyên anh một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang bừng sáng, thân thể của cử viên thu nhỏ lại trong nháy mắt, sau khi quang mang tắt dần thì lại biến thành một bóng người chỉ cao sấp xỉ như một gã thường nhân. Bóng người này khắp người có kim quang lấp lánh, bất kể da thịt hay khuôn mặt đều có một tầng lân phiến màu vàng nhạt bao trùm, trên đầu lại có thêm một cái sừng màu xanh, và còn có một con mắt quỷ đen nhánh hiện ra giữa trán. Khuôn mặt mơ hồ lộ ra phía sau lớp lân phiến màu vàng chính là khuôn mặt của Hàn Lập nhưng giờ phút này thoạt nhìn thấy hắn gây ra một cảm giác yêu dị khiến lòng người kinh hãi từ trong mắt thậm chí còn ẩn chứa thứ mang màu kim lam chớp tắt không ngừng một khắc sau đó kim quang ở một bên đầu vai hắn sáng lên lại có một hư ảnh đầu màu vàng kim quỷ dị hiện ra đồng thời dưới xương sườn chỉ thấy phốc hai tiếng lại có hai cánh tay lóng lành ánh kim hiện ra trong khoảnh khắc hắn đã kích phát ra nhị niết biến thân xuất hiện dưới hình tượng ma hóa cực kỳ dữ tợn niết bàn thánh thể Trung niên mặc kim bào vừa thấy hình tượng cực kỳ quen thuộc trước mắt này thì kêu lên thất thanh, hắn không thể tin tưởng nổi vào hai mắt mình nữa. Bản thân hắn là một trong tam đại hóa hân của Niết Bàn Thánh Thể, khi hắn đi tới khổ linh đảo thì Hàn Lập đã tiến vào tẩy linh chỉ được một lúc lâu rồi nên hắn không hề biết được là Hàn Lập lại tu luyện Niết Bàn Thánh Thể, thậm chí lại còn có thể thi triển được tới nhị Niết Biến Thân. Hiện giờ hắn vừa thấy Hàn Lập thi triển ra thần thông áp hòm mà vốn chỉ bản thể mình mới có thi tự nhiên lộ ra vẻ mặt khó có thể tin được có điều bất kể là hoàng kim cự giải hay hàn lập cũng đều mặc kệ vị hóa thân của niết bàn thánh tổ này khiếp sợ đến đâu mà đều xuất thủ sau đó một khắc cự giải vươn hai chiếc càng lớn chập lại ở giữa kẹp lấy khối cầu từ phù văn một cách chắc chắn sau đó kim quang khắp người bừng sáng nó lấy hết sức bình sinh mạnh mẽ ném khối cầu phù văn khổng lồ về phía hàn lập mà hàn lập sau khi biến thân chỉ thấy hai khối đầu đồng thời cười lạnh một tiếng rồi khẽ nhấc cánh tay màu xanh thấm có phòng ấn huyền thiên kiếm lên một khắc sau đó vô số phù văn màu xanh thấm từ cánh tay tuôn ra, sau khi ngưng tụ lại liền hóa thành một kiếm ảnh màu xanh thấm. Kiếm ảnh này chỉ dài chưa đầy ba thước nhưng chuôi của nó bị hàn lập nắm chặt trong tay, ngay lập tức chém về phía khối cầu phù văn màu vàng kim không hề nao núng. Mặc dù do hạn chế bởi tu vi và thời gian nên Hàn Lập không thể kích thích huyền thiên kiếm một cách thực sự, hiện giờ thứ hắn cầm trong tay chỉ là kiếm ảnh do một phần uy năng của nó biến ảo mà thành, nhưng kiếm này vừa mới chém ra phút chốc đã kinh động lòng người, phong vân biến sắc bầu trời trong phương viên vài chục dặm bỗng nhiên trở nên ảm đạm xuống. Cả phiến hư không cũng ngập tiếng ẩm vang, những quang cầu ngũ sắc do thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành hiện lên như mưa ở khắp bốn phía, sau đó điên cuồng lao tới kiếm ảnh màu xanh thấp như nước chiều dâng. Kiếm ảnh màu xanh thấm chém ra cũng kéo theo một kiếm quang màu xanh biếc, dù chỉ dài gần 10 trượng nhưng nhờ có thiên địa nguyên khí quán trú vào mà bỗng chốc dài lên tới hơn trăm trượng. Hơn nữa sau khi ẩm vang một tiếng, ở phía ngoài kiếm quang khổng lồ bóng có từng đạo điện hồ màu xanh lập lòe hiện lên, thanh thế hết sức kinh người. Mà khối cầu phù văn màu vàng kim khổng lồ kia ngay trước khi tiếp xúc với kiếm quang khổng lồ cũng vang lên một tiếng trầm đục, từ phía ngoài nó chợt xuất hiện hơn ngàn hư ảnh phù văn lớn chừng cái đấu. Mỗi một phù văn đều lờ mờ kim quang và liên tục chuyển động không ngừng. Một tiếng nổ như trời long đất lở vang lên, quang mang hai màu lục kim bỗng bộc phát từ giữa Hàn Lập và Hoàng Kim Cự Giải, chúng theo khí lãng cuộn về các phương hướng khác, chỉ trong phút chốc đã chia bầu trời thành hai phần thẳng tắp. Một nửa bầu trời là kiếm quang màu xanh lục lờ mờ, còn một nửa bầu trời khác thì tràn ngập những phù văn màu vàng kim sáng lấp lánh quay cuồng không ngừng. Nhưng sau khi hai bên rằng có được mấy hơi thở thì những hư ảnh phù văn màu vàng phía bầu trời bên kia đột nhiên tập trung lại ở giữa, đồng thời lại huyễn hóa ra mười mấy hư ảnh kim văn lớn như ngọn núi rồi hung hăng lao về phía Hàn Lập ở phía bên này. Mặc dù sau mỗi một đòn thì những hư ảnh phù văn khổng lồ cũng lóe lên rồi biến mất, nhưng dường như trong những hư ảnh này có ẩn chứa một chút lực lượng từ pháp tắc. Kết quả là sau mỗi một đòn thì mỗi góc bầu trời cũng hơi run rẩy, nhưng sau 7-8 lần như vậy thì một phía bầu trời màu xanh hoàn toàn sụp đổ mà không cách nào ngăn cản kim quang cuồn cuộn lấn xuống. Hàn Lập đang ở phía sau sắc mặt đại biến, kiếm ảnh màu xanh thấp khẽ run rẩy rồi vỡ vụn ra từng khúc, bốn cánh tay đột nhiên đồng loạt đánh về phía trước một đòn tức thì có bốn hư ảnh bàn tay màu vàng kim lớn mỗi cái lớn như một tòa lầu cắt xuất hiện trong tiếng ẩm vang bỗng hiện lên phía sau thanh quang đã vỡ vụn, đồng thời mạnh mẽ vỗ về phía trước. Thanh quang vốn dĩ đã vỡ vụn trong nháy mắt lại một lần nữa hợp lại với nhau, miễn cưỡng chặn lại kim quang đang lấn tới. Có điều tình hình như thế này cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Sau khi mấy hư ảnh phù văn khổng lồ còn lại cũng hùng hổ đập xuống, hư ảnh bốn bàn tay màu vàng kim cũng vỡ vụn trong chớp mắt, kim quang một lần nữa đè ép xuống nhưng chỉ cần có được sự ngăn cản trong chốc lát này thì hàn lập phía bên kia đã sớm lăn một vòng sang bên. Một tiếng sét vang lên, một con đại bàng có hai đôi cánh một kim một ngân bỗng nhiên hiện ra, bốn cánh đồng thời vỗ một cái liền hóa thành một quang ti màu kim ngân biến mất tại chỗ. Mà một khắc sau đó, một mảng lớn kim quang đã cuốn tới phía trước che phủ lấy phiến hư không khi trước, đồng thời cuồn cuộn tràn ra với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Chỉ trong chớp mắt, hư không khổng lồ trong phương viên trăm dặm nơi mắt thường có thể nhìn thấy đều tràn ngập màu vàng kim lấp lánh. Có điều loại thiên tượng kinh người này cũng chỉ kéo dài có trong một chốc một lát mà thôi. Cho tới khi hoàng kim giải mở lớn miệng khẽ hút thì kim quang khắp trời lại như thủy triều bị cuốn trở về, bầu trời lại một lần nữa khôi phục lại vẻ trong sáng vốn có của nó. Lúc này, trung niên mặc kim bào vẫn lơ lửng ở bầu trời phía trên cự giải, tinh quang trong hai mắt chấp động không ngừng quét ra bốn phía. Trường 2109, Quay Giáo không gian bỗng nhiên lay động, một tiếng ho nhẹ vang lên, một bóng người bỗng lảo đảo hiện ra trong kim quang lấp lánh ở một nơi rất xa. Chính là Hàn Lập đã thu lại niết bàn thánh thể, khôi phục nguyên hình. Có điều mặt hắn bây giờ tái nhợt như cắt không còn hột máu, thanh bào rách bươm, nửa người đen sạc, mơ hồ còn còn có thể ngửi thấy mùi khói khét lẹt. Mà cánh tay phong ấn huyền thiên kiếm thì linh văn màu xanh thấm ở bên ngoài đã biến mất không còn một mống để lộ ra một cánh tay trắng nõn trong sáng, nhưng vết kiếm màu xanh nhạt ở trên đó vẫn còn có thể thấy được nhưng lại rõ hơn gấp rưỡi so với trước. Mà khí thức của Hàn Lập thì lại yếu hơn so với khi trước gần một nửa, mặc dù hắn vẫn giữ được tính mạng trước một đòn toàn lực của Hoàng Kim cự giải nhưng nguyên khí vẫn thật sự bị hao tổn rất nhiều. Người trung niên mặc kim bào thấy vậy, vẻ dữ tợn trên mặt lóe lên rồi biến mất, hai tay nắm thành quyền rồi bỗng biến mất tại chỗ. Mà hoàng kim cử giải sau khi ra xong đòn thứ hai cũng không chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn bất động ở trên không trung mà không có ý ra tay tiếp. Dù hàn lập ở nơi xa mới vừa ổn định được thân hình nhưng cử động của người mặc kim bảo vẫn không thể qua được tai mắt của hắn, hắn liền biến sắc mặt, lăn một vòng sang bên cạnh rồi biến ảo thành một con ngũ sắc thải phượng lớn chừng hơn một trường. Hai cánh thải phượng dương lên, ngũ sắc hà quang bỗng bừng lên phía ngoài cơ thể rồi thải phượng ngay lập tức biến mất vào trong hư không. Một khắc sau, ở nơi thải phượng biến mất có hai ma thủ đen kịt lớn như một căn phòng phá không lao tới, chúng vỗ vào nhau, hư không trong phương viên gần mẫu có một tiếng nổ lớn vang lên rồi lại không ngừng chấn động vặn vẹp như đang sụp đổ đến nơi. Tiếp đó hắc khí quay cuồng, một thân hình cao hơn 10 trượng như ma thần bỗng nhiên hiện ra ở phụ cận. Vừa nhìn khuôn mặt trải rộng lân phiến màu đen liền có thể nhận ra đó chính là người mặc kim bào đã thi triển ma hóa. Có điều lúc này chẳng những thân hình hắn điên cuồng biến lớn hơn đến mấy chục lần, mà lân phiến màu đen cũng trải rộng khắp người, trên đỉnh đầu lại mọc thêm một cái sừng màu xanh, ở đó mơ hồ có lôi điện màu tím phóng ra không ngừng. Dáng vẻ này của hắn cực kỳ giống với nhất niết biến thân của Hàn Lập khi trước, thậm chí ngay cả khí tức đều giống tới 5-6 phần. Người mặc kim bào sau khi thấy một đòn của mình vừa ra không thể làm gì được Hàn Lập đã hao tổn nhiều nguyên khí thì cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức hừ lạnh một tiếng, cái đầu khổng lồ bỗng nhiên quay sang một bên, quát khẽ một tiếng không ngờ trong tình huống như vậy mà ngươi còn đủ sức phá vỡ hư không cho dù là nhờ vào thân thể thải phượng đi nữa nhưng lão phu cũng phải khen một câu không tồi đấy phương hướng hắn đang nhìn tới rõ ràng là chỗ của hoàng kim cự giải mà hắn vừa dứt lời thì ngũ sắc hà quang phía trên hoàng kim giải cũng bừng sáng thải phượng do hàn lập biến thành từ đó hiện ra cũng khôi phục hình người ở trong linh quang có điều lần biến thân này lại khiến khí thức của hắn càng yếu thêm một phần mà sau khi hắn nghe thấy tiếng của người Mặc Kim bảo sau khi đã ma hóa nói thì thần sắc vẫn như thường, mà chỉ quan sát hình dáng đối phương sau khi biến thân với vẻ hơi ngạc nhiên rồi chậm rãi nói. Khẩu khí của các hạ lớn lối thế này hẳn phải là bậc đại năng cao tầng nhất ở ma giới rồi. Trong số mấy tên thủy tổ của ma giới, mặc dù ta vẫn chưa từng gặp Lục Cực và Niết Bàn nhưng ta nghe nói Lục Cực là một nữ tử, mà Niết Bàn là người duy nhất trong số đám thủy tổ có thể tu Niết Bàn thánh thể đạt đến cảnh giới đại thừa xem tình hình này thì không cần phải nói cũng biết thân phận của các hạ rồi nhưng tu vi của ngươi cùng lắm cũng chỉ hơi mạnh hơn tu sĩ hợp thể hậu kỳ một chút mà thôi ngươi vẫn chưa tiến vào cảnh giới đại thừa xem ra cũng chỉ là một cỗ hóa thân thôi hư lão phu cũng không ngờ được ngoại trừ ta ra còn có người có thể tu luyện niết bàn thánh thể tới tận nhị niết hơn nữa lại còn là một tên tu sĩ hợp thể kỳ có điều ngươi đã bị trọng thương bởi hai đòn từ thánh giải giờ muốn thoát thân khỏi tay lão phu cũng chỉ là nằm mơ mà thôi giờ giao mạng nhỏ ra đây đi, người mặc kim bào hừ lạnh một tiếng, nói với giọng không chút cảm tình nào. Đồng thời với tiếng quát khẽ của hắn thì ngoài cơ thể hắn bỗng hiện lên vạn đạo ô mang, thân thể lại càng trở nên khổng lồ hơn nữa với một tốc độ không thể tưởng được, trong khoảnh khắc hắn đã biến thành một quái vật khổng lồ cao hơn trăm trượng mà ma khí ở hư không phụ cận lại càng cuồn cuộn xông thẳng đến tận trời cao. Sắc mặt hàn lập khẽ động, năm ngón tay ở trong tay áo hơi khẽ mở ra. Tức thì linh quang trong lòng bàn tay lóe sáng, một viên hoàn đen nhánh hiện ra rồi bị hắn nắm chặt lấy. Đây chính là linh thú hoàn chứa đầy phệ kim trùng, hiện giờ thần niệm của Hàn Lập vẫn còn mạnh mẽ như trước, hắn có thể dựa vào đó để điều khiển bầy phệ kim trùng và hơn 10 con hậu tuyển trùng vương. Huống hồ hắn vẫn còn chưa dở kim thân và linh khu ra, lại còn cả báo lân thú nữa, hắn nghĩ chỉ cần hoàng kim cự giải không tiếp tục ra tay thì cho dù tên hóa thân của vị niết bàn thánh tổ này có thi triển niết bàn thánh thể thì hắn vẫn có sức đánh một trận. Nghĩ vậy nên đến giờ Hàn Lập vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Có điều khi ánh mắt hắn đảo qua hoàng kim cự giải bên dưới bỗng nảy ra một ý, vốn dĩ sắp sửa tung thú hoàn ra thì lại ngưng lại, hắn mở miệng hỏi hoàng kim cự giải một câu. Niết bàn thánh tổ hiến tế tạo hóa lộ cho ngươi có thể mời ngươi xuất thủ hai lần, không biết thứ ta lấy ra có thể khiến các hạ xuất thủ một lần được không? Đương nhiên là được, bất kể là tiên hay ma, chỉ cần có thể đưa ra tế phẩm bản thánh cần có thì ta cũng sẽ tương trợ. Hoàng Kim cự giải không hề cảm thấy giật mình chút nào mà ù ù đáp lại. Hàn Lập nghe vậy liền mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn vẫn còn hoài nghi không ít rằng không biết lục dịch trong bình nhỏ thần bí có phải là tạo hóa lộ mà mấy ngày nay nghe đám người kia nói đến không nhưng với tình thế trước mắt thì hắn chỉ còn cách là còn nước còn tát mà thôi. Nhưng hắn còn chưa kịp có hành động gì thì ở phía đối diện có tiếng người mặc kim bào cười như điên dại nói. Ha ha, tiểu bối, đừng mơ tưởng nữa. Thứ thánh giải cần có thì sao người có bản lĩnh tìm được để lão phu lấy cái mạng nhỏ của ngươi đi để ngươi khỏi phải uổng phí tâm cơ nhá. Ngay sau đó một ống tay áo khổng lồ của người mặc kim bào bỗng run lên chỉ về phía Hàn Lập. Âm thanh xé gió vang lên, trong ống tay áo như có ô quang chấp tắt ẩn hiện. Một khắc sau đó, hư không cách Hàn Lập hơn 10 trượng bỗng xuất hiện dao động, một vệt ô mang thô dày như mũi dao găm bỗng hiện ra mà không có gì báo trước, chấp tắt một cái nó đã tiến đến gần Hàn Lập trong gang tấc một cách quỷ dị. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, cũng không có động tác gì để tránh né mà kim quang trên người lại lóe sáng, một kim thân ba đầu sáu tay sáng lấp lánh bỗng dưng hiện ra chắn trước người, sáu cánh tay của kim thân khẽ huy động rồi đồng loạt đánh ra một kích về phía Ô Mang. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một đoàn kim mang chói mắt nổ tung trước mặt kim thân, khí lãng khổng lồ rào rạt cuộn về bốn phía. Sáu cánh tay của kim thân lại vỡ vụn từng khúc dưới chấn động. Có điều vệt Ô Mang kia cũng bởi bị kim thân ra đòn ngăn cản mà bắn ngược về phía sau. Lúc này trong con người của Hàn Lập có lam mang lấp lánh, hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ vật đánh tới rốt cuộc là cái gì, hóa ra là một cái móng tay đen kịt dài hơn thước, mà dường như chỉ có non nửa đoạn mà thôi. Kim thân trước người Hàn Lập bừng sáng kim quang, tiếp đó sáu cánh tay lại xuất hiện trở lại như không hề bị hao tổn gì, chúng mơ hồ chuyển động rồi lập tức huyễn hóa ra tầng tầng quyền ảnh màu vàng kim. Tiếng nổ vang lên không ngớt, quyền ảnh màu vàng kim lại biến ảo thành một màn sáng màu vàng kim chặn đứng lấy móng tay đen kịt kia mà không để nó đến gần hàn lập thêm một phân một tấc nào. Người mặc kim bào sau khi nhìn thấy hết thảy mọi thứ thì hơi cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sắc mặt lập tức trầm xuống, ngón tay trong tay áo lại đồng thời chuyển động rồi đồng loạt bắn mấy đoạn móng tay ra ngoài. Nhưng thừa dịp này, một cánh tay hàn lập khẽ động, bứa từng bước trên cao quát khẽ về phía hoàng kim cự giải một tiếng. Đón tế phẩm cho tốt đấy một ngón tay của hắn bỗng nhiên tự điểm vào trong ngực mình sau đó lại rút ra nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy ở đầu ngón tay bỗng có thêm một giọt chất lỏng màu xanh ướt át, nó khẽ run lên rồi hóa thành một đoàn lục quang bắn xuống phía dưới. Hai con mắt khổng lồ của Hoàng Kim Cự Giải tập trung nhìn lại nhưng không hề trần chờ mở lớn miệng, một vệt kim hà bắn ra cuốn lấy lục quang nhanh như chớp rồi nuốt vào trong bụng. Nhưng Cự Giải vừa thưởng thức vật trong bụng một chút liền híp lại hai mắt rồi bỗng nhiên lại tròn xoe hai mắt. Lúc này mấy đoạn móng tay đen kịt còn lại cũng liên tục gào thét lao đến gần chỗ Hàn Lập rồi hóa thành ô mang như từng thanh phi kiếm điên cuồng vây quanh Hàn Lập đâm chém không ngừng. Mà Hàn Lập sau khi bắn ra lục dịch cũng không trần chờ mà phóng linh khu màu xanh nhạt ra ngay lập tức. Hai tay linh khu do khúc nhi thao túng cũng không ngừng huyễn hóa ra chảo ảnh màu xanh biết liên thủ với kim thân ngăn cản ô mang, nhưng giờ này hiển nhiên hai người đang rơi xuống hạ phong. Mà người mặc kim bào ở phía xa khẽ lật bàn tay, trong bàn tay lại hiện ra một tấm bạch cốt cự phiên trên mặt có khảm vô số đầu lâu, cũng đang chuẩn bị sử dụng nó. Lập tức xuất thủ, giúp ta giết hóa thân của Niết Bàn Thánh Tổ. Mặc dù Hàn Lập không biết bạch cốt cự phiên kia là loại ma khí huyền diệu nào nhưng hiển nhiên hắn không muốn nếm thử uy lực của nó một phen nên cũng không quản lục dịch thần bí kia có phù hợp với yêu cầu thật không mà vội vàng quát hoàng kim cự giải. Một khắc sau đó, thanh âm ù ù khiến Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm liền truyền vào trong tai. Tế phẩm phù hợp yêu cầu, ta có thể xuất thủ ba lần. Đòn thứ nhất, hoàng kim cự giải không chút hoang mang trả lời, hai cái càng khổng lồ đồng thời kẹp về phía người mặc kim bào ở phía xa. Không tốt, vốn dĩ vẻ mặt người mặc kim bào còn đang hết sức giữ tận nhưng vừa nghe thấy tiếng hoàng kim cự giải, lại thấy cử động của nó nhất thời thất kinh, trong lòng cũng cuốn cuồng cả lên. Là một trong số ít thủy tổ ma tộc đã từng thấy uy lực của hoàng kim giải, hắn hiểu được sự đáng sợ của cỗ ngụy tiên bảo này tuyệt đối không phải là một cỗ hóa thân của hắn có thể ngăn cản được cho nên sau khi thấy cử động của cự giải hắn liền biến sắc mặt ném cự phiên trong tay ra phía trước rồi khẽ dậm chân, một tiếng nổ vang lên, thân hình hắn bắn ngược về phía sau, chỉ sau mấy chấp động, hắn đã cuốn theo một cỗ hắc phong ra xa tới mấy trăm trượng. Gần như trong nháy mắt ngay khi thân hình khổng lồ của người mặc kim bào rời đi, nơi hắn vừa đứng bỗng có bốn đạo kim quang khổng lồ như lưỡi đao lớn xuất hiện ở hai bên cốt phiên, lóe một cái liền có tiếng răng rắc truyền đến. Cốt phiên khổng lồ sau khi kim quang hiện lên, trong nháy mắt đã bị cắt thành vài đoạn. Đòn thứ hai, Hoàng Kim giải thấy vậy nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh thông thả, nó há mồm, trong nháy mắt đã có một cột sáng kim sắc bắn ra. Cột sáng này có kim quang mơ hồ thô dày như bể cá, nhưng lại có tốc độ cực nhanh đến mức hàn lập khó lòng hình dung, chỉ cảm thấy Hoàng Kim cử giải vừa há miệng ra, thì kim quang đã ngay lập tức đến chỗ Hắc Phong đang bao quanh người mặc kim bảo rồi lóe một cái đã xuyên thủng Hắc Phong đó. Chương 2110, giải đạo nhân, Kim bào nhân đang đứng trong đoàn hắc khí bỗng hét lên một tiếng thảm thiết bụng hắn nháy mắt đã xuất hiện một lỗ máu thật lớn bên trong trống rỗng huyết nhục đều biến mất không thấy đâu một kích như vậy hiển nhiên không đủ để kết liễu tính mệnh người mặc kim bào kim bào nhân khuôn mặt nhăn nhó một tay hắn bấm niệm pháp quyết tay còn lại năm ngón mở ra hướng lỗ hổng áp xuống bàn tay chưa thực sự tiếp xúc thì đã có một đoàn hắc khí cuồn cuộn, cuộn tuôn ra rõ ràng là muốn chị hết thương thế ngay lập tức thế nhưng chỉ sau một khắc từ lỗ hồng chấp động kim quang, vô số điểm sáng quỷ dị xuất hiện. Không, người mặc kim bào vừa thấy cảnh này, bỗng nhiên gào lên một tiếng kinh thiên động địa, nhưng đã muộn. Trong chớp mắt, những điểm sáng càng ngày càng trở nên chói mắt, rồi hóa thành vô số cây châm li ti màu vàng kim hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Tiếng rít xé gió vang lên, trong hư không có vô số kim ti đan sen chẳng chịt, trên thân thể người mặc kim bào xuất hiện vô số vết máu. Từng mảng mưa máu phún ra liên tục, vô số mảnh thịt vụn lả tả rơi xuống. Thực lực hoàng kim cự giải này quả nhiên sâu không lường được, thậm chí còn chưa dùng đến kích thứ ba đã đem hóa thân vị niết bàn thánh tổ đánh chết một cách đơn giản. Ngay cả nguyên anh ẩn trong thân thể cũng không tránh được thảm cảnh bị kim ti sâu xé. Hàn lập suất thần niệm, cùng lúc hai con ngươi liên tục chớp động lam mang. Sau khi xác thực tàn hồn người mà kim bào không thoát được mới thở dài một hơi, ánh mắt lần nữa rơi xuống hoàng kim cự giải bên dưới, thần sắc bắt đầu có phần hơi do dự. Ta đã xuất thủ hai lần, người còn một cơ hội nhờ ta hiện tại không cần thì sau này có thể quay lại. Xong, bản thánh chỉ có thể ở tại nơi đây, người phải tự mình dẫn dụ kẻ muốn đối phó đến phụ cận lôi hải ta mới có thể ra tay. Kim quang bên ngoài thân cự giải hơi nhạt dần, lần thứ hai mở miệng nhưng thanh âm ông ông có vẻ thần thờ. Không thể ly khai nơi đây, vì cái gì? Hàn lập ngẩn ra, nhưng lại ung dung thản nhiên hỏi một câu. Chính vì không đủ tiên linh lực nên ta không cách nào tự do hành động trong thời gian dài. Hoàng Kim giải trả lời tiên linh lực ngươi nói chính là, thần sắc hàn lập hơi động, đấy chính là năng lượng của trời đất có bên trong tế phẩm các ngươi dâng lên. Sở dĩ ta đáp ứng xuất thủ, cũng bởi vì trong tế phẩm có thứ ta cần. Bản thánh là thân khôi lỗi, nhất cử nhất động đều phải tiêu hao tiên linh lực. Phần nửa năng lượng bên trong tế phẩm ta lưu lại coi như thù lao. Hoàng Kim giải nói một hơi từ gốc đến ngọn, tất cả đều nói hết ra. Ngươi là một cụ ngụy tiên khôi lỗi, nhưng ta thấy thì tựa hồ có linh trí, có thể xưng hô một tiếng đạo hữu rồi. Tạo hóa lộ ta vừa cấp có thể duy trì thời gian hoạt động của đạo hữu bao lâu? Trên mặt Hàn Lập hiện tia dị sắc, tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi. Ta là ngụy tiên khôi lỗi do thượng giới luyện chế, ngoài ý muốn mới lưu lạc xuống giới này. Chủ nhân trước kia gặp điều bất chắc đã vẫn lạc nơi đây, nhiều năm qua đi như vậy ta dần dần hình thành được linh trí. Tạo hóa lộ ngươi cho ta mặc dù không phải chính phẩm, nhưng cũng là linh lộ có độ tinh thuần cao nhất trong suốt những năm qua, hiệu lực tương đương năm thành chính phẩm. Một giọt ngụy tiên lộ như vật có khả năng giúp ta tự do hoạt động được hai tháng. Đương nhiên hoạt động đây không có tính chuyện gặp cường địch hay tranh đấu cùng người khác vào. Bằng không, một khi bổn thánh dốc hết tu vi thì có giỏi cũng chỉ miễn cưỡng được mấy lần toàn lực xuất thủ. Hai mắt hoàng kim giải chấp động tinh quang, nhưng thanh âm trả lời cứ ong ong. Nói như vậy, lúc trước Đào Hữu ngủ say không ly khai nơi đây, chủ yếu là vì nguyên nhân không đủ năng lượng. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời, hơi hơi suy nghĩ rồi hỏi có thể nói như vậy nhưng bản thánh ở chỗ này cũng vì nơi đây là địa phương có linh khí cực kỳ tinh thuần ngủ say tại nơi đây không bị tiêu hao năng lượng mà còn tích cóp mỗi ngày một chút đến khi đủ tiên linh lực nói không chừng ta sẽ có cơ hội quay lại thượng giới hoàng kim cự giải thành thật giải thích thượng giới mà đạo hữu nói chính là chân tiên giới phải không hàn lập trầm ngâm một hồi mới ngưng trọng truy vấn một câu không sai những người hạ giới như các người thường gọi là chân tiên giới hay tiên giới. Nhưng những người trên tiên giới ấy lại theo thói quen gọi là thượng giới. Hoàng Kim Cự Giải thẳng thắn trả lời, xem ra chủ nhân của đạo hữu thực sự là một gã chân tiên, trách không được tu vi một khôi lỗi như ngươi lại cường đại đến thế. Song nếu ta cung cấp đủ năng lượng, ngươi có thể nguyện ý theo ta một đoạn thời gian không? Con ngươi hàn lập chấp động vài cái bất thình lình nói ra một câu kinh người. Muốn bản thánh theo ngươi, nếu mỗi tháng đều có thể cung cấp một giọt ngụy tiên lộ như vậy cũng không phải không thể song nếu muốn ta ra tay giúp ngươi thì thù lao phải tính toán khác hơn nữa sau khi tích góp đến khi đủ tiên lực ta muốn ly khai ngươi không được ngăn cản lúc này đây hoàng kim cự giải trầm mặc một hồi lâu mới từ từ trầm giọng nói ra thời gian tích góp tiên linh lực ngươi cần là bao lâu mới đủ hàn lập do dự một lúc mới hỏi ngược một câu bên trong thân thể ta khi chuyển hóa tiên linh lực có cấu thành tổn thương vừa có lợi vừa có hại, với giọt tạo hóa lộ như vừa rồi thì một tháng cao lắm chuyển hóa được một giọt. Mỗi tháng người cấp ta một giọt, đại khái cần một ngàn năm thì đủ. Hoàng Kim cự giải chừng lớn đôi mắt trả lời, hơn ngàn năm, hắc hắc, thời gian dài như vậy là đủ rồi. Hảo, ta đáp ứng từng tháng sẽ cấp một giọt tạo hóa lộ, đạo hữu cứ đi theo ta a. À. Hàn Lập nghe vậy cười to vài tiếng, không trần chờ gì mà nói ngay. Có thể, nhưng nếu chỉ cần một tháng không có tế phẩm, ta coi như người trái với ước định liền tại chỗ đánh chết ngươi. Hoàng Kim cự giải không chút khách khí nói ra, vậy, đi, tại hạ cũng đã đáp ứng rồi. Hàn Lập nhất thời do dự, nhưng khi ánh mắt nhìn thoáng qua vạt áo trước ngực liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Nếu như vậy bản thánh cũng không có vấn đề gì, có thể cùng ngươi đính hạ khế ước rồi, trên người Hoàng Kim cự giải lần thứ hai hiện lên những phù văn vàng kim, sau một trận chấp động mơ hồ có thanh âm ầm ầm đáp lời. Tiếp đó Hoàng Kim cự giải há miệng, bỗng nhiên phun ra một phiến đá xanh sẫm chừng hơn 3-4 xích, sau một cái chớp động liền tiến đến gần mặt Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng thất kinh, bất giác đề cao cảnh giác vài lần, nhưng khi thấy phiến đá xanh sẫm chỉ lẳng lặng huyền phù trước mặt mà không có gì dị thường mới yên tâm hơn, một lần nữa hướng mặt trên quan sát. Kết quả chỉ thấy trên phiến đá có những hàng văn tự màu bạc chấp động, chính là ngân khoa văn. Trong lòng Hàn Lập thầm hô may mắn, lại tỉ mỉ chăm chú xem xét, sau một lúc mới minh bạch vấn đề. Nội dung bên trên chính là ước định theo lời Hoàng Kim Cự Giải các hạ cảm thấy không có vấn đề chỉ cần phun một đoàn tinh huyết đến gần là được lúc này hoàng kim cự giải lại mở miệng chỉ cần một đoàn tinh huyết thôi ư không thành vấn đề trong lòng hàn lập hơi buông lỏng một ngụm liền đáp ứng nếu như hoàng kim giải yêu cầu lưu lại các loại hồn niệm gì đó có thể trong lòng hắn còn muốn suy nghĩ lại rất sợ bị không cấm chế không nhận biết ám toán nhưng nếu chỉ là tinh huyết mà nói tất nhiên không có vấn đề gì ngay sau khi hàn lập phun một đoàn tinh huyết hướng tới mặt đá trong nháy mắt lúc tiếp xúc, mặt đá thoáng cái biến ảo thêm nhiều phù văn màu máu, chợt lóe lên tức thì liền dung nhập vào trong. Theo một tiếng ông vang dội, phiến đá liền hóa thành một đoàn lục quang bay vụt về. Hoàng Kim giải hé miệng lần thứ hai, đem phiến đá hút vào trong bụng một lần nữa. Tạm thời khế ước đã đính hạ, bản thánh hiện tại liền đi theo ngươi. Nhưng khi nào thì khởi hành, ha ha, đạo hữu thực là người sảng khoái, vậy thì chúng ta lập tức lên đường, song dáng dấp đạo hữu như vậy thực sự có phần kinh hãi thế tục, không tiện đi lại cho lắm. Có thể biến hóa một hai không, Hàn Lập nhìn thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Giải, nở nụ cười mà nói. Nhỏ đi sao? Đương nhiên có thể. Hoàng Kim Giải như từ chối cho ý kiến với hình dạng mình. Vừa dứt lời, trên thân thể to lớn chợt có kim quang đại thịnh, bên trong quang mang thân thể bắt đầu cấp tốc rút nhỏ lại. Sau khi quang mang được thu lại, thân ảnh Hoàng Kim Cự Giải đã không còn thấy bóng dáng, chiếm lấy vị trí ấy là một gã thanh niên trắng ngần mặc lục bào thoạt nhìn dáng dấp bất quá chỉ hơn 20, vóc người thon dài, con người trong hai mắt có màu đạm kim, hai hàng mày kiếm mang màu xanh sẫm. Thân sắc trên mặt người thanh niên đờ đẫn dị thường, hướng Hàn Lập nói một cách không hề có cảm xúc. Sau khi biến thân, người có thể xưng hô với ta một tiếng, giải đạo nhân. Trên mặt Hàn Lập lộ vẻ kinh ngạc, thần niệm đảo qua đối phương theo thói quen, nhưng khi vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở ra. Lúc này trong lòng hắn liền hoảng sợ, nhanh chóng ôm quyền nói rằng, Giải tiền bối khách khí rồi, tại hạ họ Hàn, tu sĩ linh giới, tiền bối trước hết theo vãn bối một đoạn thời gian đi. Nơi đây không phải là nơi để nói chuyện, chúng ta bây giờ liền ly khai A. Giải đạo nhân tất nhiên cũng có cùng ý nghĩ, lúc này độn quang hai người song song cùng nhau, hóa thành hai đạo kinh hồng phân biệt một xanh một vàng kim, hướng xa xa bắn đi, trong nháy đã không còn hình bóng. Bên kia, một góc trên đảo lớn, bảo hoa, hắc ngạc, nguyên yểm tam ma đang đứng sóng vai trên cao. Đột nhiên, thần sắc bảo hoa và nguyên yểm cùng lúc khẽ động, bàn tay đều lộn chuyển một vòng, hai hộp ngọc liền xuất hiện nơi lòng bàn tay hai người. Ha ha, tiểu tử này coi như thủ tín, tiệp phân niệm kia quả nhiên biến mất. Thanh niên áo đen cười rộ lên một cách điên cuồng, tay áo vung lên, không gian dưới thân nhất thời nổi lên ba động, ma khí cuồn cuộn bốc lên, hắc dao ba đầu hiện thân. Sau cái chấp động, nguyên yểm thánh tổ đã đứng vững vàng trên đầu hắc dao. Ma dao ba đầu rít to một tiếng, liền lập tức quát khởi một trận ma phong đen kịt hướng một phía phá không bay đi một lát sau phiến hư không đối hiện bảo hoa lại vang vọng thanh âm lạnh lùng của nguyên yểm nhìn linh dược bên trên bản thủy tổ sẽ không ra tay tự mình truy sát tiểu tử họ hàn thế nhưng lập tức sẽ ban bố diệt tiên lệnh xuống sau này tại thánh giới tiểu tử nhân tộc này một bước cũng khó đi có thể phản hồi linh giới hay không phải xem tạo hóa của hắn rồi lời nói vừa xong thanh âm trong hư không lập tức im bặt Bảo Hoa nghe xong lời này thần sắc không chút biến đổi, lại đem hộp ngọc đang cầm trong tay thu vào, nhưng đầu vừa chuyển liền nhìn về hướng hoàng kim cự giải giữa lôi hải xa xa một cái. Trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, đại mi vừa nhíu liền thì thảo hai câu. Có chút kỳ quái, cụm ngụy tiên khôi lỗi lúc nãy đã xuất thủ nhưng thế nào vẫn còn đuổi theo tiểu tử kia. Lẽ nào tiểu tử họ hàn này còn có thủ đoạn bảo mệnh mà ta không đoán ra. mười 2111, nán lại, thưa bảo hoa đại nhân, hay là tiểu nhân qua bên đó đo xét đôi chút hai mắt hắc ngạc đảo qua đảo lại nói không cần mặc kệ tình hình lúc này có như thế nào đi nữa thì đối với ta cũng không còn bao nhiêu quan hệ hiện tại ta cần sớm rời khỏi ma nguyên hải sau đó tìm một địa phương an ổn luyện hóa đan dược dù sao thì linh dược cũng đã sớm lấy được hơn nữa việc khôi phục lại thần thông khi xưa đối với ta mới là tối quan trọng bảo hoa trầm ngâm đôi chút rồi lắc đầu nói vâng thưa đại nhân bây giờ chúng ta lập tức rời đi dù sao thì nguyên yểm cùng niết bàn đại nhân cũng đã biết được hành tung của người nếu ở lại e rằng sẽ khó tránh khỏi hung hiểm đi bất quá chỉ cần người khôi phục lại được tu vi thì cũng không cần sợ hãi nữa hắc ngạc có chút hưng phấn gật đầu trả lời nói cho cùng thì chỉ cần chủ nhân của hắn hồi phục thần thông thân làm thuộc hạ như hắn cũng thuận nước đẩy thuyền tự nhiên sẽ được vô số chỗ tốt chuyện tình ta giao cho ngươi khi nãy có tìm được cơ hội xuống tay không ánh mắt của bảo hoa lưu chuyển đôi chút rồi hỏi một câu chủ nhân yên tâm ta đã lưu lại trên người con tam thủ ma giao kia một cái huyết mạch ấn ký. Tuy không thể dựa vào nó mà tìm ra vị trí chính xác nhưng nếu tiếp cận trong phạm vi nhìn dặm tiểu nhân sẽ lập tức cảm ứng được. Hắc Ngạc nghe được lời này tâm thần khẽ động đáp lại: "Làm tốt lắm, các ngươi đều có tà long chân huyết, hơn nữa con tam thủ ma giao kia lại là bản mệnh linh thú của Nguyên Yểm, như vậy ấn ký sẽ càng chặt chẽ không thể phá bỏ được. Sau này cho dù Nguyên Yểm có muốn đánh lén thì ta không thể không có khả năng phát hiện a." À khóe miệng bảo hoa thản nhiên cười khen ngợi một câu hắc hắc tất cả đều nhờ vào bí thuật kinh người mà đại nhân truyền thụ đến cả nguyên yểm đại nhân còn bị qua mặt nếu không tiểu nhân sao dám cả gan như vậy hắc ngạc ngoác cái miệng rộng ra cười nói bí thuật này chỉ có thể thi triển trên những người có huyết mạch giống nhau mà thôi hơn nữa trên khổ linh đảo này thần niệm của nguyên yểm bị áp chế nên không thể phát hiện ra điều kỳ quái tốt rồi chúng ta cũng nên đi thôi bảo hoa thu liếm nụ cười rồi phất tay bấm niệm pháp quyết nhất thời sau hào quang lưng nàng chợt lóe lập tức hiện ra một cái hư ảnh hoa thụ màu phấn hồng sau đó cuồng trướng lên thật lớn trong khoảnh khắc quần sáng màu phấn hồng đại thịnh đem thân ảnh của hai người bao bọc vào trong đó tiếp theo hư ảnh hoa thụ bỗng phanh một tiếng rồi tan ra thành điểm điểm ánh sáng mà tiêu tán mà khi ánh sáng tan đi bóng dáng của bảo hoa cùng hắc ngạc đã sớm không còn nữa nhất thời cả tòa khổ linh đảo không còn lấy một bóng người khung cảnh lại khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh như trước Bảy ngày sau ở khốn linh cốc lại xuất hiện thêm hai gã khách nhân không mời mà đến. Người đến là một nam một nữ, tuổi tác bề ngoài tranh lệch nhau thật lớn, cả hai đều là cao dai ma tộc. Nam mặc ma giáp màu xanh, thoạt nhìn khoảng độ ngoài 30 đôi chút. Hai mắt chấp động tinh quang, ngoại hình thập phần uy nghiêm to lớn. Nữ là một bà lão xấu xí, bàn tay nhăn nheo đang cầm quải trượt, bộ dáng rất đối giả nua. Hai người đang huyền phù trên không trung sơn cốc, ánh mắt xăm soi khắp nơi giường như đang cùng nhau tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc lâu sau, bà lão hử lạnh một tiếng rồi bỗng nhiên ném chiếc quải trượng xuống một nơi phía trước. Một tiếng oanh vang lên, đất đai phía dưới nơi quải trượng đi qua liền sụp đổ hiện ra một cái hố đường kính rộng đến mấy trượng. Tiện tỷ bảo hoa kia quả nhiên đã đến đây, nơi này còn lưu lại khí thức của ả. Bây giờ ta quyết sẽ không thể buông tha ả nữa. Thanh âm của bà lão khàn khàn cực kỳ khó nghe, nhưng nội dung của lời nói lại càng thêm kinh hãi thế tục. Đã nhiều năm trôi qua mà sư muội không buông bỏ oán hận trong lòng chẳng trách bao nhiêu năm nay tu vi nàng không hề tiến triển thêm hai mắt của thanh giáp đại hán khẽ mở rồi thoáng nhìn qua bà lão thở dài một hơi ngươi nói thật dễ nghe năm đó nếu không phải vì con tiện tỳ này thì làm sao mà thân thể ta bị hủy lại còn phải đoạt xá cái thân già nua sắp chết này làm tu vi về sau của ta vô pháp tăng tiến hay là ngươi còn lưu luyến năm đó mà quên mất việc ả đem mấy cái hóa thân của ngươi diệt sạch bà lão nghe vậy liền giận dữ quát lớn chuyện đó đã qua đi nhiều năm có nhắc lại cũng không để làm gì chỉ càng làm cho tâm tình thêm nhiễu loạn mà thôi thanh giáp đại hán dùng lời nói bất đồng với hình dáng lạnh lùng vốn có giảng giải nói điều dư thừa thiên khấp nếu ngươi thực sự quên việc này thì cớ sao mới nghe tin tức từ nguyên hiểm đã lập tức vội vã chạy đến đây bà lão trên mặt tràn đầy ý tứ ghen ghét căn bản không hề tin tưởng lời nói của nam tử sư muội có tin hay không cũng không sao khắp huyết ma công của ta đã tu luyện đến vong tình cảnh giới chuyện yêu hận tình cừu cũng không còn tồn tại nữa sở dĩ ta cùng ngươi tới đây vì kiện dị bảo trên người bảo hoa chỉ cần lấy được nó thì lần thiên kiếp sắp tới ta mới nắm chắc được mấy phần vượt qua thanh giáp đại hán điềm tĩnh trả lời dị bảo chẳng nhẽ trong tay ả à, có kiện ngự lôi ký bà lão khoác trường bào màu hồng nghe vậy vẻ mặt nhăn nhúm rốt cuộc cũng run lên giường như nhớ đến điều gì đó không sai chính là bảo vật này bảo hoa nguyên bản có thể vượt qua nhiều đại thiên kiếp như vậy chính là nhờ có nó về phần đối với bản thân nàng thì sư huynh ta thực không có hứng thú thanh giáp đại hán thản nhiên nói tốt lắm ta sẽ tin ngươi lần này nghe nguyên yểm nói thì ả à, tiện tỳ này còn chưa khôi phục được toàn bộ tu vi chỉ cần tìm được ả à, thì ta và ngươi muốn bắt giữ tuyệt đối không có vấn đề đến lúc đó ta sẽ hảo hảo chiêu đãi vị tiền thủy tổ đại nhân này một phen nghe xong lời của thanh giáp nam tử thần sắc bà lão hơi hòa hoãn lại nhưng trong miệng vẫn nói ra những câu cực kỳ cay độc đi thôi bây giờ ta sẽ cho người báo cho phân đàn của thú tôn điện gần nhất, sau đó phân bố nhân thủ giám thị ở mọi nơi có bố trí truyền tống trận để xem nàng làm cách nào trốn thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. thanh giáp đại hán không chút do dự liền một hơi đáp ứng. trông thấy một màn tuyệt tình như vậy của thanh giáp đại hán, tiêu hoài nghi cuối cùng trong lòng bà lão rốt cuộc đã tan biến, lập tức mừng rỡ đáp ứng. bất quá cũng có chút kỳ quái, con cự giải khôi lối kia không còn trong lôi hải nữa, chẳng biết đã chạy đi đâu mất dù sao thì khối ngụy tiên khôi lỗi này có một thân thần thông viễn siêu không hề thấp hơn so với đám thủy tổ mong rằng việc này không có quan hệ với bảo hoa đi thanh giáp đại hán đem chuyện này nghi nghi hoặc hoặc lẩm bẩm nói ra chuyện này xác thực có chút ngoài ý muốn khối ngụy tiên khôi lỗi này đã tồn tại ở thánh giới chúng ta từ khi ta còn chưa xuất thế bao nhiêu vạn năm qua nó vẫn một mực ở trong lôi hải chưa hề rời đi lấy nửa bước hiện tại lại không thấy bóng dáng nó xác thực ta cũng có chút bất an nhưng để nói rằng chuyện này có liên quan đến bảo hoa thì e rằng có chút miễn cưỡng với khả năng của ả nếu làm được việc này thì năm đó khi còn là thủy tổ của thánh giới ả đã không lâm vào tình trạng chật vật như vậy bà lão mặc hồng bào suy nghĩ một hồi sau đó liên tục lắc đầu không cho là đúng trong diệt tiên lệnh mà nguyên yểm truyền xuống không phải có nhắc tới một tên tu sĩ hợp thể kỳ của nhân tộc hay sao chẳng lẽ việc này có liên quan đến hắn thanh giáp đại hán suy nghĩ một hơi rồi chậm rãi nói có thể, bất quá việc này cũng không quan hệ, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ta với người đuổi giết bảo hoa thì thù lao mà tên nguyên yêm đưa ra không đáng để ta với người đặt vào pháp nhãn, cũng nên quên chuyện này đi thôi. Bà lão áo hồng sắc mặt lạnh lùng nói. sư muội nói có lý, việc tìm kiếm bảo hoa còn quan trọng hơn, ta với ngươi lúc này chớ nên phân tâm. chúng ta đi thôi. thanh giáp đại hán cân nhắc mỗi hồi, lại thấy trong lòng đôi chút bất an nhưng vẫn gật đầu đồng tình. tiếp đó hai người thân hình khẽ động liền phân biệt hóa thành một thanh một hồng hai đạo tinh quang phá không bay đi. Ở trong muôn vàn sóng to gió lớn hung hiểm đang có một chiếc thuyền gỗ lớn bảy tám trượng màu xanh vững vàng lướt đi trên mặt biển. Ngay trước mũi thuyền có một thanh niên vận trường bào màu xanh, hai tay chắp sau lưng đứng im lặng nhìn về mặt biển xa xa phía trước. Khuôn mặt thanh niên bình tĩnh lạ thường, đúng là Hàn Lập hiện giờ đã đi đến gần bờ của Ma Nguyên Hải. Nhờ vào một lượng lớn đan dược mang theo trên mình, thương thế của Hàn Lập giờ đây đã khôi phục không ít nhưng nguyên do trước đây phải thi triển niết bàn thánh thể đệ nhị biến thân vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm quá sức lại phải chống đỡ hai kích của hoàng kim cự giải nên đã tổn thương đến chân nguyên dù hắn có ăn vào lượng lớn linh đan rượu dược những nếu không có thời gian nửa năm tĩnh dưỡng thì cũng đừng mong đem tu vi hồi phục lại trạng thái đỉnh phong bất quá đối với hết thảy việc này hàn lập hoàn toàn không hề để ý đến đã có hoàng kim cự giải biến hóa thành giải đạo nhân kia đi theo bên cạnh chỉ cần không đụng phải mấy tên thủy tổ lão quái vật ở ma giới thì cho dù là đám thánh tổ bình thường cũng vô pháp tổn hại hắn nhưng cũng bởi vì việc ngoài ý muốn có giải đạo nhân đi theo đã làm cho ý tưởng sớm mau chóng rời khỏi ma giới của hắn thay đổi hiện tại có thể dễ dàng đi vào ma giới là nhờ vào ma tộc tự động mở ra thông đạo nếu không khi đại chiến giữa hai giới qua đi cho dù hắn có tiến vào đại thừa kỳ thì việc xâm nhập vào ma giới vẫn là điều thực vô cùng khó khăn vì vậy sau một phen cẩn thận cân nhắc trước sau Hắn quyết định tạm lưu lại ma giới đem một vài loại tài liệu còn chưa thu thập được lấy về sau đó mới tính tiếp. Những loại tài liệu này tự nhiên phải là đặc sản của ma giới như huyết nha mễ cùng với loại năng lượng thần bí chứa trong dị ma kim. Đối với hai loại tài liệu này, một cái đem thân thể bồi luyện thêm mạnh mẽ đến cực điểm, một loại ẩn chứa năng lượng có thể trực tiếp chuyển hóa thành bổn nguyên pháp lực. Cả hai thứ này đều giúp tiết kiệm được đại lượng thời gian tu luyện thì đối với hắn là thứ bắt buộc phải thu đến tay. Mà theo tin tức hắn thu được thì cả hai loại tài liệu này đều xuất hiện từ cùng một địa phương. Lam Bộc Hồ, Hàn Lập thì thào nói một câu, trong mắt hiện lên một tia nóng như lửa. Tia dị sắc trong mắt nhanh chóng biến mất, hắn lại bắt đầu cân nhắc trước sau. Bỗng nhiên bàn tay khẽ chuyển lập tức lấy ra một con bọ cánh cứng màu vàng rực rỡ. Đúng là một con phệ kim trùng trưởng thành, bất quá con phệ kim trùng này nằm im bất động trên tay Hàn Lập. Trên thân cũng không phát ra dù chỉ một chút khí tức, bộ dạng không biết là sống hay đã chết. Càng quỷ dị hơn là trên thân của phệ kim trung hiện ra chẳng chịt những vết rách màu bạc, dường như tùy thời có thể vỡ vụn ra. Hàn lập trầm ngâm nhìn con linh trùng trên tay hai mắt chấp động không ngừng, không biết trong lòng hắn đang nghĩ đến điều gì. Cùng thời điểm này trong một khoang thuyền rộng độ ba bốn trượng có một gã thanh niên da trắng nõn đang ngồi xếp bằng lặng im như tượng gỗ, hai mắt hắn nhắm nghiền, gương mặt như mặt hồ thu không có lấy một gợn biểu tình. Mà phía đối diện không xa là một nữ tử thân mặc hoàng bào xinh đẹp tuyệt trần, Nàng ngồi trên bồ đoàn bộ dáng như đang tu luyện nhưng hai mắt lại lén nhìn thanh niên phía trước, khuôn mắt đỏ ửng e thẹn dị thường. Chương 2112, huyết quang vẫn lạc. Một tháng sau khi Nguyên Yểm đem Diệt Tiên lệnh ban ra, cả ma giới liền trở nên náo động. Thù lao cho Diệt Tiên lệnh lần này khá lớn, thậm chí đã khiến cho vài tên ma tộc thánh tổ động tâm. Hơn nữa, mục tiêu mà Diệt Tiên lệnh nói tới chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ hợp thể của nhân tộc linh giới. Vì vậy nên đám tồn tại thánh tổ chẳng coi ra gì, hầu hết đều không đích thân động thủ mà chỉ phái tới vài cái hóa thân mà thôi bất quá ngoại trừ vài tên thánh tổ có giao tình với nguyên yểm sau khi nghe được một ít sự tình bí ẩn bọn chúng do dự cân nhắc một phen rồi tất cả đều im lặng án binh bất động nhưng dù sao đi nữa với một vài thánh tổ hóa thân lại thêm một đám hợp thể kỳ ma tôn phối hợp chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho hơn nửa ma giới phải trở nên náo động rồi hai tháng sau tại phụ cận một tòa đại thành thị của ma giới là phỉ thúy ma thành có người phát hiện ra hành tung của hàn lập liền báo tin cho bốn gã ma tộc tôn giả đang tỏa chấn trong thành. Kết quả, ngay chỗ phụ cận với truyền tống trận bên trong thành, tứ đại ma tôn bất ngờ xuất hiện ra tay ngăn chặn hàn lập. Thế nhưng giải đạo nhân bỗng nhiên ra tay, chỉ cần một kích liền dễ dàng đánh chết bốn gã ma tôn đó khiến cho cả vạn ma tộc gần đó đều kinh sợ không thôi. Nhờ đó đám người hàn lập ngang nhiên thông qua truyền tống trận mà đi khỏi phỉ thúy thành. Lại ba tháng rưỡi sau, tại một nơi hiểm địa nổi danh của ma giới là thước kim hà cốc, tung tích của hàn lập lại bị phát hiện. Rốt cuộc thiên nha thánh tổ đại danh đỉnh đỉnh tại ma giới phái ra một cái hóa thân và ba tên ma tộc tôn giả khác đến ngăn chặn Hàn Lập. Việc truy bắt Hàn Lập lần này vốn được tiến hành rất đối bí mật. Bất quá sau một phen chiến đấu kịch liệt, cổ hóa thân của thiên nha lão tổ cùng hai gã ma tôn đã ngã xuống ngay tại đương trường. Chỉ còn lại một gã ma tôn tinh thông độn thuật đã liều chết trốn ra được khỏi thước kim hà cốc. Tin tức vừa truyền ra ngoài lập tức ma tộc khắp nơi đều trầm trồ nghị luận. Nửa năm sau, bản thể của huyết quang thánh tổ cũng bí mật mang theo hai cổ hóa thân cùng một đám thủ hạ dưới trướng đột nhiên hiện thân tại một tiểu trấn tên trầm thủy trấn tiếp đó ngay tại chỗ hắn đem thân phận hàn lập bóc trần ra lại còn thi triển kinh thiên ma công dự định phải đem cả đám người hàn lập bắt sống hàn lập không nói lời nào liền cùng giải đạo nhân lập tức ra tay tranh đấu phải nói hơn nửa năm qua trong quá trình tu dưỡng thì lúc này nguyên khí hàn lập đã gần như hoàn toàn khôi phục hơn nữa nhờ trải qua một phen ma luyện với hóa thân của Niết Bàn Thánh Tổ, trước đó còn thu được lợi ích rất lớn từ tẩy linh trì và tịnh liên liên đã khiến cho Phạm Thánh chân Ma Công tăng tiến không ít. Trận đại chiến này cũng coi như một cơ hội chính thức để kiểm nghiệm vậy. Cho nên lần này Hàn Lập vừa ra tay đã lập tức thi triển nhị Niết Biến Thân của Niết Bàn Thánh Thể, chỉ cần cái nhấc tay thôi đã có uy lực thông thiên. Càng khiến cho người ta khó tin hơn nữa chính là dường như có khả năng đối mặt với bản thể huyết quang Thánh Tổ mà không hề rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng trận chiến này kéo dài suốt một ngày một đêm, sau khi cuộc chiến kịch liệt đi qua thì cả tòa trị trấn nhỏ bé cơ hồ bị hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa còn lan đến làm chết và bị thương vô số ma tộc nhân đứng xem xung quanh. Nhưng càng khiến cho người ta phải hoảng sợ chính là cuối trận bản thế huyết quang thánh tổ bị trọng thương mà chạy, còn hai cỗ hóa thân và đám thủ hạ dưới trướng đều bị diệt toàn bộ. Nếu trước đây mới trải qua hai trận chiến kia chỉ làm cho đám ma tộc hiểu được sự khủng bố của giải đạo nhân thôi, thì sau cuộc chiến lần này rốt cuộc bọn họ cũng nhận ra được thực lực của Hàn Lập đáng sợ mức nào. Thậm chí còn được đánh giá ngang bằng với giải đạo nhân nữa. Bất quá mấy ngày sau khi trận đại chiến đó chấm dứt lại xảy ra thêm một chuyện kinh hãi thế tục. Trong một dãy hoang sơn cách trầm thủy trấn khoảng trăm vạn dặm, một tên cao giai ma tộc nào đó phát hiện ra cổ thi thể không trọn vẹn và vô cùng thê thảm của huyết quang thánh tổ. Tại huyệt thiên linh trên đầu của cổ thi hài này bị mạnh mẽ xé ra, bên trong hoàn toàn rỗng tuếch dường như chẳng những da thịt trên đỉnh đầu huyết quang thánh tổ bị hủy hoại đi mà ngay cả Nguyên Anh cũng bị người ta cố tình kéo ra vậy. Ngay khi sự tình này bị truyền ra rộng rãi, và sau đó cũng được những tên ma tộc cao dài khác xác nhận thì tình hình càng thêm chấn động không thôi. Nguyên bản vài tên ma tộc thánh tổ còn đang do dự, khi hay tin đều lộ vẻ hoảng sợ, liền phái ra cổ hóa thân của mình đi tra xét thực hư của việc huyết quang thánh tổ bị hạ độc thủ. Nên biết rằng ma giới tuy lúc nào cũng cổ vũ cho các tộc cường ngạnh tranh đấu, thậm chí đôi khi cũng có trường hợp tồn tại ma tôn ngã xuống. Nhưng đối với việc cấp bậc thánh tổ bị hại chết thế này có thể nói cả vạn năm cũng chưa từng phát sinh loại chuyện tương tự. Hơn nữa, tuy cũng có thánh tổ cho rằng có thể do Hàn Lập và giải đạo nhân đã ra tay ám toán. Nhưng càng có nhiều người hoài nghi một gã thánh tổ nào đó kết oán thù với huyết quang thánh tổ nên đã nhân cơ hội này hạ độc thủ. Từ đó trở đi những tên thánh tổ khác có thần thông mạnh nhất gần tương đương với cấp bậc thủy tổ Tuy họ không tỏ vẻ sợ hãi đám người Hàn Lập và giải đạo nhân nhưng sau chuyện này cũng trở nên kiêng kỵ thật nhiều. Đồng thời dự tính muốn ra tay ban đầu cũng sớm bay biến đi mất. Dù sao với thực lực của Hàn Lập và giải đạo nhân hiện tại, nếu chỉ phái đi vài hóa thân như trước đây thì chẳng khác nào đem bánh bao ném cho có đi không về, còn mang bản thể tới nơi lại sợ bị cứu nhân âm thầm theo dõi. Về phần những tên ma tôn bình thường nếu không có ma tộc thánh tổ dẫn đầu thì lại càng không dám tự chui đầu vào chỗ chết. Do đó vốn trước đây ai cũng hô hào vây đánh đám người Hàn Lập thì giờ đây lại xem như củ khoai nóng phỏng tay. Cứ như vậy mà không còn tên ma tộc nào nguyện ý tiếp tục truy tìm cản trở nữa. Đương nhiên nhìn bề ngoài thì sát tiên lệnh vẫn còn hiệu lực, bất quá tra xét kỹ lại thì chỉ là một đám người hô hào cho qua lệ mà thôi. Còn thanh danh Hàn Lập thì rõ ràng được truyền bá rộng rãi ở khắp ma giới, thậm chí có vài tên ma tộc ngẫu nhiên nhắc đến thôi cũng kinh hoàng biến sắc. Trong một động phủ giữa lòng ngọn Tiểu Sơn cực kỳ hoang vắng có một lão giả và gã đại hán đang ngồi khoanh chân đối mặt nhau. Lão giả có hai hàng lông mày dài kỳ lạ, khuôn mặt gầy yếu, trên đỉnh đầu buộc thành một búi tóc hình tam giác và được cài bằng cây châm gỗ. Đầu đội mão quan màu vàng, trên chiếc áo choàng còn thêu thêm ấn ký ma tướng ba đầu sáu tay giữ tợn quỷ dị phi thường. Còn đại hán đang mặc hắc giáp, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, khuôn mặt tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Khí tức từ hai người bọn họ phát ra vô cùng đáng sợ e rằng đám ma tôn bình thường khó có thể sánh bằng. Bất quá dường như tu vi hai tên ma tộc nhân này còn chưa đạt tới cảnh giới đại thừa. Cả hai cặp mắt của lão già và đại hán đều nhìn chằm chằm vào một vật. Đó là một chiếc lô đỉnh màu đỏ, tuy cao chỉ hơn thước nhưng phần trên của bốn phía xung quanh đều điêu khắc hình dạng mặt quỷ trong rất đáng sợ. Lúc này chiếc đỉnh run nhẹ nhẹ không ngừng, ngoài ra từ miệng những phù điêu mắt quỷ được khắc trên đó còn phát ra từng hồi giống thê lương thảm thiết. Dường như bên trong đang nhốt ma vật nào đó, hơn nữa còn bị tra tấn rất dã man. Huyết quang, cần gì phải cực khổ như vậy? Người sớm nói ra nơi bố trí động phủ bí mật chừng nào thì càng sớm thoát khỏi cực hình ma hỏa. Ta cùng xa đạo hiếu bị người phong ấn trong chấn ma tỏa vô số năm thì tự nhiên khả năng kiên nhẫn có thừa. Chúng ta sẽ tra tấn người suốt 3 năm liền, sẽ cho người thưởng thức được hết mùi vị của cực hình. Mà đằng nào cũng chịu cảnh đau khổ thì chi bằng nói ra đi. Dù sao lúc trước người với chúng ta đều từ một nguyên thần tách ra bây giờ ngươi giao lại cho chúng ta thì cũng xem như phì thủy bất lưu ngoại nhân điền đi. Sao đại hán nghe tiếng kêu la thảm thiết phát ra từ trong đỉnh bỗng nhiên thở nhẹ một hơi rồi nói nói ra vói vẻ thập phần mê hoặc dụ dỗ. Nghe qua lời nói của đại hán mà có thể đoán ra được, người bị nhốt trong chiếc đỉnh kia hẳn là nguyên anh của huyết quang thánh tổ rồi. Không tệ, nếu lúc xưa ngươi cướp sạch hai người bọn ta thì bây giờ phải giao gấp đôi ra đây. Nói không chừng nhất thời tâm tình ta vui vẻ, ta còn có thể cho ngươi thống khoái mà chuyển thế đầu thai bất quá ngươi hẳn phải rất rõ ràng sa kỳ cung ta đây vốn có tiếng là người có nghĩa khí tất nhiên sẽ không giống như phong tà đạo hữu đây nói ra chẳng bao giờ giữ lời cả lão già có hai hàng lông mày dài cũng mở miệng lành lạnh nói chính là hai tên thánh tổ trước đây bị nhốt trong trấn ma tỏa sa kỳ cung và phong tà cũng không rõ bọn họ dùng cách nào để thoát ra khỏi trấn ma tỏa hơn nữa còn ẩn núp một quãng thời gian ở ma giới nữa cuối cùng lại có cơ hội bắt được huyết quang thánh tổ đang bị trọng thương rồi hủy hoại đi cơ thể đồng thời thu lấy nguyên anh sau đó đem nhốt vào trong ma đình nghe qua lời nói của ba người rõ ràng nhị ma này có ân oán thâm sâu với huyết quang khó phân biệt được tình hình bên trong hắc hắc đừng mơ tưởng bổn tòa lúc này đã rơi vào tay các ngươi sẽ không nghĩ tới có thể may mắn toàn mạng ta nguyện dù bảo vật trong bí động có vĩnh viễn chôn giấu đi nữa cũng quyết không giao cho các ngươi cho dù bổn tòa có chôn cùng bảo vật còn các ngươi không có mấy thứ này nghĩ tới muốn chân chính khôi phục thần thông lúc trước ít nhất phải mất mấy ngàn năm nữa hiện tại sắp tới đại kiếp nạn thánh giới các ngươi chỉ bằng vào loại tu vi này một khi không cẩn thận sẽ ngã xuống ngay như thế đó là cách duy nhất để báo thù cơ hội này sao ta buông bỏ được tiếng kêu thét thảm thiết từ trong chiếc đỉnh thoáng vang lên lại từ trong đó chuyển ra âm thanh nứt quáng giọng nói tràn ngập vẻ oán độc đối với xa kỳ cung và phong tà hư rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nói thật cho ngươi biết hiện tại ta thúc giục luyện hồn đỉnh này huy năng luyện phách còn chưa phát huy tới một chỉ cần lão phu thi pháp xong thì nổi thống khổ khi bị trừ hồn luyện phách lập tức tăng lên gấp trăm lần đến lúc đó ngươi sẽ hiểu thế nào là sống không bằng chết sa kỳ cung nghe vậy nhất thời tức giận tiếp theo lão ma liền lẩm bẩm khẩu quyết hai tay cũng liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong chiếc lô đỉnh nhất thời mặt ngoài tiểu đỉnh huyết quang đại phóng phù điêu mặt quỷ ở bốn phía đồng thời vặn vẹo biến dạng, tỏ vẻ thống khổ dị thương. Mà tiếng kêu đang phát ra từ trong đỉnh càng lúc càng trở nên thê lương thảm thiết. Chỉ thoáng nghe một chút thôi đã khiến người ta dựng lông dựng tóc. Nhưng gương mặt của Saki Kung vẫn không chút biến đổi, chỉ tiếp tục điên cuồng thúc giục ma đỉnh trước mặt. Phong tà đang đứng bên cạnh nhìn một màn này vẫn tỏ ra không hề hay biết, chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Tại thời điểm này ở một phiến sa mạc rộng minh mông nhìn không thấy được bờ bến, có khoảng hơn trăm tên cao giai ma tộc trên đầu mọc thêm một cặp sừng toàn thân đỏ như máu đang đem một nam một nữ bao vây chặt chẽ nhìn xuống phía dưới là một mảng trải đầy tàn thi và máu tươi cơ hồ làm ướt xuống cả một vùng cát lớn trên sa mạc mà đôi nam nữ đang bị bao vây kia nữ nhân một thân vận áo bảo trắng đang đứng lẳng lặng giữa không trung dùng mạo tuyệt thế vô song nam nhân khoác trên mình một cái hắc giáp gương mặt xấu xí dữ tợn trong tay đang cầm một cây lang nha bổng dơ lên phía trước bảo vệ nữ tử áo trắng đúng là hai người bảo hoa cùng với hắc ngạc bất quá lúc này bảo hoa nhíu chặt đôi mi nhìn đám ma tộc xung quanh ánh mắt cũng trở nên âm trầm bề ngoài đám ma tộc này giống hệt nhau rõ ràng từ cùng một chủng tộc nhưng khuôn mặt mỗi người đều không chút biểu tình khí tức lạnh băng bộ dạng như không có sinh mệnh mà trên người hắc ngạc lúc này đã dính đầy máu huyết sát khí điên cuồng tỏa ra rõ ràng vừa rồi đã cùng đám người này đại khai sát giới hừ đám người này thật không biết sống chết đã giết nhiều như vậy mà chúng còn dám đeo bám theo. Hắc ngạc liếm liếm vết máu tươi bên khóe miệng rồi nhe răng cười. Mà đúng lúc này một gã ma tộc đang đờ đãng bỗng nói một chữ. Lên, nhất thời đám song giác ma tộc lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen dương lên. Mặt ngoài lệnh bài hắc quang chợt lóe rồi hiện ra một khối hắc sắc quang cầu. Liền đó vô số quang cầu tối đen như mực từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng về phía hai người bảo hoa đánh tới. Chú thích, sao phì thủy bất lưu ngoại nhân điền nước phù sa không chảy qua ruộng ngoại nhân. Điển cố kể rằng, chuyên rằng ngày xưa Tô Đông Pha tuổi trung niên còn đang tang vợ không đi thêm bước nữa. Ông khi ấy bộn bề công sự và việc sáng tác, miệt mài qua biết bao nhiêu năm trường, sống cô đơn một mình đã thành quen. Chớp mắt, đứa con trai đã cưới vợ lập thê, tuy Tô Đông Pha là một đại anh tài, thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người, nhưng con trai ông lại chỉ là một kẻ phàm nhân tục tử không có trí tiến thủ, cả ngày chỉ thích nhậu nhẹt xong chơi. Một ngày nọ, con trai Tô Đông Pha ra ngoài chơi bời, một mình ông ngồi lại trong thư phòng, thử người suy xét một vài vấn đề. Đúng lúc ấy, con dâu ông bước vào thấy cha chồng đang trầm tư suy nghĩ vất vả, mới vội vào trong bưng ra một chén trà dâng lên. Người con dâu ấy vận một bộ xiêm y cánh ve trong suốt, thấu đến tận chiếc váy lụa trắng trong, nàng bưng chén trà đến cạnh Tô Đông Pha, nhẹ nhàng lên tiếng mời cha dùng trà. Hơn nữa còn đưa tình nhìn ông, người con dâu ấy của Tô Đông Pha thực ra là một tài nữ hiếm có cầm kỳ thi họa hay thi từ ca phú đều tinh thông, vốn dĩ nàng vì hâm mộ tô đông pha nên mới đồng ý bước vào tô ra, nhưng đến khi phát hiện con trai ông chỉ là một kẻ tầm thường, nên vô cùng quạnh quẽ chán trường. Sớm trong lòng nàng đã có ý ái mộ tô đông pha nên hôm nay có cơ hội liền muốn thân cận người cha chồng thêm một chút. Tô đông pha đang trong lúc trầm tư, vừa ngẩng đầu lên thấy con dâu đi tới, hai mắt ông cứ nhìn chăm chăm vào nàng, nhìn khuôn trăng yêu kiều hồng hồng, dáng người yểu điệu thướt tha, lại thêm đôi mắt hơn ướt đưa tình, ông như quên hết tất thảy, đứng lên trong vô thức. Ngay trong lúc tâm tình viên mãn, đột nhiên sực nhớ nàng là con dâu mình, tức thì đỏ bừng mặt lên. Con dâu hỏi, sao cha lại đỏ mặt, tô đông pha không tiếp lời, chỉ nhận lấy chèn trà, dùng nhón trỏ viết lấy lên trên mặt thư chắc hai câu thơ, thanh xa trượng lý nhất tỷ bà, túng hữu dương xuân bất cảm đạn. Vì tô đông pha là người lười biếng, rất lâu chưa lau bàn, nên bên trên đóng một tầng bụi dày, chữ viết bên trên cũng vô cùng rõ ràng. Người con dâu sau khi xem xong cũng rất nhanh viết nối hai câu, giả như công công đạn nhất khúc, phỉ thủy bất lưu ngoại nhân điền. Sau khi viết xong nàng đỏ bừng mặt chạy mất, tô đông pha nhìn mà trong lòng đắc ý khôn xiết. Đúng lúc đó con ông trở về, thấy phụ thân đang xem xét gì đó vô cùng cao hứng liền hỏi, phụ thân, người đang xem gì vậy? Tô đông pha giật nảy mình, vội dùng tay áo chùi ngay những dòng chữ bên trên và nói, ta không xem thì cả, chỉ đang lau bàn thôi. chương 2113, Huyền Thiên Thánh Thụ hắc ngạc gầm lên giận dữ, liền đem lang nha bổng trong tay cuồng trướng lên cả chục lần rồi quét ngang một vòng. Vô số côn ảnh hiện lên rồi hóa thành một cỗ lốc xoáy màu đen đem phương viên rộng hơn một mẫu xung quanh che phủ đến gió mưa cũng không lọt. Từng tràng âm thanh gầm rú nổi lên, thỉnh thoảng lại có vài khối thi thể của đám ma hai sừng tộc bị đánh tan nát từ trong gió lốc rơi ra. Đám ma tộc hai sừng này rõ ràng không phải là đối thủ của Hắc Ngạc. Song phương mới chỉ giao thủ phút chốc mà chúng đã bị đánh chết rất nhiều tên nhưng dù vậy thì đám cao giai ma tộc rõ ràng không hề biết sợ hãi cho dù một chút ý định thối lui cũng không có thần thông của hắc ngạc dù cho có hơn xa đám ma tộc này nhưng do phải liên tiếp kịch chiến nên cũng tỏ ra ăn không tiêu pháp lực trong thân thể hắn hiện giờ đã tiêu hao gần hết nên mới chỉ toàn lực thi triển ma công một lúc đã cảm thấy khó có thể gắng gượng thêm nữa lan nha bổng trong tay hắn vẫn được huy vũ vô cùng hung mãnh nhưng nếu nhìn kỹ thì trên gương mặt xấu xí đã mơ hồ lấm tấm những giọt mồ hôi sau khi chém giết một phần ba đám ma tộc hai sừng thì cây bổng trên tay hắc ngạc đã có phần chậm chạp lại. Bổng ảnh thưa đi nên không thể ngăn cản được toàn bộ công kích đang đánh tới từ bốn phía. Trên người hắc ngạc giờ đây liên tiếp bị các khỏa quang cầu màu đen đánh trúng. Những khỏa quang cầu này không biết mang theo uy lực gì nhưng chỉ vừa tiếp xúc lên ma giáp của hắc ngạc hòa tan vào rồi dễ dàng xuyên qua. Kiện ma giáp hoàn toàn không thể ngăn cản chút nào. Chỉ trong chốc lát trên người đại hán đã tuôn ra vô số khói đen cùng từng tràng tiếng nổ liên miên không dứt hắc ngạc gầm lên giận dữ, thân hình hắn bị những trận bạo liệt làm cho trao đảo liên tục. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn gắng ngượng chắn phía trước bảo hoa, một tia ý muốn thối lui cũng không có. Dựa vào độ mạnh mẽ của thân thể lại có thêm tà long chân huyết thì phi đao phi kiếm bình thường cũng vô pháp tổn thương hắn được. Nhưng bị đám quang cầu màu đen công kích liên tục, thân hình hắc ngạc đã xuất hiện nhiều nơi đã bị chảy ra chóc thịt, máu tươi cũng bắn ra tứ tung khắp nơi. Bảo hao trông thấy một màn này thần sắc càng trở nên âm trầm, nhưng kỳ quái là nàng vẫn một mực ở sau lưng đại hán khoanh tay đứng nhìn không hề có lấy một chút ý định ra tay tương trợ không biết thời gian bao lâu qua đi gã ma tộc hai sừng cuối cùng cũng bị hắc ngạc đem một bổng đánh chết chỉ bất quá lúc này tia pháp lực cuối cùng trong người hắn cũng bị tiêu hao hết sau khi đem lang nha bổng ném đi liền lăn ra ngất xỉu cả thân hình nhuộm đầy máu giống như diều đứt dây mà rơi xuống dưới bảo hoa thấy vậy khẽ thở dài một hơi tay áo nàng khẽ phất lên một đoàn hào quang màu phấn hồng vang lên một tiếng phốc suy bay ra rồi quấn chặt lấy thân hình đại hán vào trong đó. Trong quầng sáng mờ ảo hiện lên vài cái ký hiệu màu bạc chớp nháy rồi biến mất. Thân hình hắc ngạc cũng theo đó thu nhỏ lại, trở thành bộ dáng một con cá sấu lớn tầm vài tất xinh đẹp mê người. Cá sấu toàn thân màu ngâm đen, trên mình chi chít các vết thương, bộ dáng còn đang hôn mê bất tỉnh. Đoàn hào quang màu phấn hồng cuộn tròn bay về. Bảo Hoa đem quang đoàn đang bao bọc con cá xấu nhỏ nhắn vào trong tay áo rồi ngẩng lên thản nhiên nói một câu. Hai vị đứng một bên xem náo nhiệt lâu như vậy cũng nên tự mình ra động thủ đi. Hừ, ta đã biết là không thể qua mắt được ả à tiện tì này mà. Vì ngày hôm nay mà 500 thủ hạ của ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá cũng làm ngươi không còn ai giúp đỡ, cái giá này xem những cũng không quá đắt đi. Âm thanh vừa qua đi thì tại một nơi trong hư không gần đó trở nên dao động, lập tức có hai thân ảnh một bà lão cùng một đại hán cao lớn hiện ra bà lão trên mình khoác một cái trường bào màu hồng hai mắt nhìn về bảo hoa với bộ dáng đầy oán độc lời nói khi nãy rõ ràng do mụ này nói ra hai người này đúng là hai tên thánh tổ lừng lẫy tiếng tăm ở ma giới thiên khấp và hạc nhan hai tên thánh tổ ma tộc này chẳng những một thân thần thông cao thâm mặc chắc mà còn tinh thông thuật liên thủ ở ma giới bọn chúng được biết đến nhờ tàn nhẫn và ngoan độc danh khí tuyệt đối không hề thấp hơn so với tam đại thủy tổ cho dù là đám thánh tổ bình thường khác khi gặp chúng cũng chỉ kính nhi viễn chi mà thôi. Bất quá không hiểu do đâu mà Bảo Hoa để lộ ra hành tung, hôm nay chẳng những bị hai tên ma tộc này đuổi đến mà còn liên tiếp phái ra rất nhiều thủ hạ vây công nàng. Bảo Hoa vì phải lo lắng hai tên ma tộc rình nấp ở bên mà không dám ra tay vì sợ để lộ sơ hở, cho nên nàng chỉ đành để cho Hắc Ngạc một mình đối phó với đám địch nhân. Cuối cùng sau khi trải qua nhiều trận đại chiến liên tiếp thì pháp lực của Hắc Ngạc đã hoàn toàn cạn kiệt giờ đây chỉ còn lại đơn độc một mình bảo hoa mà thôi. Nhị ma lúc này mới xuất hiện, bảo hoa đạo hiếu, đã nhiều năm không gặp ngươi vẫn xinh đẹp như xưa. Đại hán tên thiên khấp nhìn về bảo hao với hai mắt sáng ngời, sau đó lại cảm khái nói một câu. Khí chất của thiên khấp đạo hiếu cũng thay đổi thật nhiều, lại không còn tính khí nóng nảy như trước. Xem ra tu vi của ngươi cũng đã tiến thêm một tấng, thiếp thân có lời chúc mừng a. À. Bảo hoa đánh giá qua thiên khấp một chút rồi kinh ngạc trả lời, nhưng đối với bà lão kia thì dường như không thèm chú ý đến. Bao lão tên Hạc Nhan thấy vậy liền nổi lên giận dữ đem quải trượng rậm xuống làm không gian phía dưới nổi lên từng tràng nổ vang, sau đó lớn tiếng quát: "Bảo Hoa, ngươi không cần phải cố làm ra vẻ, tu vi của ngươi còn chưa hồi phục thì sao có thể đấu lại ta với sư huynh cùng liên thủ? Thức thời hãy mau quỳ xuống van xin, biết đâu ta nhất thời nổi thiện tâm mà cho ngươi chết được toàn thi. Xem ra Hạc đạo hữu còn chưa quên chuyện tình năm đó nên hôm nay đến đây chắc để báo thù a." À thiên khấp, người cũng có ý này sao? Bảo hoa bất động thanh sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng vân vê lọn tóc đen dài trên vai khẻ hỏi ngược lại. Lần thiên kiếp tiếp theo của ta cũng sắp buông xuống nên muốn mượn của ngươi một kiện bảo vật. Thiên khấp không chút giấu giếm liền đem ý định của mình một hơi nói ra. Ý ngươi là ngự lôi thiêm, bảo hoa dù sao cũng là bậc tài trí, tâm niệm chỉ mới xoay chuyển đã lập tức hiểu ra. Không sai, nếu ta có vật này trong tay thì lần thiên kiếp sắp tới sẽ có phân nửa cơ hội vượt qua, mong rằng đạo hữu có thể thành toàn cho ta. Thanh âm của thiên khốc không chút thay đôi nhưng ánh mắt dần trở lên lạnh như băng. Người muốn ngự lôi thiêm, cũng không phải là không được, bất quá vật này đối với ta là bảo vật quan trọng bậc nhất sao lại có thể dễ dàng giao cho người khác. Hay là như vậy đi, nếu ngươi tiếp được một kích của ta, ta sẽ đem nó cho ngươi mượn dùng một vạn năm. Đạo hữu cảm thấy ý kiến này cũng không tệ chứ. Bảo Hoa khẽ mỉm cười ung dung nói, ngươi muốn ta tiếp một kích của ngươi thiên khắp nghe được lời này đồng tử không khỏi co rụt lại. Bà lão đứng bên kia đang nhìn bảo hoa với ánh mắt tràn đầy oán độc cũng giật mình thất sắc, nét mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Chẳng nhẽ nàng đã thực sự phục hồi pháp lực, nếu là vậy thì hành động của nàng từ trước đến giờ chỉ là cố ý dẫn dụ chúng ta xuất hiện. Nhị ma trong lúc nhất thời không khỏi thầm đoán giả đoán non như vậy. Trong lúc nhất thời cả hai đều trở nên im lặng, không ai chịu mở miệng nói ra điều gì. Như thế nào, không lẽ thiên khấp đạo hữu lại trở nên nhút nhát như vậy a à? bảo hoa nhìn thấy một màn này đôi mắt xinh đẹp chấp chấp một hồi rồi thản nhiên cười nói hảo ta cũng muốn thử xem những năm gần đây bảo hoa đạo hữu đã tu luyện được loại thần thông nào mà có khẩu khí lớn như vậy đôi mắt của thiên khắp chấp động tinh quang tâm niệm xoay chuyển một hồi rồi lạnh lùng đáp ứng sư huynh nên cẩn thận ta sẽ ở một bên hộ vệ cho ngươi sau một hồi âm trầm suy nghĩ lão ẩu rốt cuộc cũng đồng ý rồi quay sang đại hán dặn dò đôi câu Thiên Khấp khẽ gật đầu rồi bất động thanh sắc bước khẽ một bước. Thân hình hắn khẽ trở nên mơ hồ rồi thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại một nơi cách chỗ cũ hơn 10 trượng, sau đó vững vàng phiêu phủ giữa hư không. Hai tay hắn chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp bất động, bộ dáng lặng thinh chờ đợi bảo hoa ra tay. Bạch y nữ tử khẽ cười mơ hồ kèm theo một tia quỷ dị, ngọc thủ hướng về phía trước nhẹ nhàng phất một cái rồi há miệng phun ra một đoàn quang cầu màu phấn hồng. Quang cầu thoạt nhìn có vẻ rất tầm thường, nhưng tỉ mỉ quan sát sẽ thấy bên trong là vô số ký hiệu mà Hồng tạo thành. Sau khi nó quay tròn một vòng liền nhẹ nhàng hạ xuống lòng bàn tay xinh như ngọc kia. Lúc này bảo hoa lại đưa tay còn lại ra nhẹ nhàng điểm lên khỏa quang cầu. Quang cầu vang lên một tiếng phốc suy rồi bạo liệt tách ra thành vô số ký hiệu màu phấn hồng. Đám ký hiệu này như những đóa hoa tản ra xung quanh rồi nhảy múa chấp động không ngừng, khung cảnh trông thập phần diễm lệ. Mà đúng lúc này tại nơi khỏa quang cầu vừa bạo liệt hiện ra một giải màu xanh biếc trên lòng bàn tay của bảo hoa vô thanh vô tức xuất hiện thêm một mầm cây nhỏ bé mầm cây vừa hiện ra đã đón gió lớn lên chỉ trong chớp mắt đã dài hơn nửa thước tuy vậy gốc cây vẫn không dừng lại mà tiếp tục cuồng trước với tốc độ mắt thường có thể trông thấy chỉ trong khoảnh khắc trên tay của bảo hoa đã mọc thêm một gốc đại thụ xanh biếc tán cây rậm rạp liền đem thân hình nàng che kín phía dưới cành cây hiện lên màu xanh biếc trong suốt mà gốc cây phía dưới cũng liền vào bàn tay của bảo hoa như cùng một thể hơn nữa dường như nó còn không ngừng hấp thu pháp lực trong người nàng huyền thiên thánh thụ người đã đem bảo vật này dung hợp làm một thể chẳng lẽ thương thế của ngươi chẳng những đã hoàn toàn hồi phục mà còn đem thần thông này tu luyện đại thành thiên khắc nguyên bản vẫn thập phần chấn định nhưng vừa trông thấy cảnh này khuôn mặt trở nên tái mét thất thanh hét lên một câu ở phía khác bà lão đang đứng xem cũng nhân mặt cực kỳ khó coi có phải hay không thì tự ngươi kiểm nghiệm sẽ biết huyền thiên hoa giới bảo hoa quát khẽ một tiếng cây đại thụ xanh biếc trên tay nàng dần trở nên mờ ảo. khắp nơi trên các cành cây hiện ra những quang điểm nho nhỏ, rồi những quang điểm này lại biến ảo thành vô số nụ hoa màu hồng mọc sum xuê trên khắp các nhánh cây đại thụ. lúc này từ miệng nàng niệm ra một chàng chú ngữ khó hiểu, theo đó đám nụ hoa trên cây cũng bắt đầu nở ra. toàn bộ không gian xung quanh liền ngập tràn hương qua thơm ngát. một màn bất khả tư nghị hơn là khi các nụ hoa trên cành bắt đầu nở rộ thì thân cây cũng dần dần chuyển từ màu xanh biếc sang màu hồng tất cả những biến đổi này đều diễn ra rất nhanh dường như chỉ trong một cái ý niệm đã hoàn thành lúc này đây trong hư không tràn ngập những tiếng phản âm đảo mắt nhìn qua thì khắp nơi trong phạm vi ngàn trượng đều trải đầy những bông hoa màu phần hồng dường như phiến không gian này đã trở thành một mảnh thiên địa riêng biệt vậy không ổn nàng ta đã thực sự luyện thành huyền thiên lĩnh vực mau chạy thôi thiên khắp hiện tại đang đứng ở phía đối diện trông thấy cảnh này không gương mặt không giấu nổi vẻ kinh khủng hắn liền kêu thất thanh một tiếng rồi huyết quang lóe lên bao lấy toàn thân tiếp đó lại hóa thành một đạo cầu vòng hướng về phía sau chạy đi như bay hạc nhan cũng không hề chậm chạp hơn thiên khấp chút nào quả trượng trong tay hướng phía trước hoa lên một cái hư không liền hiện ra một khe nứt trắng mở mịt thân hình ả cũng nhoáng lên liền trốn mất dạng vào trong đó hai người hoàn toàn không có chút ý định tiếp chiến với bảo hoa bây giờ còn muốn chạy không thấy đã quá muộn sao hai mắt bảo hoa khẽ nhíu lại rồi lạnh lùng thốt ra một câu Tiếp theo ngọc thủ hướng tới gốc hoa thụ phía trước nhẹ nhàng ngắt xuống một bông hoa màu phấn hồng. Nàng không chút do so dự cầm bông hoa ném về hư không phía trước. chương 2114, Lam Bộc Hồ, cự hoa khẽ đùng đưa rồi lóe một cái lại biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, khe hở nơi bà lão biến mất bắt đầu rung độc, hư ảnh cự hoa lóe lên rồi chui thẳng vào trong đó. Âm âm, một tiếng nổ lớn vang lên, khe không gian run rẩy không ngừng, từ trong đó lại có từng mảng lớn phấn hồng quang hà tuôn ra như núi lửa phun trào. Quang hà còn kéo theo một bóng người màu đỏ đang ngã loạn choạng, chính là bà lão Hạc Nhan. Thân hình bà ta xoay tròn chuyển động vài vòng trong quang hà, không ngờ lại có vẻ như không thể làm chủ được hành động của mình vậy. Không chỉ có vậy, sau khi phấn hồng hà quang mãnh liệt phun trào ra, khe không gian cũng chấp tắt không ngừng rồi vỡ tan nát ra. Không ngờ đóa phần hồng cự hoa kia thoạt nhìn tưởng tầm thường nhưng uy lực của nó lại lớn đến độ có thể trực tiếp phá vỡ hư không bà lão kinh sợ gầm nhẹ lên một tiếng quải trượng trong tay mạnh mẽ đánh ra bốn phía nhanh như thiểm điện bốn đạo trượng ảnh khổng lồ hiện ra rồi lóe một cái lại hóa thành bốn cỗ lốc xoáy màu vàng cuốn thẳng lên cao khẽ tách phấn hồng quang hà khắp bốn phía ra bấy giờ thân hình bà lão mới ổn định trở lại nhưng trên mặt hạc nhan lúc này tràn ngập vẻ kinh hoàng tột độ ánh mắt nhìn về phía bảo hoa lại càng mơ hồ pha thêm một tia sợ hãi trong lòng không kìm được suy nghĩ hóa ra đây chính là huyền thiên linh vực một khi bị nó bao phủ sẽ không thể nào cậy nhờ được bất kỳ thiên địa nguyên khí nào từ ngoại giới mà chỉ có thể dùng pháp lực của chính bản thân mình để chống chọi với công kích khi trước nếu nói như thế thì những bậc đại thừa như các nàng gần như đã bị thẳng tay gạt bỏ đi tới bảy tám phần thần thông không trách được ngay cả thiên khấp dù vượt xa nàng cả về pháp lực hay thần thông nhưng vừa nhận ra thần thông mà bảo hoa thi triển liền ngay lập tức trốn mất tâm tích vừa nghĩ tới vị sư huynh này bà lão cũng bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng mà vội vàng quay đầu nhìn lại phía bên kia chỉ thấy ở bờ biên kế bên phấn hồng thế giới, chẳng biết từ lúc nào thiên khấp đã bị vô số hư ảnh cự hoa ngăn lại, huyết quang kinh long do hắn hóa thân thành va trái đụng phải khắp nơi, nơi hắn đi qua hoa ảnh lũ lượt bị chém vỡ ra. Nhưng hư không ở gần đó lại lập tức hiện ra ngày một nhiều phấn hồng hư ảnh, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau lao tới. Với khí thế như trẻ tre của huyết quang, chỉ vài lần chấp tắt hắn đã liên tiếp phá vỡ mười mấy tầng chứng ngại, sắp sửa thoát ra ngoài hoa giới. Nhưng lúc này, Bảo Hoa vốn đứng yên bất động ở trung tâm hoa giới lại cười nhạt một tiếng, một tay nhẹ nhàng bấm niệm pháp quyết. Một tay khác đang nâng phấn hồng hoa thụ lập tức bừng sáng hào quang, vô số phấn hồng phù văn từ đó tuôn ra, cũng liên cuồng chuyển động xung quanh Bảo Hoa. Bà lão áo đỏ chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía khẽ mơ hồ rồi biến đổi, mà nàng thì lại quỷ dị xuất hiện ở một nơi khác trong hoa giới. Đại na di thuật, bà lão thét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng đảo mắt nhìn ra bốn phía chỉ thấy huyết quang vốn dĩ đang ở bờ biên của hoa giới giờ này lại xuất hiện ở cách bà 30 trượng, một lần nữa bị tầng tầng lớp lớp hư ảnh cự hoa vây vào bên trong. Bà lão hơi do dự, còn chưa quyết định được có cần ra tay tương trợ hắn hay không thì hư không thì không gian gần nàng bắt đầu dao động, vô số phấn hồng hoa ảnh cũng hiện ra, chen chúc tới tấp lao đến tương tự bên phía huyết quang. Sắc mặt bà lão tái nhợt nhưng lập tức cắn răng ném quả trượng ra ngoài, quải trượng lập tức huyến hóa ra một con ngỗng trắng lớn chừng một trượng, hai mắt phả ra kim quang, hai cánh vỗ đập không ngừng. Veo veo, có tiếng xé gió vang lên, phong nhận dày đặc xuất hiện xung quanh bạch hạc rồi bắn liên tiếp về bốn phương tám hướng, mà hai tay bà lão thì bấm niệm pháp quyết sau đó vỗ đầu, thiên linh cái hé mở, một cỗ hoàng khí xông ra từ đó. Hoàng khí quay cuồng, từ đó truyền ra một tiếng thét gào rồi lại biến ảo thành một mặt quỷ lớn như một tòa lầu. Nửa bên mặt quỷ là khuôn mặt một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mà nửa bên kia thì lại là mặt xanh nanh vàng vô cùng dữ tợn, mà khi tiếng thét gào ngưng lại thì nó lại há lớn miệng phun ra một cỗ ma phong. Ma phong này vừa ra khỏi miệng thì nơi mà nó quét qua tức thì cắt bay đá chạy mà biến thành một khoảng tối tăm mù mờ, nó không ngừng cuốn ra bốn phía, có vẻ nó đang có ý định muốn hình thành một phương thiên địa trong hoa giới này. Thiên khấp ở phía bên kia, sau khi biết mình không thể nào dễ dàng trốn chạy cũng thu lại huyết quang rồi khẽ lắc mình huyễn hóa thành một hư ảnh ma sư toàn thân huyết hồng cao hơn trăm trượng, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra từ người rồi hóa thành một mảnh huyết sắc vụ hải cuốn ra hoa ảnh khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc, không ngờ hai ma này lại có ý định đổi khách thành chủ ngay tại hoa giới. Bảo hoa thấy cảnh này thì hơi nhíu mày lại, nàng bất giác khẽ thở dài một hơi, mà sau đó khẽ dùng hoa thụ trong tay một cái. Trong phút chốc, một màn quỷ dị xuất hiện, hơn trăm đóa phấn hồng cự hoa vốn dĩ còn đang chiếm giữ trên đầu các cành cây đồng thời lóe lên rồi chậm rãi rớt xuống. Đi, một tay áo bảo hoa phất về phía những đó phấn hồng cự hoa này, đồng thời miệng quát lên một tiếng. Một khắc sau đó có tiếng phốc phốc truyền đến, những đóa hoa màu phấn hồng bay thẳng lên trời cao rồi lũ lượt huyễn hóa thành từng đoàn từng đoàn ma diễm, rồi trong nháy mắt, những đóa ma diễm này lại dung hợp thành một thể mà biến thành một vùng biển lửa màu phấn hồng. Ban đầu biển lửa chỉ lớn chừng hơn một mẫu, nhưng khi vừa tiếp xúc với những hoa ảnh đang lơ lửng trong hư không gần đó thì chúng cũng lập tức hóa thành phấn hồng ma diễm, rồi điên cuồng lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Chỉ chưa đủ thời gian vài lần hô hấp mà cả bầu trời hoa giới liền biến thành biển trời ma diễm, ngay sau khi Bảo Hoa lẩm nhẩm niệm vài từ thì cả vùng biển lửa như réo gọi lẫn nhau mà đồng loạt hùng hổ lao về phía hai ma ở đối diện. Thiên Khấp và Hạc Nhan thấy vậy đồng loạt đại biến sắc mặt, như có thần giao cách cảm mà quay lại nhìn nhau một cái, ngay sau đó lại đồng loạt lấy ra một viên đan dược màu huyết hồng rồi nuốt vào. Khí tức trên người hai người lập tức tăng mạnh, dường như hai người đang bắt đầu liều mạng thúc dục ma công. Đáng thương cho hai ma vốn có thể coi là bậc đại thừa cao cấp nhất ở ma giới vậy mà giờ đây không thể nào nhờ cậy vào lực lượng của thiên địa nguyên khí mà chỉ còn cách phục dụng đan dược kích thích tiềm lực để cắn răng chống chọi phấn hồng ma diễm. Trong chốc lát, ma diễm cuồn cuộn cao mút tận trời đã bao phủ hoàn toàn hai ma, cả huyền thiên hoa giới cũng đã hóa thành thế giới của lửa. Mà lúc này, gốc phấn hồng hoa thụ kia cũng trở nên trụi lùi, hơn nữa thể tích của nó so với trước cũng nhỏ đi tới hơn một phần năm mà trong khoảnh khắc pháp quyết trong miệng bảo hoa cũng đột nhiên dừng lại ngọc dung không ngờ lại biến trắng biến đỏ vài lần sau đó thân sắc của nữ tử này lập tức trở nên khó coi nàng cười khổ một tiếng rồi cũng lấy ra một viên đan dược màu trắng rồi nuốt vào trong bụng vị ma tộc thủy tổ này khoanh chân ngồi xuống tại chỗ ôm lấy hoa thụ trong tay vào ngực phía ngoài cơ thể biến ảo thành một tầng tinh quang như lưu ly li, hai mắt nàng khép lại bắt đầu ngưng thần thúc giục bảo vật này Nàng hiểu rõ với tu vi kinh khủng của hai vị thánh tổ già đời thiên khấp và hạc nhan này, cho dù không có thiên địa nguyên khí tương trợ đi nữa nhưng muốn mạnh mẽ dùng ma diễm luyện hóa bọn họ vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn, vì vậy nàng không thể không tìm cách vây khốn họ lâu dài được. Cứ như vậy, thời gian cứ chậm chậm trôi đi, chớp mắt một cái đã mấy ngày trôi qua. Đến ngày thứ bảy, hoa giới vốn dĩ ngập tràn phấn hồng ma diễm đột nhiên run rẩy rồi lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Từ trong phấn hồng ma diễm cuồn cuộn lập tức có hai tiếng hú dài truyền ra, một đoàn hỏa cầu màu hắc hồng và một đoàn huyết quang từ đó bắn ra, lợi dụng một khe hở lộ ra trong khoảnh khắc của hoa giới mà lao ra với tốc độ không thể tưởng tượng được, thoáng cái chúng đã xuyên thủng giới diện thoát ra ngoài rồi bỏ chạy không hề ngừng lại. Tiện thì, hóa ra là ngươi chưa khôi phục tu vi đại thừa kỳ, lần tới gặp mặt nhất định sẽ là ngày chết của ngươi. Trong hỏa cầu đã đi xa mơ hồ có một nữ anh cao vài tấc, hét lớn một tiếng thê lương cực kỳ. Chớp tắt vài lần, hỏa cầu và huyết quang đã hoàn toàn mất dạng ở cuối chân trời một tiếng thở thật dài vang lên, bảo hoa mở mắt ra, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc hận. Cũng không thấy nàng có động tác gì, nhưng ma diễm cuồn cuộn trong hoa giới lại tự động thu nhỏ lại, trong nháy mắt lại ngưng tụ thành mười mấy đóa phấn hồng cự hoa, một lần nữa trôi về phía hoa thụ rồi vững vàng sinh trưởng trên đó. Gần như đồng thời, cả tòa huyền thiên linh vực cũng, oanh, một tiếng rồi hoàn toàn tan rã rồi biến thành từng điểm linh quang biến mất trong không trung hoa thụ trong tay bảo hoa cũng thu nhỏ lại trong nháy mắt rồi hóa thành một viên phấn hồng quang cầu bị đôi môi thơm của nàng hút vào trong bụng. Không ngờ lại thất bại trong gang tất rồi. Mặc dù luyện hóa được thân thể hai người này thành cho bụi nhưng với thần thông của hai người bọn chúng thì chỉ vài trăm năm nữa là chúng sẽ tu trở lại được thực lực vốn có mà thôi, xem ra sau này còn phải đánh qua đánh lại với bọn chúng vài lần nữa. Bảo Hoa thấp giọng tự nói hai câu, thân thể yêu kiều khẽ động liền lập tức đứng thẳng dậy. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt nữ tử mặc bạch y hết trắng lại đỏ thân thể yêu kiều khẽ run rẩy thiếu chút nữa là không đứng thẳng người được bảo hoa vội vàng dùng thần niệm đảo qua thể nội kết quả là vừa nhìn ngọc dung đã trở nên cực kỳ khó coi phiên phước lớn rồi lần này đúng là giết địch một ngàn tự hại tám trăm rồi thương tích của ta vừa mới khởi sắc được đôi chút không ngờ giờ lại lập tức chuyển biến xấu tới mức này hiện giờ cho dù có linh dược trong tay nhưng không mất hai ba trăm năm cũng không thể nào khôi phục thần thông ban đầu được rồi Tiếc là Huyền Thiên Linh vực của ta mới tu thành được một chút bề ngoài, nếu không thì cũng có thể giết chết được hai tên đối đầu này, được vậy thì tổn thất thế này cũng không đáng là bao. Đành phải trở lại linh giới tĩnh dưỡng cho tốt đã. Bảo Hoa bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tay áo khẽ run, phấn hồng hà quang lại bừng sáng lên, mà người lại biến mất tại chỗ. Hàn Lập hiện đang đứng trên đỉnh của một đỉnh đồi màu xám trắng không cao lắm, hai tay chắp sau lưng nhìn về phía xa. Cách đó vài dặm về phía mà hắn đang nhìn tới, có thể thấy rõ có một cái hồ lớn không tài nào nhìn được hết giới hạn của nó. Hồ nước này bề mặt có màu xanh lam đậm, hơn nữa ở trên mặt hồ mơ hồ thấy một số cá nhỏ màu trắng bơi qua bơi lại, sinh cơ dường như rất tràn trề. Quả nhiên không hổ với cái tên Lam Bộc Hồ, hồ này quả nhiên không hề giống với những sông hồ khác ở ma giới. Hàn Lập Rốt của cũng thu lại ánh mắt, thấp giọng tự nói một câu. Ở phía sau hắn không xa là một thanh niên trắng bóc lạnh nhạt đứng đó, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đang trợn tròn đôi mắt xinh đẹp đây cũng chính là chu quả nhi rồi. Lúc này tiểu nha đầu đến từ tiểu linh thiên này sau khi được tận mắt chứng kiến hàn lập mấy lần đại chiến với một đám ma tộc cao dai, đương nhiên cũng không còn hoài nghi gì về thân phận của hàn lập nữa. Mà lúc này con người nàng đang liên láo nhìn khắp nơi, rõ ràng cũng hoạt bát hơn nhiều so với trước kia, nàng không nhịn được mở miệng hỏi. Hàn tiền bối, không phải khi trước chúng ta đã từng hỏi thăm được là Lam Bộc Hồ này có thánh tổ ma tộc tự mình tỏa chấn, chúng ta tới đây có thích hợp thật không? Ừ, người ngươi nói là Lam Thác Thánh Tổ, tên ma này độc bá Lam Bộc Hồ nhiều năm, từ đó có thể thấy thần thông hắn không nhỏ. Nhưng huyết nhà mễ là thứ ta bắt buộc phải có được nên cho dù mạo hiểm một chút ta cũng vẫn phải tới đây một chuyến. Hơn nữa theo ta được biết, Lam Thác Thánh Tổ đã ẩn cư nhiều năm nên cũng chưa chắc hiện giờ hắn đang ở trong hồ, hiện tại tỏa trấn Lam Bộc Hồ chẳng qua chỉ là một cỗ hóa thân và hai gã đệ tử của hắn mà thôi. Hàn Lập nghe vậy, khẽ mỉm cười trả lời. Chương 2115, nhập hồ nguyên lai tiền bối sớm biết trước ngược lại quả nhi nhiều chuyện rồi chu quả nhi mày to mắt nhỏ cung kính nói chẳng qua lời ngươi không phải là không có đạo lý chuyến này không thể coi nhẹ được sau khi vào ma giới ta đã nháo lớn mấy trận chắc hẳn mọi người đều biết chúng ta lần này tiến vào lam bộc hồ chẳng những phải thay đổi dung mạo mà còn phải tách ra hành động một thời gian quả nhi ngươi đi theo giải đạo nhân một thời gian đi ta trước tiên sẽ lẻn vào lam bộc thành tìm hiểu tin tức trước chỉ cần không đối mặt với bậc đại thừa chắc hẳn sẽ không có gì nguy hiểm. Hàn lập vừa hồ như có điều gì cần cân nhắc, không chút lưỡng lự phân phó xuống. nếu tiền bối đã phân phó, quả nhi xin tuân mệnh. chu quả nhi tự nhiên không dám trái ý Hàn lập, cộng thêm vừa có thể ở cùng một chỗ với giải đạo nhân, trong lòng ngược lại còn có ý vui mừng. tiểu nha đầu này trước giờ cũng không rõ thân phận khôi lỗi của giải đạo nhân, cũng không biết vì sao đối với người này lại cực kỳ có hảo cảm. giải đạo nhân nghe vậy hơi gật gật đầu sau đó lại tiếp tục đứng yên tại chỗ một lời không nói thân là ngụy tiên khôi lỗi ngay cả khi đã có linh tính nhất định nhưng căn cứ vào khế ước cùng hàn lập trước kia cộng thêm đã sớm nhận được không ít ngụy tiên lộ dĩ nhiên càng thêm phối hợp hàn lập cười nhạt một tiếng cũng không để ý tới thái độ của đối phương bản thân hắn cũng coi như là tinh thông khôi lỗi thuật hơn nữa trong khoảng thời gian cùng chung sống với giải đạo nhân sớm đã đem tính cách người này hiểu rõ ràng Mặc dù bề ngoài giải đạo nhân cùng với thường nhân không có gì khác biệt, nhưng từ sớm đã bị cố chủ hạ mấy loại cấm chế, cũng không thể dễ dàng làm trái với những gì ghi trong khế ước, nhưng trừ chuyện đó ra thì vẫn có năng lực tự chủ cao, nếu không ngày đó hắn cũng không thể dựa vào lục dịch từ tiểu bình thần bí dẫn dụ, kiên quyết đem hắn ra từ Lôi Hải thành hộ vệ tạm thời bên mình được. Nếu không phải mấy vị thủy tổ ma tộc có chuyện trên người, không cách nào phân tâm đối phó hắn mà còn những thánh tổ bình thường khác lại thì lại ngại thân phận của mình nên cũng không dám làm ra chuyện liên thủ đối phó hắn. Nếu không Hàn Lập hắn sao có thể bình yên một đường lưu lại ma giới cho tới nay. Tiếp đó, Hàn Lập dặn dò thêm quả nhi mấy câu, trên người liền bộc phát ra trận trận xương cốt lốp cốp, thân thể thoáng cái cao lên gần một thước, dung mạo theo đó cũng biến đổi thành một gã trung niên nam tử nho nhã. Tiếp đó, hắn lại dẫm chân một cái rồi hóa thành một đạo ô qua thẳng về phía sâu trong hồ nước bay đi. Mà giải đạo nhân mắt thấy Hàn Lập đã đi xa liền không chút báo trước vung tay áo lên, một mảnh kim quang cuộn ra đem Chu Quả Nhi đem cả thoáng cái biến mất ngay trên đỉnh ngọn đồi. Lấy tu vi của Hàn Lập hắn hôm nay, ngay cả độn quang không có toàn lực thúc dục nhưng độn tốc cũng cực kỳ kinh người, chỉ một lát công phu liền bay được mười mấy vạn dặm. Lúc này, ở xa xa phía trước chợt xuất hiện một cái đảo nhỏ, phía trên cũng có một ít mô hình kiến trúc đơn giản, cũng có chút ma nhân từ bên trong tiến tiến xuất xuất mà ở trên tiểu đảo cũng có một ít thuyền lớn nhỏ màu đen thi thoảng chở theo một ít ma nhân tiếp tục hướng về phía sâu trong hồ bơi đi hàn lập đối với tất cả cũng không cảm thấy có chút gì ngoài ý muốn hắn sớm đã dự định tiến vào lam bộc hồ tự nhiên đối với tình huống cụ thể nơi này tìm hiểu kỹ lưỡng rõ ràng biết rõ ở sâu trong lam bộc hồ đã bị vài tên thánh tổ liên thủ bố trí một tòa đại hình cấm chế cấm không chỉ cần tu vi không vượt quá cấp bậc ma tôn một khi tiến vào bên trong liền lập tức mất đi khả năng phi hành chỉ có thể đường hoàng dùng thuyền tiến về sâu trong lam bộc hồ hàn lập mặc dù không chịu sự hạn chế của cấm chế nhưng cũng không muốn cho cao giai ma tộc nơi đây chú ý cho nên cũng hướng về một phía tiểu đảo hạ xuống ngay khi hắn hai chân vừa chạm đất thì một gã ra ngăm đen vóc người ở phụ cận lập tức chạy tới vãn bối quang ương ra mắt tiền bối tiền bối có phải muốn đi tới lam bộc thành thuyền của tiểu nhân mặc dù không lớn nhưng tốc độ tuyệt đối là số một trên đảo này Người này bề ngoài cũng chả khác gì những thấp giai ma tộc là mấy, trước tiên mồm miệng nhanh nhỏ thi lễ sau đó liền rộng miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, nói. Nga, tu vi của ngươi chẳng qua chỉ là trúc cơ nhưng khẩu khí lại lớn như vậy. Sẽ không là nói quá không thế. Hàn lập thoáng đánh giá ma nhân trước mắt, rồi thoáng đưa ánh mắt đảo qua hơn 10 con thuyền gỗ phía trước, không tỏ rõ ý kiến, nói. Tiền bối yên tâm, nếu lời tiểu nhân có gì không đúng, lúc đó sẽ tình nguyện trả lại gấp đôi ma thạch quan ương mặc dù không nhìn ra nông sâu hàn lập nhưng chỉ bằng thần thái hay khí thế trên người hắn cũng biết đối phương tuyệt đối không phải là tồn tại kết đan hay nguyên anh bình thường cho nên cũng không dám chậm trễ chút nào một tay vỗ ngực lớn tiếng cam đoan tốt nếu ngươi đã nói thế ta liền lên thuyền của ngươi ma thạch nhiều ít không thành vấn đề nhưng mấu chốt là phải nhanh ta yêu cầu sớm đi tới lam bộc thành ánh mắt hàn lập khẽ chấp một cái phát hiện đối phương nói không giả nên cũng gật gật đầu tiền bối yên tâm tiểu nhân tuyệt sẽ không khiến tiền bối thất vọng. Tiền bối, mời đi theo, thuyền của tiểu nhân ở ngay bên kia. Quan ương mừng rỡ, có chút cấp bách không người rồi vội vàng cung kính hướng một chiếc thuyền bộ dáng có chút nhỏ, nói. Hàn lập hai mắt nhìn về phía con thuyền không nói một lời, lúc này liền sải bước hướng bên đó tiến tới. Quan ương lúc này trong lòng tự nhiên vui mừng không thôi, cũng vội vàng theo sau. Sau thời gian tầm bữa cơm, tiểu thuyền màu đen liền rời khỏi tiểu đảo, như tên bắn hướng về phía trước chạy như bay. Hàn Lập ngồi ngay ngắn ở mũi thuyền lẳng lặng nhìn nam tử ma tộc để trần xong trưởng huy động cực nhanh hai cây chèo gỗ đen nhánh. Hai cây chèo gỗ này mặt ngoài chấp động lam quang nhàn nhạt, nhạt, mỗi một lần cắt xuống mặt nước liền đem theo đại lượng nước hồ hướng về phía sau cuốn lên, hình thành hai cánh hoa trắng ngả thật dài. Quả nhiên người nói không ngoa, nguyên lai là dựa vào hai kiện ma khí thấp dài hữu dụng. Hàn Lập có chút hứng thú nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười, nói một câu. Tiền bối nói đùa, hai kiện pháp khí thấp sai này của tiểu nhân dù sao cũng được coi như là gia truyền chi bảo, tổ tiên tiểu nhân cũng nhờ nó này mà kiếm cơm. Mặc dù không thể nói chúng tốt hơn so với đám ma khí khác nhưng có chúng, công việc của tiêu nhân cũng coi như tốt đẹp, tiểu nhân cũng là chỉ kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Quan ương một bên ra sức chèo thuyền, một bên thành thực đáp. À, nghe khẩu khí ngươi cũng coi như là thổ địa nơi này, một ít tình huống của Lam Bộc Thành cũng coi như là hiểu rõ. Hàn lập trong lòng khẽ động, nhưng thần sắc lại ung dung, hỏi một câu. Nếu là những chuyện mà ai ai cũng biết thì tiểu nhân tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Nếu một chút chuyện có chút bí ẩn thì cũng khó mà nói trước được. Nói cho cùng là do tu vi vãn bối có hạn mà sự tình cao tầng tự nhiên không thể nào tiếp xúc được. Quan ương không chút lưỡng lựa đáp, hiển nhiên loại câu hỏi này cũng là thường xuyên gặp phải. Hắc hắc, yên tâm, những chuyện có chút bí ẩn ta tự nhiên không có khả năng hỏi ngươi. Hàn lập đối với câu trả lời không chút giấu giếm của đối phương không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiền Bối cứ hỏi, vãn Bối tuyệt đối chi vô bất ngôn sao? Quan Ương trong lòng thả lỏng, vội vàng đáp, "Chú, sao có gì nói nấy, biết gì khai nấy." "Ân, ta muốn biết, huyết nha mễ tại Lam Bộc Thành có nơi nào bán ra hay không?" "Đồ vật bực này hẳn là sẽ không tiện mua tiện bán đó chứ." Hàn Lập trầm ngâm một chút liền thử hỏi một câu, "Ha ha, tiền bối hóa ra cũng vì huyết nha mễ mà tới." Việc này tiền bối coi như là tìm đúng người chẳng biết tiền bối muốn mua một hai miếng hay là có ý định mua vào đại lượng quan ương nghe xong câu hỏi của hàn lập vẻ mặt lộ ra chút hưng phấn hỏi ngược lại một câu chỉ mua một hai miếng thì như thế nào mua đại lượng thì ra sao hàn lập nhướng mày hỏi lại tiền bối nếu muốn mua vào một hai miếng mà nói thì chỉ cần đi vào mấy cửa hàng chuyên môn bán thứ này là dễ dàng có được nhưng mà muốn mua được thì phải có tu vi hóa thần kỳ trở nên mới được hơn nữa mỗi người nhiều nhất chỉ mua vào được hai miếng nhưng lại tiếp tục muốn mua thêm thì nhất định phải ở lại Lam Bộc Thành trên một năm trở lên mới có được tư cách này. Chẳng qua đây chỉ là bề ngoài, tiền bối nếu thật lòng muốn mua đại lượng vật này thì dĩ nhiên vẫn có một số biện pháp đặc thù một lần mua vào được nhiều miếng. Đương nhiên, tiền bối nếu thu được huyết nha mễ phẩm chất không tốt tự nhiên số lượng cũng không nhỏ. Nụ cười trên mặt quan ương càng ngày càng đập, mồm miệng liên tục giải đáp. Nhưng nếu cùng với số lượng đó nhưng là thượng, cực phẩm huyết nha mễ thì sao đây? Hàn lập thần sắc không đổi, chậm rãi nói: "A, à, tiền bối nếu mang theo mục đích này mà tới thì sợ rằng không có khả năng a." À. Bên trong thành, thượng phẩm huyết nha Mễ chính là khống chế phi thường nghiêm mật, căn bản là không có dư giả để lộ ra bên ngoài. Quan Ương vừa nghe thế, trên mặt không nén được vẻ khó xử, nói: "Điểm này ta cũng rõ ràng, nếu thật có thể ở bên ngoài mua được đủ số thượng phẩm thì ta cần gì phải tự mình chạy tới làm Bộc Hồ làm gì? Hơn nữa, ta trước nay cho rằng trên đời này không có chuyện gì là không thể." chỉ là ngươi trả giá đủ cao hay không hay thôi hàn lập chăm chú nhìn nam tử ma tộc trước mặt không chút cảm xúc nói điểm này sợ rằng vãn bối thật không thể giúp gì cho tiền bối được rồi chẳng qua tiền bối có thể vào thành nghe ngóng một hai nói không chừng có người khác có biện pháp cũng nên quan ương do dự một chút nhưng vẫn chỉ là cười khổ đáp hàn lập nghe vậy khóe miệng hơi vểnh lên một cái liền gật đầu không nói gì thêm cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại thuyền nhỏ dưới quan ương ra sức huy động vẫn dùng tốc độ cực nhanh hướng trung tâm Lam Bộc Hồ phóng đi. Hai canh giờ sau, phía trước rốt cuộc cũng hiện lên một điểm đen, hơn nữa theo tốc độ đi tới của tiểu thuyền cuối cùng trước mắt hiện ra một tòa đảo lớn dần dần hiện ra trước mắt. Hàn lập hai mắt nhíu lại, bên trong đồng tử Lam mang chấp động, liền đem tình hình trên đảo thu vào trong mắt hết thảy, dọc theo vùng ven hòn đảo bất ngờ lại xây dựng một tòa đại thành không nhỏ. Thành này từ ngoài nhìn vào ngoại trừ toàn thân dùng một loại cự thạch màu lam nhạt xây ra thì hết thảy mọi thứ khác đều không khác so với một đại thành ma tộc khác là mấy, cũng đồng dạng là cao hơn 10 trường, phía trên đứng đầy ma tộc vệ sĩ vũ trang đầy đủ. Phương hướng hai người Hàn Lập đi tới cũng đúng chính là phía đại môn, cũng có một đám ma tộc canh giữ nơi này. chương 2116, Hắc Sa Nữ Tử Quan ương điều khiển con thuyền tại bờ phụ cận đại môn dừng lại, sau đó liền tiến Hàn Lập ra đến trước cửa thành. Hiển nhiên, hắn và đám thủ vệ ma tộc kia phi thường quen thuộc, sau khi trao đổi vài câu liền không chút kiểm tra nào đem Hàn Lập dẫn vào trong thành. Hàn Lập đứng bên trong cửa thành đánh giá dãy kiến trúc coi như chỉnh tề ở phụ cận, đầu khẽ gật, một tay đem mấy khối chung giai ma thạch ném cho quan ương. Đa tạ tiền bối hậu thưởng, ma thạch vừa tới tay, nam tử ma tộc sau khi xem xét một chút liền lộ ra vẻ vui mừng, mồm miệng không ngớt lên tiếng cảm ơn làm một kẻ chuyên trèo thuyền đưa đón những cao dao ma tộc tới làm bộc thành bất quá cũng chỉ là một hai khối trung gia ma thạch mà thôi, thù lao hàn lập đưa cho hắn còn cao hơn ba bốn lần thế, làm sao không kiến hắn mừng rỡ được. Hàn lập khoát tay tỏ ý hắn có thể lui nhưng quan ương ngược lại thoáng chút do dự rồi đưa mắt nhìn quanh, thấy không ai chú ý bên này thì mới dùng thanh âm cực thấp nhanh chóng nói một câu. Tiền bối, nếu ý đồ tiền bối thật sự như vậy, không ngại đi nhiễm nguyên trai một chuyến, có lẽ tiền bối sẽ có được điều như mong muốn. Lời vừa dứt, Quan Ương không chờ Hàn Lập đang lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại cái gì thì đã vội vàng thi lễ xoay người ra khỏi thành. Nhiễm Nguyên trai, Hàn Lập thì thào một tiếng trầm thấp, vẻ kinh ngạc theo đó mà biến mất, thay vào đó là một nụ cười. Đối phương đã nói như vậy, hắn thật đúng là sẽ qua đó xem xét một chút. Bên trong làm Bộc thành tự nhiên cũng có cấm chế cấm không, Hàn Lập vì tiện vẫy tay gọi một cỗ thú xa, cũng nói một câu. Đến cửa hàng lớn nhất, vị xa phu trung niên lập tức minh bạch, thúc dục ma thú kéo xe chạy đi hàn lập khoanh chân ngồi trong xe lẳng lặng tự tính toán trình tự hành động sau này hai mắt lại hơi hướng cửa sổ ở bên đánh giá một phen lam bộc thành này rõ ràng so với những đại thành khác của ma tộc náo nhiệt hơn nhiều trên đường người đến người đi hối hả phi thường náo nhiệt bất quá hàn lập lại chú ý tới những ma nhân này mặc dù phần lớn pháp lực chỉ có luyện khí chúc cơ nhưng trong đó cũng có không ít những tồn tại hóa thần luyện hư mà tỷ lệ cũng tương đối không nhỏ thậm chí đoạn đường về sau hắn còn thấy hai gã ma tôn mà Thú Sa bất quá chỉ vừa mới đi qua mấy con đường, tính ra thì ngay cả một góc của Lam Bộc Thành cũng không được tính. Ô, người nọ là, vốn bình tĩnh ngồi xếp bằng trong Thú Sa, trong lúc vô tình bắt gặp một đạo nhân ảnh quen thuộc, sắc mặt hắn theo đó đại biến, lại thoáng nghẹt ngào thốt ra thành lời. Không đúng, không phải là nàng. Khí tức hoàn toàn không đúng. Ánh mắt hàn lập gắt gao nhìn chầm chầm về phía bóng lưng đang đi về phía một gian hàng, có chút thất vọng mà tự hành phủ nhận. Cũng thế nàng cho dù từ nhân giới phi thăng lên cũng chỉ có thể xuất hiện tại linh giới như thế nào lại chạy tới ma giới chứ bất quá chỉ là bóng lưng mà thôi hoàn toàn không thể phán định là một người được chẳng lẽ gần đây tu vi tăng vọt tâm tình lại có chút bất ổn hàn lập có chút kinh nghi bất định nhưng cuối cùng lại nhớ ra điều gì đó mà bỗng giật mình một cái vội vàng đem luyện thần quyết niệm lại một lượt hai mắt nhắm lại bắt đầu điều tức cùng một thời gian lại có mấy tên cao dai ma tộc tiến vào cửa hàng mà đạo thân ảnh nó đi tới, mà đạo thân ảnh rõ ràng là một nữ tử ma tộc che mặt bằng một tấm khăn đen, hơn nữa trên người còn có một tầng hắc khí mỏng manh quay cuồng bất định, bộ dáng có chút giống như một tấm lụa mỏng phủ ở ngoài thân. Điều này càng khiến cho dung mạo nàng càng như ẩn như hiện, khiến người ngoài khó thể nhìn trộm mảy may. Vừa rồi, Hàn Lập tuy rằng có thể vận dụng thần niệm cường đại trực tiếp tra xét chân diện mục nhưng với thần niệm cường đại như vậy lại dễ dàng kinh động tới đám tồn tại ngoài ma tôn trong thành, cho nên hắn mới không dám lỗ mãng làm thế. Lúc này, nữ tử ma tộc kia cùng mấy tên cao dai ma tộc mặt mày giữ tợn đi vào tới giữa gian hàng, lập tức có một lão giả bộ dáng như trưởng quầy mang theo vài tên tiểu nhị chạy ra đón chào, sau khi thi lễ thật sâu liền dẫn nữ tử đi về phía một căn phòng bí mật rồi mới cung kính nói. Bái kiến sứ giả đại nhân, tiểu lão nhi sớm đã đem đồ vật đại nhân muốn có chuẩn bị thỏa đáng. Đại nhân tùy thời có thể lấy đi, làm không tệ, hôm trước ta mới nói ra vậy mà hôm sau liêu trưởng quầy đã chuẩn bị đầy đủ. Xem ra, đưa ngươi lên làm trưởng quầy xem ra vẫn còn có chút đại tài tiểu dụng. Hắc xa nữ tử ngồi ở trên ghế liếc mắt xem xét trưởng quầy một cái liền nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Thanh âm vừa thốt ra cực giống tiếng Hoàng Anh, cực kỳ dễ nghe. Không dám, tiểu lão nhi chỉ là cần tuân mệnh lệnh đại nhân làm việc mà thôi. Liêu trưởng quần mặt mũi tràn vẻ mua tài, cười làm lành, nói. Thạch hỏa, người đem thứ đồ vật kia đều đem lại đây đi hát xa nữ tử không hề để ý tới lão giả mà liếc mắt nhìn về phía gã đại hán ma tộc đầu ngọc một sừng phân phó một tiếng vâng thất tiểu thư tên đại hán ma tộc kia đáp ứng một tiếng ngay lập tức liền theo tiểu nhị đi ra ngoài cửa kế đó hát xa nữ tử cứ lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên ghế như trước cũng không có hứng thú nói gì thêm nữa lão giả cùng vài tên cao giai ma tộc khác tự nhiên chỉ có thể thành thực đứng ở một bên đồng dạng cũng không dám hó hé nửa lời đại khái qua một chén trà Đại Hán ma tộc kia cùng tên tiểu nhị lúc trước lần nữa quay trở lại gian phòng, cũng hồi bẩm nữ tử rằng thứ đồ vật kia toàn bộ đều đã tới tay. Hắc xa nữ tử nghe vậy bất động thanh sắc gật gật đầu, rồi lại không chút dấu hiệu hỏi một câu. "Liêu trưởng quầy, người chủ trì công việc tại cửa hàng này đại khái là bao năm rồi?" "Khải bẩm đại nhân, tiểu nhân từ 200 năm trước được điều tới đây, một mực vẫn phụ trách cửa hàng này cho tới nay." Trái tim Liêu trưởng quầy đập mạnh một cái, không dám hời hợt kính, cần đáp chỉ là bản thân hắn trước mặt hắc xa nữ tử bất giác lại thấp đi hai phần. 200 năm, thật đúng là không ngắn, thời gian dài như vậy, thân gia người xem như cũng rất phong phú a. À. Hắc xa nữ tử khẽ thở dài một câu nhưng lại thốt ra một câu khiến cho lão giả hãi hùng khiếp vía. Sứ giả đại nhân, có phải hay không hiểu lầm gì đó? Tiểu nhân từ khi trưởng quan nơi này một mực không chút sơ sẩy, cũng không làm ra chuyện gì quá phận. Đại nhân, ngay cả đại nhân được bề trên phái xuống giám sát cũng không thể oan uổng phán định tiểu nhân được A à. Liêu trưởng quầy có chút cấp bách, nói Có hay không có vấn đề, không phải ngươi nói là được Mộ tịch, ngươi mang thứ đó lấy ra đi, cùng lắm là cho hắn tâm phục khẩu phục hắc xa nữ tử cười lạnh một tiếng, bỗng hướng một người đứng cùng với đám tiểu nhị ở phía sau lưng lão giả phân phó một tiếng Vâng, thất tiểu thư, cửa hàng này vài chục năm gần đây nhập số lượng hàng giá cả cùng với đối tượng giao dịch đều ghi lại ở đây, kính tiểu thư xem xét. Người này nhìn qua chả khác gì những tiểu nhị khác, bề ngoài bất quá chỉ khoảng 16-17 tuổi, vừa nghe xong nữ tử phân phó liền cung kính đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một cuốn sổ đen dương cao lên đầu, cao giọng nói. Liêu trưởng quầy thấy một màn này, vẻ mặt thoáng cái cắt không ra giọt máu. Mà hát xa nữ tử lại khẽ vẫy một tay, phốc một tiếng, cuốn sổ đã bị nhiếp vào trong tay, cũng cúi đầu nhìn lướt qua một lần. Quả nhiên, cùng với sổ sách này trước ngươi đưa ra căn bản là hoàn toàn khác nhau ngắn ngủn vài chục năm ngươi lại tham ô nhiều như thế tính cả những khoảng thời gian khác mà nói số lượng gộp lại có thể nói là cực kỳ kinh người liêu trưởng quầy ngươi còn có lời gì để nói hát xa nữ tử vừa ngẩng đầu lên liền khép cuốn sổ lại nhàn nhạt, nhạt nói một lời nghe ra không chút cảm tình nào mộ tịch, người dám mang lòng ám hại ta thất tiểu thư tiểu tử này cùng lão phu có thủ oán riêng căn bản là ngậm máu phun người sổ sách này nhất định là gian dối. Có gian dối hay không rất nhanh ta sẽ biết, ta sẽ dùng siêu hồn thuật với ngươi, nếu như thật sự thì ngươi chết không oan, nếu là giả dối tự ta sẽ giết hắn báo thủ cho ngươi. Hắc xa nữ tử khẽ cười một cái nhưng lời vừa ra lại khiến cho liêu trưởng quầy sợ tới hồn phi phách tán. Không, lão giả ra sức liều mạng quát một tiếng, tay áo bỗng nhiên run lên, một đoàn hắc khí cuồng quét tới, đồng thời cũng đem vật giấu trong tay áo lật chuyển lấy ra, đúng là một tấm phù lục màu vàng, cũng nhanh chóng thúc giục. Theo đó, thân hình lưu trưởng quầy thoáng chút mơ hồ, trực tiếp hướng mặt đất chui xuống bỏ chạy. Chỉ là kết đan kỳ mà cũng dám dùng chút tiểu đạo như vậy mà qua mặt ta sao? Hắc xa nữ tử ngồi trên ghế mặt không động một cái nhưng đại hán ma tộc thạch hỏa lại nhe răng cười một cái, đại thủ đột nhiên hóa thành chảo đánh tới. Lập tức, cả căn phòng nổi lên một trận cuồng phong, đem toàn bộ số hắc khí cuốn đi không còn một mảnh, đồng thời thân thể lưu trưởng quầy mới tiến xuống mặt đất được một nửa cảm giác được thân thể như đông cứng lại, giống như bị một cỗ vô hình cự lực nào đó khống chế, vô pháp nhúc nhích mảy may. Thất tiểu thư tha mạng, tiểu nhân nguyện ý đem tất cả đồ vật tham ô hoàn trả toàn bộ. Liêu trưởng quầy liều mạng dốc sức hét lớn, hắc xa nữ tử gặp cảnh này lại thở dài một hơi, không nói hai lớn hai ngón tay bắn ra. Tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc mang lập tức lóe lên rồi từ ngay chỗ mi tâm lão giả xuyên thủng mà qua. Mà đại hán thạch hỏa lúc này cũng thu hồi lại bàn tay, lập tức phù phù một tiếng, thi thể lưu trưởng quầy thoáng cái rũ xuống đất. Đáng tiếc, người tham ô quá nhiều, cũng không biết người sớm bán đi đâu rồi. Nếu không, lưu lại ngươi một mạng ngược lại không phải không được. Mộ tịch, từ hôm nay người chính là trưởng quản nơi này. Thi hỏa sao, thu thập thi thể này một chút, chúng ta đi thôi. Còn mấy nhà nữa ta muốn đi, hắc xa nữ tử phân phó vài câu, lúc này từ trên ghế đứng lên, thong dong đi ra ngoài cửa. Chú, sao chỗ này tác giả ghi là thi hỏa nhưng phía dưới lại là thạch hỏa ra tay, khúc này khó hiểu nha. Tên gọi là mộ tịch kia tự nhiên đại hỉ, vội vàng quỳ xuống cảm ơn, mà ma tộc đại hán lại đáp ứng một tiếng, mở miệng hướng thi thể phun ra một cỗ hắc sắc ma hỏa đem thi thể lão giả biến thành cho tàn, sau đó giữ tợn cười một tiếng rồi theo nữ tử đi ra ngoài. Đây là cửa hàng lớn nhất nơi này, Hàn Lập bước xuống thú xa đánh giá tòa nhà có chút cổ xưa trước mắt, đuôi mày khẽ nhướng lên hướng xa phu hỏi một câu trên cánh cổng lầu cách bất ngờ treo một tấm bảng hiệu Thiên Hải Các tiền bối Thiên Hải Các này bề ngoài nhìn như không chút thu hút nhưng tuyệt đối là cửa hàng niện đại đệ nhất bổn thành Sa Phu thập phần khẳng định nói tốt ta sẽ xem trước một chút a à. Hàn Lập nghe vậy tựa hồ có chút bán tín bán nghi nhưng vẫn xuất ra ma thạch thanh toán rồi ngung nghinh hướng lầu các đi tới vừa bước vào lầu các hắn liền cảm nhận được một tia không gian ba động tiếp đó trước mắt sáng loà một cái đại sảnh diện tích vài mẫu lập tức xuất hiện trước mắt Chật chật, dĩ nhiên là vận dụng không gian ma khí mở ra một tiểu tu di không gian. Xem ra nơi này mặc dù không đúng là cửa hàng lớn nhất nhưng tuyệt đối là một trong số đó. Hàn lập không khỏi tấm tắc khen lạ một tiếng, ánh mắt lúc này mới hướng cả gian đại sảnh quét qua một cái. chương 2117, Thu Mua, trong gian đại sảnh được chia làm hai khu. Khu vực bình thường được kê nhiều chiếc bàn đá dài, bên trên bầy biện đủ các loại tài liệu cùng bảo vật, phía sau bàn đá cứ cách nhau 10 trượng lại có một thị nữ dung mạo trẻ trung đang đứng tiếp đón khách nhân. Tại xung quanh khu vực này có hơn 10 nam nữ ma tộc đang lựa chọn đồ vật gì đó. Mà thị nữ đứng bên cạnh lại thỉnh thoảng mỉm cười giảng giải vài câu. Còn ở một phía khác của đại sảnh được một tầng quang cháo mỏng màu xanh biếc bao phủ. Tại cửa của màn quang cháo có hai gã giúp việc mặc quần áo màu xanh khuôn mặt không chút biểu tình đang đứng ở đó bên trong quầng quang cháo được bày biện ra vài cái giá chứa đồ, bên trong cũng tùy tiện xếp vào một ít bảo vật. Nhưng xem kỹ lại thì những bảo vật này có giá trị cao hơn rất nhiều so với những thứ bên ngoài. Hàn lập khẽ cao mày đem linh áp trên người thả ra một phần. Tuy chỉ để lộ ra tu vi luyện hư hậu kỳ nhưng cũng đủ để tất cả đám ma tộc trong đại sảnh cảm ứng được. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn với bộ ránh kính sợ. Lúc này tầng quang cháo khẽ chấp động, từ bên trong bước ra là một nữ tử xinh đẹp có tu vi hơn xa so với đám thị nữ đang đứng bên ngoài. Nàng khoảng 23-24 tuổi, một thân mặc cẩm bào càng tôn thêm vẻ ung dung nhã nhặn. Gót ngọc nàng khẽ động liền tiến lại gần hàn lập hơi cúi đầu cung kính nói. Hoan nghênh tiền bối quang lâm thải hiên các, vãn bối tên hiếu nhan là đại trưởng quầy nơi này, mong rằng có thể ra sức giúp đỡ cho tiền bối một phần. Nữ tử này rõ ràng là một tu sĩ hóa thần kỳ cao dai ma tộc, Ta nghe nói rằng ở Lam Bộc Thành này thì quý cửa hàng là lớn nhất, có phải vậy không? Hai mắt của Hàn Lập đánh giá sơ qua vị nữ tử này rồi bất động thanh sắc hỏi. Thưa tiền bối, hai tiếng lớn nhất thì bổn các không dám nhận. Nhưng nếu nói về độ đa dạng của hàng hóa thì nơi đây tuyệt đối là số một. Nữ tử tên Hiếu Nhan thản nhiên cười rồi đáp lời. a, à, xem ra đã đã không tìm sai nơi. Ta muốn mua tại nơi này mua một lượng lớn đồ vật. Hàn Lập thản nhiên gật đầu một cái. Được tiền bối để mắt tới thật là vinh hạnh của bổn các. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, xin mời tiền bối lên phòng khách quý trên lầu 2. Hiếu nhân nghe vậy trong lòng liền ngập tràn vui vẻ, nàng thầm nghĩ rằng với tu vi của vị khách này thì hai chữ đại lượng được nhắc đến tuyệt đối phải là một tuyệt đại thủ bút. Hàn Lập cũng không có ý định từ chối, liền rảo bước theo sau nhằm thẳng về chiếc cầu thang mà bước đến. Chỉ sau một lát công phu, Hàn Lập đã ngồi trong một gian phòng cực kỳ thanh lịch. Lúc này hắn đang nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm tỏa ra từ ly trà có màu bạc bạc. Còn Cẩm Y nữ tử thì đang đứng một bên cười cười nói nói điều gì đó. Bẩm tiền Bối, loại ma rụ trà này cũng xem như là đặc sản của Lam Bộc Hồ. Trà này uống vào có tác dụng dưỡng thần, hơn nữa mỗi năm cũng chỉ có thể thu hoạch được hơn 10 cân, cực kỳ quý hiếm a. À. Ừm, đúng là rất đặc biệt, nhưng đối với tu vi của ta thì một chút tác dụng này không đáng để nhắc đến. Hàn Lập nhấp một ngụm trà xong cũng không để ý mà thuận miệng nói tiền bối tu luyện đến bậc này thì tự nhiên sẽ không để một ít linh trà vào mắt. Nhưng không biết loại hàng hóa mà tiền bối muốn mua số lượng lớn là loại nào. Chỉ cần bồn các có thì vãn bối xin hứa sẽ làm tiền bối hài lòng. Cẩm bao nữ tử cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề chính. Dị ma kim, huyết nha mễ, hàn lập cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, lập tức đưa ra hai cái tên. Đầu tiên hiếu nhan không chút lấy làm ngạc nhiên, nhưng chỉ vừa nghe cái tên thứ hai thì sắc mặt lập tức đại biến, mãi một lúc lâu sau nàng vẫn ú ớ không nói được câu nào. Sao vậy, với hai loại tài liệu này quý các có vấn đề gì sao? Hàn lập làm ra vẻ không biết gì cố ý hỏi một câu. Không dám giấu tiền bối, Di Ma Kim tuy rằng thưa thớt, nhưng trong bảo khố của bổn các còn tích lũy không ít. Nếu tiền bối muốn xin cứ tận sức mà lựa chọn, còn về huyết nha mễ thì bổn các thực sự rất lấy làm khó xử. Cầm bao nữ tử thốt ra với bộ dạng ấp a à ấp úng. Trước khi đến đây ta có nghe nói huyết nha mế bị Lam Bộc Thành khống chế rất nghiêm ngặt. Cho dù tu vi có cao đến đâu thì một năm cũng chỉ được mua vài khỏa mà thôi. Nhưng với thực lực của quý các thì điểm phiền phức nho nhỏ này cũng không giản xếp được sao. Hàn lập nhướng mày hỏi, xem ra tiền hiểu biết của tiền bối về huyết nha mế thật có chút không rõ ràng. Nếu như lời tiền bối vừa rồi thì e rằng hoàn toàn sai a. À. Cẩm bao nữ tử cười khổ một hồi, ta mới vừa chân ướt chân giáo tới đây xong nên cũng không rõ ràng lắm đạo hữu có thể giải thích một chút được không? Hàn Lập trầm ngâm một chút sau đó tra xét một câu. Việc này cũng không phải chuyện bí mật gì nên nói cho tiền bối biết cũng không sao. Vãn bối tuyệt đối không phô trương. Đối với các loại tài liệu khác thải hiên các chúng ta không dám nói là có tất cả nhưng nhất định sẽ có cách thu thập và tích trữ. Duy có huyết nha mễ là đặc sản nơi này lại nằm trong sự khống chế của thành chủ. Hàng năm chỉ có thể bán ra với một lượng được quy định mà thôi. Bản các ở thành này được biết đến như là một cửa hàng lớn nhất nhưng đối với huyết nha mễ lại không có bao nhiêu. Hơn nữa còn phải dựa theo quy định của thành chủ là hàng năm phải lập danh sách huyết nha mễ đã bán ra và bị nghiêm ngặt kiểm tra. Cẩm bao nữ tử dành mạch nói ra, nói như vậy thì không cách nào thu xếp được. Hàn lập nhướng mày chậm rãi hỏi thêm, xin lỗi tiền bối, vãn bối đối với chuyện này thực sự không có khả năng. Nhưng nếu tiến bối chỉ muốn mua hai ba khỏa thì vãn bối liều mạng chịu của trách sẽ nghĩ ra vài loại biện pháp. Còn nếu nhiều hơn thì đành bất lực mà thôi. Cầm bao nữ tử trần chờ một chút sau đó thành thật nói. Hắc hắc, nếu chỉ là hai ba khỏa thì ta cần gì phải đến thải hiên các. Bỏ đi, nếu quý các cảm thấy chuyện huyết nha mế quá khó khăn thì tiếp tục bàn về dị ma kim đi. Các người có bao nhiêu khối, giá cả bán ra thế nào đây? Hàn lập cười khuẩy chuyển qua đề tài khác, nếu là dị ma kim thì xin tiền bối hãy yên tâm. Vừa rồi bổn các mới nhập vào một đám loại tài liệu này, số lượng ước chừng hơn trăm khối. Không biết tiền bối muốn mua bao nhiêu? Nếu như số lượng không ít vãn bối có thể đem giá cả giảm đi một chút." Cẩm Bao nữ tử nghe vậy tinh thần rung lên, thập phần tự tin nói: "Chỉ hơn trăm khối, đem hết đến đây đi." Hàn Lập bất động thanh sắc lạnh nhạt nói: "Tất cả sao? Vãn bối nghe không nhầm chứ?" Nữ tử nghe vậy liền không khỏi hít vào một luồng khí lạnh. "Sao vậy? Đạo hữu cảm thấy ta đang nói chơi hay sao?" Hàn Lập nhíu mày thản nhiên nói: "Vãn bối nào dám nghĩ vậy, xin người đợi cho một chút." vãn bối cho người đem đến để tiền bối nhìn qua rồi sẽ bàn bạc tiếp. Cẩm bào nữ tử cố gắng đè ép tia hưng phấn trong lòng rồi tươi cười nói. Tốt, ta sẽ chờ thêm một lúc, Hàn Lập ung dung mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Thời gian khoảng một bữa cơm qua đi, Hàn Lập được cẩm bào nữ tử đích thân tiễn đưa ra cửa thải hiên các. Tại ven đường hắn nghênh ngang với một chiếc xe kéo. Sau khi phân phó xa phu tới một cửa hàng lớn khác rồi im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong xe. Cứ liên tục như vậy, trong một ngày hàn lập một mạch tìm đến năm sáu cửa hàng lớn mỗi lần như vậy đều đem tất cả dị ma kim của họ thu gom sạch sẽ nhưng về huyết nha mễ thì không hề có được một chút thu hoạch nào tại bất kỳ cửa hàng nào cũng đều trăm lời như một nhất nhất cự tuyệt việc xuất ra huyết nha mễ với số lượng lớn hàn lập đối với việc này hoàn toàn không chút tức giận buổi tối hắn tìm một căn khách sạn nghỉ lại sáng hôm sau lại tiếp tục tìm đến các cửa hàng khác tại lam bộc thành có điều lúc này hắn tìm đến phần lớn là các cửa hàng bậc trung Liền một mạch như vậy trong 7 ngày, Hàn Lập đã đem hầu hết các cửa hàng lớn nhỏ trong Lam Bộc Thành thăm qua một lượt. Hiện giờ hắn đã thu gom được một lượng rất lớn dị ma kim. Để mua được số lượng dị ma kim nhiều như vậy thì tự nhiên phải xuất ra một lượng ma thạch lớn khủng khiếp. Nhưng đối với kẻ có thân gia như Hàn Lập mà nói thì thực sự là không đáng kể. Mặc dù đã thu gom số lượng dị ma kim kinh người như vậy nhưng hắn lại không hề tìm thấy khối nào có chứa đựng loại năng lượng thần bí kia. Điều này làm hắn trở nên vô cùng thất vọng bất quá hắn cũng không hề từ bỏ ý tưởng mà còn tiếp tục thu gom không ngừng dị ma kim từ các cửa hàng nhỏ về phần huyết nha mễ đã bị các cửa hàng lớn cự tuyệt sau đó tại các cửa hàng nhỏ hàn lập hoàn toàn không hề nhắc đến nữa hắn làm như vậy tự nhiên khiến cho một đám người thông linh tin tức trong thành biết đến việc có ngoại nhân từ bên ngoài đến lam bộc hồ không ngừng thu mua dị ma kim bất quá đại đa số mọi người cũng không mấy để tâm đến việc này lấy danh tiếng của lam bộc thành tại thánh giới thì thương nhân từ các nơi khác đến đây nhiều vô số loại sự tình tương tự mỗi ngày cũng đều diễn ra không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa khi sự việc này được đồn thổi đến tai một số người đa tâm thì đã khác biệt rất lớn. Tại ngày thứ 8, khi Hàn Lập vừa bước ra khỏi khách sạn, hắn đang định ngăn một chiếc xe kéo lại thì có một bóng người nhoáng lên chặn lại. Đột nhiên có một gã ma tộc nam tử dâu dài như dâu cá chê xuất hiện trước mặt rồi hướng về Hàn Lập cười cười, nói một câu. Nghe nói tiền bối đang mua một lượng lớn di ma kim. Vừa lúc đồng bạn của vãn bối trong tay có một ít, không biết tiền bối có lấy làm hứng thú hay không. Ta chỉ thu mua số lượng rất lớn, nếu chỉ hơn chục khối thì đừng làm phiền ta. Hàn Lập đánh giá đối phương vài lần, sau khi phát hiện đối phương chỉ là một tên nguyên anh kỳ ma tộc liền không chút biểu tình lạnh lùng nói. Xin đại nhân yên tâm, nếu chỉ có một chút dị ma kim như vậy thì vãn bối sao dám làm phiền đến người. Số lượng dị ma kim mà đồng bạn của vãn bối có rất nhiều, tin chắc rằng sẽ làm cho tiền bối vừa lòng. Tên ma tộc nam tử tiếp tục cười thân thiện nói có loại sự tình này sao? Đồng bạn của ngươi ở đâu? Nếu là bảo ta rời khỏi thành thì quên đi. Hàn lập dường như có chút động tâm nhưng vẫn tỏ vẻ đôi chút hoài nghi. Tiền bối yên tâm, đồng bạn của vãn bối hiện đang ở tiên cư lâu nổi tiếng nhất trong thành, kính mong tiền bối đại giá. Tên ma tộc nam tử một hơi giải thích thêm, nhìn bộ giá người chắc sẽ không giả. Được, ta sẽ tới đó xem một chuyến. Hai mắt hàn lập chớp nháy vài cái, khuôn mặt khẽ động chậm rãi nói. Ma tộc nam tử nghe vậy tự nhiên mừng rỡ, Hắn hướng qua bên cạnh khẽ vẫy chiếc thú xa đã sớm đợi ở đó lại. Hàn Lập cùng tên ma tộc nam tử cứ vậy ngồi yên trên xe rồi hướng tới ngã tư đường nghiêng ngang rời đi. Mấy canh giờ sau tại một gian phòng tương đối bí ẩn, Hàn Lập cuối cùng cũng gặp được vài tên nam nữ ma tộc có gương mặt xa lạ. Chương 2118, Vô Ưu. Tại hạ danh xưng Vô Ưu, mấy ngày trước đã tính phái người thỉnh đạo hữu tới đây một chuyến, nhưng vì trên người còn một số chuyện khác trì hoãn nên hôm nay mới có cơ hội cùng đạo hữu hội ngộ một tên thanh niên hai đầu lông mày có ấn khắc một đạo ma văn đỏ tươi trong số đám nam nữ ma tộc bộ dáng như là kẻ cầm đầu hướng hàn lập ôm quyền mỉm cười nói luyện hư hậu kỳ đại thành ánh mắt hàn lập thoáng đảo qua đám người kia cho dù tên thanh niên có được một kiện bảo vật che đậy hơn phân nửa khí thức nhưng hắn vẫn dễ dàng đem nông sâu đối phương dò xét kỹ càng ngoại trừ nam tử này ra những kẻ khác tu vi chẳng qua chỉ là hóa thần kỳ phần lớn cũng chỉ đạt tới sơ kỳ mà thôi nghe nói trên tay các hạ có đại lượng dị ma kim điều này có đúng hay chăng hàn lập cũng không có chút khách khí sau khi ngồi xuống trước mặt tên thanh niên liền đi thẳng vào vấn đề việc này không giả bằng không tại hạ cũng không cho người mời đạo hữu đại giá tới đây thanh niên ma tộc cũng ngồi xuống nghe hàn lập hỏi vậy liền cười cười đáp đã như vậy không biết trong vô ưu đạo hữu có được nhiều ít dị ma kim dự định bán ra thế nào hàn lập gật gật đầu hỏi lại một câu cái này không vội vội ưu trước còn một chuyện cần phải nói với đạo hữu một cái đạo hữu nếu cảm thấy không có gì thì chúng ta tiếp tục thảo luận tiếp bằng không đạo hữu cũng chỉ có thể đến từ đâu thì trở về nơi đó mà thôi khẩu khí vô ưu đột nhiên biến hóa thân sắc ngưng trọng nói đạo hữu có chuyện cứ nói là được tại hạ cũng không phải là dạng hoa trong bình sao hàn lập nghe xong cười đáp chú sao người chưa từng trải qua sóng gió lớn gì chỉ để làm cảnh tốt xem ra đạo hữu cũng là người thống khoái các ngươi lui ra ngoài chờ một lát chờ ta cùng khách quý thảo luận xong sẽ gọi các ngươi vào vô yêu vỗ tay ha hả cười lớn nhưng ngay lập tức sắc mặt thoáng trầm xuống rồi hướng đám thủ hạ phân phó một tiếng những tên ma tộc còn lại nghe vậy liền kính cẩn đáp ứng một tiếng liền ào ào ra khỏi phòng mà tên nam tử dâu cá chê kia từ khi đi vào nơi này cũng không dám lộn xộn cũng rối rít thi lễ đồng dạng cũng lui ra ngoài lúc này vô yêu vung tay áo lên vài kiện ma khí đen kịt bộ dáng giống như lệnh bài bay ra tại hư không phụ cận quay tròn một cái liền biến ảo thành một tầng quang cháo đen nhánh, đem hai người cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Hàn lập thấy cảnh này ánh mắt hơi chấp một cái, trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại tăng thêm vài phần hứng thú. Nam tử ma tộc trước mặt cẩn trọng như vậy, hiển nhiên chuyện tiếp sau ắt không nhỏ. Khiến đạo hữu chê cười rồi, nhưng sự tình trọng đại, tại hạ không thể không cẩn thận một chút. Vô yêu ho nhẹ một tiếng, trước tiên ấy náy giải thích một câu. Không can hệ, hiện tại đạo hữu có thể nói được rồi chứ hàn lập tự tiếu phi tiếu sao nói chú sao cười như không cười cái này tự nhiên tại hạ sở dĩ cẩn thận như vậy chủ yếu là lai lịch nhóm dị ma này quả thật có chút không thể để lộ ra ngoài được tại hạ có thể dùng một cái giá cực thấp bán ra cho đạo hữu nhưng đạo hữu cũng phải phát tâm ma huyết thệ vô luận là sau khi giao dịch xuất hiện biến hóa gì thì cũng không được liên can tới tại hạ thanh niên ma tộc chăm chú nhìn hàn lập từng chữ từng chữ nói ý đạo hữu là các ngươi chỉ đem đồ vật kia giao cho ta xong, hậu quả sau đó chỉ có mình ta gánh chịu, không thể liên lụy tới các ngươi." Hàn Lập thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. "Ha ha, Đạo hữu chắc hẳn cũng là một người có lai lịch lớn, thoáng cái liền nhìn rõ mọi việc." Tại hạ mặc dù nói thế nhưng một khi giao dịch hoàn thành, chỉ cần Đạo hữu không lưu lại nơi đây lâu dài, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lúc trước tại hạ nói vậy chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thần sắc vô ưu thoáng thả lỏng xuống khẽ cười, nói. À, xem ra vô yêu đạo hữu không lo ta sẽ sớm bị người cha ra được, rồi không cẩn thận đem đạo hữu cùng mấy vị còn lại tiết lộ ra. Hàn lập nghe xong, cười hắc hắc, nói. Đạo hữu suy nghĩ như thế nào tại hạ không muốn hỏi nhiều. Vô yêu nghĩ rằng, lai lịch số dị ma kim này phạm vi liên lụy khá lớn, cụ thể cũng không thể nói ra rõ ràng được. Cho nên, đạo hữu có nguyện ý hoàn thành bút giao dịch này hay không lại là do đạo hữu quyết định. Vẻ tươi cười trên mặt vô ưu vừa thu lại, Thần Sắc có chút ngưng trong, nói: "Tại Hạ nếu không thu đám dị ma kim này lại, sợ rằng Vô Ưu đạo hữu sẽ không có ý định để Tại Hạ rời khỏi đây dễ dàng rồi." Hàn Lập trầm mặc một chút, tinh quang trong mắt chớp một cái, nói: "Đạo hữu quá lo lắng rồi, Tại Hạ sẽ tuyệt không dám làm ra bất cứ sự tình bất lợi gì đối với đạo hữu mà chỉ có thể dùng một loại tiểu bí thuật xóa đi chút ký ức mà thôi." Lúc này, thanh niên Ma tộc thản nhiên nói: "Tiêu trừ ký ức, biện pháp này thực không tệ." Nhưng mà sự tình có liên quan tới thần nghiệp, cho dù là bí thuật huyền diệu đến mấy thì vẫn tồn tại khả năng thất bại, mà tại hạ cũng không có nguyện ý để người khác tùy ý thiết đặt cấm chế lên người. Hàn lập cười lạnh một tiếng, không chút khách khí, nói. Nói như vậy, đạo hữu thực không muốn cùng tại hạ hoàn thành bút giao dịch này. Khẩu khí thanh niên ma tộc biến lạnh, nói. Sự tình chiếm đại tiện nghi ta sao không dám làm, có bao nhiêu dị ma kim nói ra một cái giá đi, ta muốn tất cả. Hàn lập thần sắc ngưng lại, cười hắc hắc nói: "Tốt, chỉ cần các hạ nguyện ý làm bút giao dịch này, tự nhiên cũng không cần phải tiêu trừ ký ức. Chẳng qua tâm ma huyết thể cũng cần phải rõ ràng a." À. Phù Yêu nghe vậy trong lòng thoáng nhẹ xuống, tiếp đó liền hưng phấn nói: "Tâm ma huyết thể cũng không có gì đáng nói, chẳng qua tốt nhất vẫn là thương lượng giao dịch dị ma kim trước đã. Nếu số dị ma kim trong tay ngươi không khiến ta hài lòng thì bút giao dịch này còn thành hay không lại là chuyện khó đoán." Thanh âm Hàn Lập biến đổi, nói: không biết ngoài hai ngàn miếng có đủ lọt vào pháp nhãn đạo hiếu. Tới lúc này rồi, vội ưu tự nhiên đem con bài chưa lật của mình nói ra. Hai ngàn miếng, cho dù Hàn Lập sớm có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe tới con số như vậy sắc mặt không nhịn được phải thay đổi vài lần. Số lượng nhiều như vậy cơ hồ ngang ngửa với tổng số dị ma kim mà hắn vơ vét được trong mấy ngày qua, sự tình thật sự là có chút quỷ dị đi. Giá cả thế nào, cho dù tất cả đều là dị ma kim nhưng phẩm chất nếu không đủ yêu cầu của ta, ta không nhất định sẽ lấy toàn bộ. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động nhưng mồm miệng lại không trần chờ chút nào, nói. Đạo hữu cứ yên tâm, tất cả đều là dị ma kim cực phẩm, tuyệt đối không lấy thứ phẩm cho đủ số. Cho nên đạo hữu chỉ cần cấp cho một cái giá thấp hơn ba phần bên ngoài là được. Thanh niên ma tộc vỗ ngực cam đoan, cũng nhoáng đem một tay xòe ra ba ngón trước mặt Hàn Lập dơ ra một cái. Tại hạ mạo muội làm chuyện nguy hiểm như vậy mà đạo hữu cũng chỉ bỏ ra ba phần sao cái giá này vẫn là quá cao đi hàn lập nhíu hai mắt lại chậm rãi lắc đầu vậy giá của đạo hữu dự định nhiều ít ra sao vô yêu không hề tức giận ngược lại còn tươi cười hỏi ta chỉ có thể chấp nhận giá bằng một nửa bên ngoài bằng không bút giao dịch này tại hạ thà rằng không làm hàn lập không chút do dự dường như đối với tất cả đều có suy tính qua một lần nói tốt một nửa thì một nửa chỉ cần các hạ đồng ý phát ra tâm ma huyết thệ thì không còn vấn đề gì nữa hơn nữa giao dịch lần này cũng phải mau chóng tiến hành, không nên chỉ hoãn thêm nữa. Không bằng như vậy đi, ngày mai vẫn giờ này tại đây, chúng ta liền tiến hành giao dịch, thế nào? Đương nhiên nếu đạo hữu vẫn còn bận tâm thì chi bằng gọi thêm mấy người nữa cũng được. Có chút ngoài dữ liệu của Hàn Lập, tên thanh niên ma tộc chẳng qua chỉ tự suy tính lại một chút liền luôn miệng đáp ứng, cũng lập tức đưa ra thời gian và địa điểm giao dịch. Với bộ dáng cấp bách như thế của đối phương, trong lòng Hàn Lập cũng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng vẫn gật gật đầu, sau đó liền ngáp một cái, nói: "Không thành vấn đề, cứ như lời Vô Ưu Đạo Hữu nói đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành giao dịch, còn người giúp đỡ, hắc hắc, đến lúc đó nói sau." Đạo Hữu quả nhiên sảng khoái, tại đây giờ này ngày mai Vô Ưu lại kính cẩn chờ đại giá của Đạo Hữu. Thanh niên Ma tộc hướng Hàn Lập ôm quyền, không chút che giấu vẻ hưng phấn, nói: "Chuyện đã xong, tại hạ trên người còn có chút việc, cũng sẽ không ở lại đây nữa." Hàn Lập lập tức đứng dậy, thản nhiên nói: Vô ưu tự nhiên không ngăn chờ chút nào, sau khi đem tầng quang cháo rút đi liền khách khách khí khí tự mình tống tiến Hàn Lập ra tới cửa phòng ngoài, cho đến tận khi không còn thấy bóng dáng Hàn Lập nữa thì mới hướng đám nam nữ ma tộc ở phụ cận vẫy tay một cái, lần nữa mang theo đám người quay trở lại gian phòng lúc trước. Đại ca, sự tình có thành không? Một gã nam tử ma tộc gương mặt có chút tương tự vô ưu vừa tiến vào đại sảnh liền không nhịn được hỏi lớn một câu. Tam đệ yên tâm, tự nhiên là thành, hơn nữa ngày mai sẽ lập tức tiến hành giao dịch. Vô Ưu mỉm cười, nói: "Thật tốt quá, cuối cùng cũng đem đám khoai lang nóng kia tống xuất ra được. Đại ca, chúng ta giao dịch xong có hay không lập tức rời khỏi Lam Bộc thành?" Tên nam tử ma tộc kia mừng quá đỗi, vội vàng hỏi lại một câu. "Đương nhiên là ly khai lập tức, Thiết Hổ, những thợ mỏ kia ngươi xử lý sạch sẽ chưa, sẽ không lưu lại chút hậu hoạn nào chứ?" Vô Ưu đáp lại một câu, bỗng nhiên lại hướng một gã trung niên trong đám người hỏi một câu. "Lão đại yên tâm, những người biết rõ nội tình đều đã xử lý xong, đều không lưu lại một người sống. Thậm chí vì ngừa vạn nhất, ta còn đem cả tòa mỏ quảng phong kín hoàn toàn, cho dù thực sự còn người tránh được kiếp nạn này cũng tuyệt không có cách nào thoát ra trong thời gian ngắn được. Trung niên ma tộc có chút vội vàng, cung kính nói. Tốt lắm, chúng ta ở Lam Bộc Thành này tự động khai thác mỏ quặng, nguyên bản chính là phạm vào mấy thế lực đáng kiêng kỵ, lúc này mà bên ngoài biết được chúng ta có nhiều khoáng thạch quý hiếm như vậy tuyệt đối sẽ dẫn tới đại họa sát thân chỉ có thể vội vàng đem tất cả lén lút bán ra ngoài sau đó lập tức viễn độn ly khai nơi này vậy mới có hy vọng bảo vệ tính mạng được phô yêu thở ra một hơi vẫn có chút lo lắng nói lão đại chúng ta hà tất phải mạo hiểm bán ra ở trong thành sao không mang theo chúng cùng viễn độn rồi sau đó mới tìm một thành trì khác tìm kiếm cơ hội thích hợp bán ra như vậy giá cả cũng sẽ không bị ép thấp như vậy một nữ tử ma tộc gương mặt thanh tú trong đám người vẫn có chút không cam lòng nói nói hay Người thật muốn người chết vì tài, chim chết vì thực sao? Mang theo chúng ly khai nơi này, đó là chúng ta tự đi tìm đường chết. Nếu chúng ta thành công mang theo một khoản đại tài phú trên người mà ly khai nơi này, những thế lực kia cho dù biết rõ hơn phân nửa sẽ không cố sức truy sát chúng ta. Nhưng nếu mà mang theo khoáng thạch mà nói, sợ là chúng ta chạy tới chân trời góc biển thì những thế lực kia vẫn tuyệt không dễ dàng buông tha. Huống hồ, Gần đây chúng ta nghiên cứu quặng kia vì sao xuất hiện nhiều khoáng thạch quý hiếm như vậy lại phát hiện ra một tin tức không ổn. Vô ưu thần sắc âm trầm, nói, tin tức không tốt, đại ca, còn tin tức gì không tốt, chẳng lẽ so với tình cảnh của chúng ta bây giờ lại còn nguy hiểm hơn sao? Thanh niên ma tộc ngơ ngác một lát, có chút khó nén, hỏi một câu. Đồng dạng, đám nam nữ còn lại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. chương 2119, Quảng Nguyên Trai ta nhờ vào vài phương pháp đặc thù tiến hành tra xét bản đồ ở những nơi gần với mỏ quạng bí mật của chúng ta, sau đó liền phát hiện ra khu vực phụ cận chính là mạch khoáng của thành chủ. Nghe nói ở đó còn ẩn chứa một cái cực phẩm khoáng mạch, hơn nữa người của thành chủ vẫn không nỡ khai thác mà còn để lại cho tới bây giờ. Vô ưu chậm rãi nói, như vậy nghĩa là sao? Chẳng nhẽ mỏ khoáng thạch quý hiếm mà chúng ta phát hiện ra lại chính là của thành chủ. Tên thanh niên ma tộc trở nên hoảng sợ nhưng bộ dáng vẫn không mấy tin tưởng. Không sai, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại thì mỏ quặng mà chúng ta khai thác trộm giỏi lắm cũng chỉ là một cái mỏ trung phẩm ở giáp danh thôi. Dù có chuyện động trời xảy ra đi nữa cũng không có khả năng xuất hiện số lượng cực phẩm khoáng thạch nhiều đến vậy. Điều này hẳn là do trong quá trình đào bới đã bị lệch khỏi hướng ban đầu mà đến thẳng mỏ cực phẩm khoáng mạch của thành chủ. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra ở những mạch khoáng giao nhau. Chỉ là vận may của chúng ta không ít, cho dù khai thác vụng trộm trong một thời gian dài như thế mà vẫn chưa bị thủ vệ của thành chủ phát hiện ra thôi. Vô ưu tỏ ra ngưng trọng từ từ nói, đến lúc này cả đám nam nữ ma tộc đều trở nên kinh hoàng. Không thể nghi ngờ gì hơn, thế lực của thành chủ là lớn nhất tại Lam Bộc Hồ, lại có Lam Bộc Thánh Tổ sau lưng làm chỗ dựa. Cho dù các thế lực khác trong lòng có chút bất mãn nhưng tuyệt đối không dám đối kháng ra mặt với thành chủ. Đám người này tu vi cao lắm cũng chỉ có hóa thần, luyện hư, vậy mà dám đi làm chuyện tài đình, chọc giận đến một thế lực lớn như vậy thì hậu quả tiếp theo tự nhiên không cần phải nghĩ quá nhiều. Ngay cả nữ tử ma tộc có khuôn mặt thanh tú khi nãy cũng đã hoàn toàn quên đi sự tiếc nuối mà thay vào đó là đang dần trở nên kinh hoàng. Vì vậy các người cũng không cần ôm tư tưởng cầu may ở đây. Lúc này có thể giữ lại tính mạng để ra khỏi Lam Bộc Hồ đã là may mắn lắm rồi. Mà lần tiêu thụ khoáng thạch này ta chỉ tìm người tới từ bên ngoài, lại còn bán ra với cái giá rất thấp. Nhưng dù như vậy thì con số ma thạch có thể thu được cũng vô cùng lớn, nói không chừng nó còn có thể giúp chúng ta giữ lại được tính mạng. Đương nhiên nếu thuận lợi chạy thoát thì số ma thạch này cũng tự nhiên sẽ được chia cho mọi người. Vô Ưu tựa như đã cân nhắc tất cả mọi việc rồi một hơi nói ra. Nghe được những lời này của Vô Ưu, đám người ma tộc liền khen phải không thôi. Mà nét hoảng sợ trên mặt cũng theo đó tan đi không ít. Về phần giao dịch này mai đám người này cũng không mấy lo lắng. Dù sao thì lần giao dịch này cũng hoàn toàn ám muội hơn nữa địa điểm giao dịch cũng không được tiến hành ở nơi hoang vắng nên cả hai bên chẳng thể làm ra loại hành động khác được nếu không vạn nhất mà gây chú ý cho thế lực khác thì chỉ lâm vào hoàn cảnh cả hai cùng thất bại mà thôi nhưng cho dù như vậy thì vô ưu vẫn chuẩn bị trước một số thủ đoạn phòng ngừa sau đó một mực phân phó xuống đám thủ hạ của y tự nhiên răm rắp nghe theo những người còn lại cũng không có phản đối thêm điều gì sau khi đồng ý bèn chia làm mấy lượt lục tục kéo nhau rời khỏi đại sảnh lúc này hàn lập ngồi trên một chiếc xe thú đang chạy đi như bay hướng đến cửa thành phía đông mấy canh giờ sau chiếc xe ra khỏi cửa thành rồi lại dọc theo một con đường sỏi đá gồ ghề một lúc cuối cùng mới đến được một khu rừng rậm xanh mươn mướt đợi cho chiếc xe dừng hẳn lại lúc này hàn lập mới nhẹ nhàng bước từ trên xe xuống rồi đảo mắt qua cánh rừng rậm thoáng nhìn qua ở bên cạnh cánh rừng rậm có một lối nhỏ như ẩn như hiện nối thẳng tới một nơi sâu thẳm âm u yên tĩnh bên trong Ánh mắt Hàn Lập khẽ động liền dừng lại trên một gốc cây cao vút đến tận trời xanh mọc ngay bên rìa con đường nhỏ. Trên thân cây đại thụ có một chiếc lệnh bài bằng gỗ màu vàng không mấy bắt mắt. Mặt trên chiếc lệnh bài được viết ba chữ thanh thoát bằng cổ văn màu đen nhạt. Quảng nguyên trai, Hàn Lập thì thào đọc mấy chữ cổ văn trên một bài, sau đó khẽ nhếch miệng cười rồi cất bước trên con đường nhỏ hướng vào sâu trong rừng rậm. Đi sâu vào rừng rậm khoảng 3 40 trượng, sau khi vòng qua quẹo lại mấy lần, nơi cửa vào ban đầu đã không còn thấy được bóng dáng nữa mà đúng lúc này phía trước con đường bỗng nhiên xuất hiện thêm một lão giả thân hình cao lớn mặc áo màu cho sắc mặt lão giả đỏ rực như lửa hai mắt nhỏ dài trên tay lão giả đang cầm một quyển sách cổ bên ngoài bọc lớp da màu bạc hắn ngồi tựa vào gốc cây ven đường dùng đùi đọc sách thập phần đắc ý hàn lập hơi đảo mắt qua nhìn lão giả liền phát hiện ra đây chỉ là một gã hóa thần tu sĩ hắn khẽ nhíu mày một chút rồi tiếp tục rảo bước về phía trước khi hắn đi ngang qua lão giả chỉ hơi để lộ ra tu vi luyện hư một chút sau đó không hề liếc mắt thêm lấy một cái rồi cứ thế lướt qua mà lão giả cũng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chăm nhìn vào những dòng chữ trong quyển sách cổ trên tay dường như chúng làm hắn trở nên si mê vậy nhưng sau khi bóng dáng của hàn lập biến mất đằng sau khúc quanh lúc này lão giả mặc áo màu cho mới ngẩng nhìn lên trên mặt toát đầy mồ hôi lạnh linh áp thật quá sức cường đại xem ra không phải là loại luyện hư kỳ bình thường rồi phải lập tức thông báo cho mấy tên phía sau không cần chặn lại mới được Người này hoàn toàn đủ tư cách tiến vào quảng nguyên trai. Lão giả thì thao tự nhủ vài tiếng rồi khẽ khua ngón tay nhanh như chấp trên bìa quyển sách cổ. Vài cái ký hiệu màu đen nhạt hiện ra rồi lóe lên nhập vào mặt bìa màu bạc không thấy bóng dáng. Sau khi lão giả thờ dài một hơi, thân hình cũng dần mơ hồ đi, phía dưới tán cây đại thụ trượt phát ra một quang đoàn màu xanh rồi nhanh chóng tan biến. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập đi theo con đường nhỏ đến trước cửa một tòa lầu các cao đến 5 tầng, Cả tòa lầu các này được chạm trổ từ một loại gỗ màu trắng, hơn nữa nước gỗ đã hơi ngả sang màu vàng, dường như có từ rất xa xưa, đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Mà trước cửa tòa lầu đã có một thiếu nữ mặc áo bảo màu xanh lục đang lẳng lặng đợi ở đó. Thiếu nữ nhìn khoảng 15-16 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần. Dựa vào trang phục mà nàng đang mặc thì chắc đây là một nha hoàn. Nàng vừa thấy Hàn Lập xuất hiện, lập tức không chút hoang mang tiến lại rồi chỉnh đốn trang phục thi lễ. Hy Nhi xin bái kiến tiền bối, mời người đi theo tiểu tỳ, tiểu thư nhà ta đang ở trên lầu đợi người đại giá. Tiểu thư nhà ngươi, ta thật không nghĩ tới chủ nhân của Quảng Nguyên trai lại là một vị tiên tử. Nếu như vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi, Hàn Lập cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, liền theo thiếu nữ mặc áo xanh hướng về phía cửa chính bước tới. Chỉ mới bước chân qua ngưỡng cửa Hàn Lập liền cảm thấy một cỗ hàn ý nào đó khiến hắn dùng mình. Cũng may là pháp lực trong người lập tức lưu chuyển một trận, Cảm giác khác lạ tan đi, mọi thứ mới khôi phục lại như thường. Nhưng sau khi đem thần niệm quan sát bốn phía, hắn liền phát hiện ra trong hư không như ẩn như hiện dao động của cấm chế. Hiển nhiên nơi này đã bị người ta bày ra một loại cấm chế lợi hại. Nhưng có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm thì có thể thấy được loại cấm chế này không hề đơn giản. Mà ở tầng một tòa lầu ngoại trừ được bày biện vài bộ bàn ghế đơn giản cùng mấy bức tranh cổ trên tường thì không còn vật nào khác nữa. Hàn Lập đem ánh mắt hướng về bức tranh cổ gần nhất đảo qua sau đó lại thoáng nhìn qua mấy bức khác trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười khẽ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bức tranh cổ này vẽ một cái gương đồng loang lổ gì xét, trông sống động như thật, nhưng đã có chút tổn hại không còn nguyên vẹn. Ba bức còn lại cũng phân biệt vẽ một cái trường kiếm màu lam hàn quang lập lè, một cái trường thương màu vàng rực rỡ, và cuối cùng là một cái lệnh bài hình tam giác. Thế nào, có phải tiền bối đã nhìn ra điều gì? Nếu đúng là như vậy, chỉ trong thời gian ngắn mà tiền bối đã nhìn ra sự ảo diệu trong tứ tượng đồ, đủ thấy nhãn lực của người rất cao, có thể xếp vào nhóm 100 người khách đứng đầu của bổn trai. Tiểu nha hoàn hy nhi thấy vậy trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên. Chỉ là 100 người đứng đầu thôi sao? Hàn lập nghe vậy liền tỏ vẻ không cho là đúng. Tiền bối không nên xem thường 100 người đứng đầu này, bọn họ đều có tu vi luyện hư như tiền bối, ngoài ra tất cả đều là hạng người có thanh danh hiển hách. Nàng nha hoàn mặc áo lục này vội vàng giải thích, 100 người đứng đầu, hắc hắc, nếu có người thực sự cho rằng bốn bức tranh này chỉ là một tòa tứ tượng trận bình thường thì khi bị cấm chế này vây khốn e rằng kết cục ngã xuống chỉ là việc sớm hay muộn. Các ngươi còn bí mật bố trí thêm một cái trận pháp nữa, hẳn đây mới là đòn sát thu đi. Không biết về điều này thì trong số khách của quý trai có bao nhiêu người phám phá ra. Hàn lập cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một hơi nói ra. Tiền bối quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, số người có thể khám phá ra thật giả của tứ tượng trận tự nhiên càng hiếm, thực cũng không quá 10 người. Hơn phần nửa số người bọn họ đều là ma tôn tiền bối. Nếu tiền bối có thể làm được điều này thì tự nhiên sẽ không phải thử thách ở tầng 2 như quy định nữa mà có thể trực tiếp lên tầng 3 gặp tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà chúng ta đang ở lầu 3 xin đợi quý khách. Lúc này thiếu nữ áo xanh đã thực sự kinh hãi, nàng trợn to đôi mắt nhìn Hàn Lập rồi trả lời. "Tốt, ta cũng muốn gặp qua một lần, nghe nói vị chủ nhân của Quảng Nguyên trai này ở khu vực Lam Bộc Hồ không có gì là không thể làm được." Hàn Lập cũng không có ý kiến gì khác tự nhiên gật đầu đồng ý. Tiếp đó hắn lại đi theo thiếu nữ mặc áo lục hy nhi dễ dàng đi lên tầng lầu các thứ hai. Tầng lầu thứ hai này được bày biện hoàn toàn khác hẳn với tầng một. Ngoại trừ mấy bộ bàn ghế đơn giản ra, khắp nơi còn có nhiều chậu hoa với đầy đủ màu sắc, lại có thêm cả các loại linh thảo không biết tên nữa. Mà đang đứng trước mấy chậu hoa là một thiếu phụ có mái tóc màu hoa dâm, khuôn mặt mềm mại dị thường. Lúc Hàn Lập tiến vào cũng chính là lúc thiếu phụ này đang cầm trong tay một chiếc bình ngọc màu xanh biếc chiếc bình phun ra dòng nước suối trong suốt tưới lên một gốc cây đỏ sậm chu di vị tiền bối này chính là vị khách mà tiểu thư hôm nay muốn gặp hắn đã nhìn ra được cấm chế thứ hai ở tầng một hy nhi liền trực tiếp dẫn hắn lên gặp tiểu thư thiếu nữ áo xanh lục hướng về phía phụ nhân nói với vẻ cung kính dị thường a à, có thể cùng lúc nhìn ra hai loại cấm chế thật không hề bình thường ô các hạ đã đem một phần tu vi giấu đi rồi vị thiếu phụ vẻ mặt vốn thập phần bình tĩnh khi nghe thiếu nữ mặc áo lực mới thản nhiên nhìn qua hàn lập một cái nhưng sau đó trong nháy mắt sắc mặt nàng khẽ biến dùng mình hỏi hàn lập vừa thoáng nhìn qua thiếu phụ đã nhận ra đối phương là một gã ma tộc tôn giả lại còn là ma tôn hậu kỳ đại thành hơn nữa khi nghe đối phương khám phá ra tu vi của mình thì hai mắt không khỏi nhíu lại mất một lúc lâu sau mới chậm rãi nói tại hạ thực không nghĩ đến ở nơi này có thể gặp được người có tu vi cao như đạo hiếu bất quá các hạ yên tâm ta ẩn giấu đi tu vi cũng chỉ để thuận tiện hành sự thôi. Việc này tất nhiên ta rất tin tưởng, tu vi đến cảnh giới như chúng ta nếu lộ diện ở chốn đông người thực không mấy thích hợp. Nhưng nếu đạo hữu đã đích thân tới bản trai thì tiếp theo hãy để ta dẫn các hạ đi gặp tiểu thư. Hi nhi, trước tiên ngươi hãy lui ra đi, thân xác của thiếu phụ ma tộc rất nhanh chấn định trở lại, nàng liền hướng về thiếu nữ mặc áo lục phân phó một tiếng. Trường 2120, thiếu nữ áo gai. Dạ, Chu Di, khi thiếu nữ mặc áo lục biết được Hàn Lập che giấu tu vi liền trở nên kinh hãi. Nhưng lại nghe được lời phân phó của thiếu phụ thì lỗi lo lắng trong lòng mau chóng qua đi, nàng chỉ khẽ cúi đầu cung kính rồi lặng lẽ rời khỏi tầng hai tòa lầu. Xin mời đạo hữu hãy đi theo thiếp thân đến đây, nếu quý khách là cấp bậc ma tôn thì tự nhiên không phải gặp thế thân của tiểu thư nữa mà sẽ do chính người tiếp đón. Thiếu phụ thản nhiên nhìn Hàn Lập nói một câu rồi hướng về phía cầu thang thông lên tầng 3 khẽ phất nhẹ tay áo. Ngay lập tức hoàng quang chớp động lên trong hư không, sau đó là một cỗ dao động tràn ra khắp nơi, dường như có cấm chế nào đó đã bị mạnh mẽ giải trừ. Nhưng trong khoảnh khắc một cái chớp mắt khi cấm chế bị giải trừ có một cái ký hiệu màu xám bắn ra từ trong tay áo của thiếu phụ, sau đó nó lóe lên rồi biến mất. Hàn Lập cũng không nói thêm điều gì, gót chân khẽ điểm rồi theo thiếu phụ bước lên cầu thang. Tầng 3 của tòa lầu là một căn phòng thật lớn được bài trí hoa lệ sang trọng. Ở giữa gian phòng là một cái bàn thờ làm bằng bạch ngọc óng ánh trên bàn tùy tiện bày biện vài cái bản đồ bát quái chuyên dùng để bói toán. Bên cạnh là một cái lư hương đang tỏa ra đường đạo khói trắng nghi ngút làm cho căn phòng ngập tràn mùi thơm. Mà ở sau bàn thờ có một thiếu nữ mặc áo vàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp. Nàng đang ngồi ngay ngắn trên cái ghế dựa lớn, trong tay vân về một khối ngọc thần sắc vô cùng khoan thai. Hai bên vách căn phòng chia ra là bốn nam bốn nữ ma tộc trẻ tuổi. Nam khôi ngô anh Tuấn, nữ yêu kiều thanh tú, tất cả đều đứng đó với vẻ mặt cung kính những người này đều có tu vi hóa thần kỳ nhưng thiếu phụ lại không hề có ý tứ dừng lại chút nào nàng cứ thế mang theo hàn lập một mạch đi lướt qua rồi lên thẳng tới tầng thứ tư còn thiếu nữ mặc áo màu vàng vừa nhìn thấy thiếu phụ từ xa đã lập tức đứng dậy cung kính thi lễ thiếu phụ cũng không thèm nhìn qua mà chỉ khẽ phất tay áo lúc này đám người thiếu nữ áo vàng mới dám khôi phục lại tư thế như trước bước chân hàn lập hơi chậm lại một chút ánh mắt liền đem đám người này nhìn qua một lượt trên mặt không khỏi hiện lên vẻ khác thường Xét về cả dung mạo lẫn khí chất mà nói thì chỉ sợ mọi người đều nghĩ rằng thiếu nữ áo vàng này chính là vị tiểu thư của Quảng Nguyên Trai. Mấy ai có thể ngờ rằng đây chỉ là một người thế thân. Trong lòng Hàn Lập thầm nghĩ như vậy, cộng thêm những thông tin thu thập được trước khi tới đây, hắn lại càng thêm tò mò về vị tiểu thư kia. Một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng theo thiếu phụ đi lên tới tầng 4. Vừa mới tới nơi Hàn Lập liền đem hết thảy xung quanh, quanh quan sát một lượt, trong lòng hắn liền giấy lên kinh ngạc cũng chẳng phải tầng này được trang trí gì đó cổ quái, mà tất cả mọi thứ đập vào mắt của Hàn Lập lại giống như một căn phòng của một gia đình nông dân bình thường nơi thế tục. Không xa phía trước là gian nhà bằng tranh nhỏ nhắn vững vàng, bên trong bầy biện vô cùng giản dị. Ở giữa kê một cái bàn, cạnh đó là chiếc giường gỗ cũ kỹ, trên giường còn có thêm tấm chăn bông vỏ bằng vải thô. Mà ngay trước căn nhà tranh có mấy bó rơm khô cùng một cái guồng xe tơ để chống trải trên mặt đất. Tại ngay sau guồng tơ có một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc áo gai thô đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đôn thấp. Nàng đang rất chăm chú điều khiển con quay trước mặt, một cuộn vải bố đang chậm rãi dài ra rồi xếp thành từng xếp ngăn nắp trên mặt đất. Hàn lập đem thần niệm đảo qua cô gái trong nháy mắt, sau đó vẻ mặt hắn không khỏi giấy lên một tia kinh ngạc. Tu vi của thiếu nữ cũng không cao lắm, nàng chỉ vừa tiến vào hóa thần kỳ mà thôi. Nhưng kỳ lạ là lúc thần niệm của Hàn Lập còn muốn tra xét rõ ràng hơn thì bỗng nhiên bị một cỗ lực cản vô hình đẩy bật ra, không cách nào tiếp xúc lại gần được. Điều này làm khiến cho Hàn Lập ngẩn ra, nhưng sau đó hắn liền hiểu ra đối phương mang theo loại bảo vật hộ thân nào đó có khả năng tự chủ bài xích thần niệm tra xét. Không biết từ lúc nào người thiếu phụ đã tiến đến một bên thiếu nữ áo gai, nhưng từ đó trở đi nàng chỉ lặng lặng đứng yên một chỗ mà không hề lên tiếng quấy giày hàn lập cũng dừng chân ngay bên mép cầu thang rồi thản nhiên quan sát nhất cử nhất động của người thiếu nữ hiện lên rõ ràng trong mắt hắn là hình dung của một cô gái có khuôn mặt hơi thô dung nhan bình thường không hề bắt mắt nếu so nàng với những người bình thường thì cũng không khác nhau lắm chỉ là vầng trán của nàng rộng hơn một chút mà thôi nhưng nếu nhìn kỹ bóng dáng nàng đang ngồi lại đem đến cho người ta một cảm giác hết sức khoan khoái hàn lập vừa quan sát thiếu nữ mặc áo gai vừa âm thầm đánh giá về đối phương động tác của thiếu nữ trên khung cửi thành thục nhanh nhẹn lạ thường chỉ sau thời gian một tuần trà nàng đã đem những cuộn tơ gai trên khung dệt xong hết đến khi nhìn thấy đoạn sợi còn sót lại cũng được đan nốt tấm vải bố cũng nhẹ nhàng từ trên khung quay hạ xuống lúc này thiếu nữ mới thở nhẹ một hơi nàng nhìn lại đống lớn vải bố đã được dệt xong đôi mắt liền ánh lên vẻ thỏa lòng tươi cười sau khi rời anh mắt đi nàng mới hướng về thiếu phụ bên cạnh khéo léo xin lỗi chu di thật ngại quá phải bắt gì phải đợi lâu Thanh âm của cô gái không thể nói là dễ nghe nhưng bên trong như còn chứa thêm một loại khí chất hấp dẫn nào đó, làm cho người khác nghe xong liền bị cuốn hút vào. Tiểu thư đừng bận tâm, lão nô cũng chỉ mới vừa tới, nhưng xin tiểu thư tha lỗi cho, ta chưa được đồng ý mà đã dẫn khách lên đây. Thiếu phụ mặc dù có tu vi cao hơn cô gái trước mặt rất nhiều nhưng biểu hiện của nàng lại thập phần cung kính, hơn nữa còn tự xem mình là bậc hạ nhân của thiếu nữ. Hàn lập đứng xem hết cảnh này lập tức giấy lên kinh ngạc hắn không khỏi cẩn thận đánh giá kỹ lại người thiếu nữ vài lần, trong lòng thầm đoán giả đoán non chẳng nhẽ đây là hóa thân của vị ma tộc thánh tổ nào đó. Chu Di đích thân dẫn người đến gặp ta thì khẳng định phải là khách quý rồi. Tiểu muội là Lam Dĩnh, không biết danh xưng của huynh là gì. Thiếu nữ mặc áo gai mỉm cười, lúc này nàng mới thong dong nhìn qua. Tại hạ họ Hàn, thấy tiên tử là chủ nhân của Quảng Nguyên trai thật làm cho ta có chút bất ngờ. Sao vậy, có phải Hàn Huynh cảm thấy tiểu muội không đủ sức làm chủ nhân của Quảng Nguyên trai sao? Khóe môi thiếu nữ áo gai nhếch lên để lộ ra một nụ cười tươi điềm tĩnh. Vô luận là tu vi hay dung mạo thì người thế thân dưới lầu càng giống với vị tiểu thư chủ nhân của Quảng Nguyên trai hơn. Nhưng xét cho cùng thì thế thân vẫn là thế thân, cho dù có giống đi nữa thì cũng không đủ khả năng giúp ích cho tại hạ. Hàn Lập không chút khách khí thản nhiên trả lời, Hàn Huynh nếu nói như vậy thật có chút không phải rồi. Kỳ thật người tỷ nữ dưới tầng 3 cũng không phải chỉ để làm cảnh, nếu không có gì đặc biệt nàng cũng có thể tự ứng phó một ít yêu cầu của khách nhân bình thường. Nhưng tất nhiên là đối với khách quý như đạo hữu thì nàng thật hữu tâm vô lực. Thiếu nữ áo gai cười khẽ đáp lời, thì ra là như thế, xem ra thanh danh của quý trai lớn đến mức này đều do vị tiểu thư giả mạo kia mang lại. Hàn lập cười hắc hắc không muốn ý kiến thêm, tiểu muội làm như vậy cũng vì có chút bất đắc dĩ. Nếu chỉ là khách bình thường thì nàng ta cũng đủ khả năng ứng phó rồi, mà có thể trở thành khách quý của bổn trai cũng không nhiều, ngay như Hàn Đạo Hữu cũng là vị khách thứ ba mà ta gặp trong năm nay thôi. Hay lắm, trước tiên xin mời Hàn Đạo Hữu hãy ngồi xuống, nếu có chuyện gì chúng ta sẽ từ từ bàn bạc kỹ lưỡng. Chỉ cần có thể chi ra một khoảng tiền lớn thì nhất định bổn trai sẽ làm các hạ được thỏa lòng. Thiếu nữ áo gai khẽ gật đầu rồi như mây thoảng gió bay sao mời Hàn Lập tới ngồi. Hàn Lập nhìn xung quanh đôi chút rồi khẽ đánh ra hư không một chảo nhất thời một chiếc ghế dựa cũ lướt gió bay đến rồi dừng lại vững trái ở trước mặt. Thân hình hắn mới khẽ động đã nhanh như chớp đàng hoàng ngồi đối diện với người thiếu nữ. Hàn đạo hữu có thể tìm tới đây chắc rằng đã hiểu biết về bổn trai không ít. Nhưng theo lệ thì trước mặt quý khách tại hạ phải nhắc lại quy củ thêm một lần, mong rằng Hàn huynh không vì vậy mà để trong lòng. Thiếu nữ áo gai chậm rãi nói, tại hạ cũng mới đến làm bộc hồ không lâu nên đối với quý trai thực không hiểu biết nhiều lắm, nếu được làm tiên tử giảng giải cho đôi chút thì thật không gì tốt bằng hàn lập không chú để ý trả lời nói trên phương diện nào đó thì bổn trai cũng như một tổ chức tình báo chúng ta không trực tiếp tham gia vào bất kỳ chuyện gì mà chỉ phụ trách cung cấp thông tin mà thôi quảng nguyên trai của chúng ta thành lập đã lâu cho dù không dám khẳng định là mọi chuyện diễn ra tại thánh giới đều rõ như lòng bàn tay nhưng ít nhất thì những chuyện bí ẩn hay trong đại chúng ta nắm được cũng không ít hơn nữa các thế hệ chủ nhân của quảng nguyên trai đều tinh thông thuật bói toán cho dù chúng ta không nắm giữ được thông tin thì cũng có thể giúp quý khách bói ra được phần nào. Nhưng vì vận dụng thuật bói toán sẽ tổn hại đến thọ nguyên nên giá cả không cần phải nói cũng sẽ rất cao. Tất nhiên bổn trai sẽ không chủ động khuyên quý khách lựa chọn cách này. Mặt khác dù cho quý khách có thu được thông tin gì ở bổn trai cũng tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết, nếu không sẽ bị bổn trai đưa vào danh sách không tiếp đón, từ đó về sau sẽ không thể cùng bổn trai hợp tác thêm chuyện gì khác. Ngoại trừ những điều này thì những chuyện khác đều chẳng quan trọng mong rằng đạo hữu sẽ không vi phạm những quy định này. Tốt rồi, bây giờ đạo hữu đã thông suốt chưa? Thiếu nữ mặc áo gai vừa chăm chú nhìn Hàn Lập vừa một mạch nói ra, sau cùng nàng lại hỏi một câu. "Ồ, việc này so với những gì ta biết được trước đây cũng không khác lắm. Ta muốn hỏi thêm, có bao nhiêu người khách đã thực sự vừa lòng khi trở về từ quý trai?" Nghe nội dung lời nói của thiếu nữ mặc áo gai khiến cho Hàn Lập khẽ nhíu mày, nhưng hắn lập tức lấy lại bình thường rồi hỏi tiếp. Về những tình huống trước đây ta cũng không hiểu biết được nhiều, nhưng từ khi tại hạ chủ trì quảng nguyên trai đến nay thì chưa một vị khách nào phải thất vọng ra về. Ánh mắt của Lam Dính khẽ hiện lên vẻ ngạo nghẽ, sau đó lạnh nhạt trả lời. Chưa từng có người nào phải thất vọng, xem ra quý trai thật là thần thông quản đại. Nếu đúng như vậy tại hạ cũng yên tâm phần nào, cho dù là Hàn Lập khi nghe được cô gái trả lời cũng phải nao nao trong lòng, nhưng ngoài mặt thì hắn không chút động dung nói. Nếu như đạo hữu không còn điều gì nghi vấn và lo lắng về bổn trai nữa thì hãy nói điều mà ngươi muốn biết ra. Bổn trai sẽ dựa vào độ quý hiếm của thông tin trên mà đưa ra mức giá hợp lý. Thiếu nữ áo gai dần trở nên nghiêm nghị, ta muốn biết phải làm cách nào mới có thể ở Lam Bộc Thành thu được lượng lớn thượng phẩm huyết nha mễ. Hàn lập cuối cùng không chút trần chờ mà đi thẳng vào vấn đề. Huyết nha mễ, ha ha, quả nhiên là hàn đạo hữu muốn mua loại tin tức này. Sau khi nghe xong thiếu nữ áo gai thần sắc liền buông lỏng, nàng dần lấy lại thản nhiên rồi cười một tiếng. Sao vậy, việc hàn mỗ muốn nghe thông tin này có gì kỳ quái lắm sao? Hai mắt hàn lập tinh quang chợt lóe, sau đó tỉnh bơ hỏi. Việc này thật không phải, hàn đạo hữu chớ nên tức giận. Thực không giấu đạo hữu, cứ 10 người khách đến Quảng Nguyên Trai chúng ta thì lại có đến 2-3 người hỏi thăm loại tin tức này. Thông tin liên quan đến việc này đương nhiên là bổn trai có. Nhưng dù rằng mỗi ngày đều có rất nhiều người mua loại tin tức này thì giá cả của nó cũng không thấp. Cô gái mặc áo gai khẽ mỉm cười trả lời, "Chương 2121, gặp lại Hồng Nhan." "Thông tin này đúng là ta rất muốn, chỉ cần nó đáng tin cậy, còn về phần giá cả thì không thành vấn đề." Hàn Lập không ngờ chuyện này lại được giải quyết đơn giản như vậy nên tự nhiên vui vẻ đáp, "Tốt lắm, trước tiên mời đạo hữu xem qua một phần tin tức, nếu cảm thấy thông tin mà ta đưa ra không có vấn đề gì thì sau đó ta sẽ đưa nốt phần tin tức còn lại. Như vậy coi như chúng ta đã hoàn thành giao dịch." Thiếu nữ nói rồi ném về phía hắn một vật màu đen tuyền, nhìn kỹ lại thì chính là một cái thạch giản. Thiếu nữ này làm việc quả nhiên vô cùng cẩn thận, được, vậy thì hàn mỗ cũng không khách khí kiểm tra một chút. Hàn lập thản nhiên đón lấy thạch giản vào tay rồi đáp lời. Nói rồi hắn đem thạch giản áp lên chán, dùng thần niệm nhanh chóng đảo qua các tin tức bên trong. Mà thiếu nữ áo gai thì vẫn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, miệng hơi mỉm cười nhìn hàn lập. Chỉ sau thời gian một chén trà, trên mặt hàn lập không giấu nổi một tia sửng sốt, đem thạch giản trên trán gỡ xuống rồi chậm rãi nói. Thực không dám nghĩ rằng trong phủ của thành chủ lại có người âm thầm bán ra một số lượng lớn huyết nha mễ như vậy. Theo tin tình báo của các vị thì người này trong phủ hẳn là có địa vị không thấp. Xem ra tin tức này không phải là giả. Như vậy đi, ta quyết định mua nốt phần còn lại của tư liệu này, giá bao nhiêu ta cũng trả. Làm tiền tử cứ việc đưa ra phương pháp liên lạc với người này đi. Nếu đạo hữu cảm thấy không có vấn đề gì, vậy thì chúng ta có thể tiến hành giao dịch cô gái mặc áo gai nói rồi khẽ phất tay một khối thạch giản nữa bay ra hướng về phía hàn lập hàn lập đón thạch giản tới tay sau khi dùng thần niệm đảo qua đem phương pháp liên lạc ghi nhớ thật kỹ rồi không chút biểu tình siết chặt nắm tay lại một tiếng phốc vang lên thạch giản trên tay hoàn toàn biến thành bột phấn sau khi phủi đám bột phấn khỏi tay hắn lại lấy ra một hộp ngọc lớn màu trắng thứ trong đây chắc là thừa để mua tin vừa rồi làm đạo hữu nhìn xem có vừa lòng hay không nếu không có vấn đề gì, ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm tiên tử đôi phần. Hàn lập ném hộp ngọc về phía thiếu nữ rồi bình thản nói. Ồ, đạo hữu vẫn còn có chuyện muốn hỏi thêm sao? Nếu tiểu muội đây có thể hỗ trợ thì chắc chắn sẽ không giấu giếm, đạo hữu xin cứ hỏi đi. Cô gái đưa bàn tay mềm mại ra bắt lấy hộp ngọc, mở nắp và nhìn lướt qua bên trong, trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ vừa lòng. Chẳng hay Lam tiên tử có biết lai lịch của vật này không? Hàn Lập hít sâu một hơi rồi sau đó từ ngón tay bắn ra một đoàn lục khí. Đoàn lục khí này hướng về guồng quay tơ đảo qua một vòng, sau đó quay về chuyển động không ngừng quanh đầu ngón tay hắn. Một khắc sau, đột nhiên guồng quay tơ phát ra một âm thanh trầm thấp, rồi thình lình hóa thành một đám tàn cho bay tán loạn trong không khí. Thiếu nữ áo gai từ đầu tới giờ vốn chưa từng tắt đi nụ cười, lúc này đồng tử cũng co rút lại. Mà vị ma tộc phụ nhân đứng bên cạnh chứng kiến một màn này cũng biến sắc. Guồng quay tơ kia thoạt nhìn tưởng như bình thường, nhưng kỳ thật chính là một kiện ma khí có cấp bậc không thấp, mà tác dụng của nó lại càng huyền diệu, khó mà giải thích được. Nếu không thì sao có thể khiến thiếu nữ áo gai kia mất cả ngày chỉ để dệt một ít vải thô tầm thường mà không có chút mất kiên nhẫn nào. Làm cho thiếu nữ áo gai này biến sắc không phải do gồng xe tơ bị hủy trong nháy mắt mà bởi kiện ma khí này được làm từ tiêu ma mộc, là một tài liệu vô cùng chân quý ở ma giới. Lại được các luyện khí tông sư sử dụng phương pháp đặc thù để luyện hóa, đạt được độ cứng cỏi hoàn hảo không dễ dàng gì có thể phá hủy được vậy mà mới vừa rồi guồng tơ ấy chỉ sau một kích đã biến thành cho bụi làm sao mà không khiến nàng ta hoảng hồn cho được hai mắt thiếu nữ áo gai trợn to trước cảnh tượng đó sau đó lại nhìn vào đoàn lục khí trên ngón tay hàn lập với bộ dáng vô cùng hiếu kỳ kèm theo vẻ mặt trầm ngâm hàn lập có thể cảm ứng rõ ràng đoàn lục khí trên tay mình đang bị thần niệm của thiếu nữ này vây lấy để tra xét nhưng hắn vẫn không phản ứng gì để mặc cho thiếu nữ quan sát Ma tộc phụ nhân đứng bên cạnh cũng không nén nổi hiểu kỳ, cũng hướng tới đoàn lục khí trên tay hắn dò xét. Qua một đoạn thời gian, thần sắc thiếu nữ áo gai thay đổi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng là hơi có chút cổ quái, còn phụ nhân ma tộc thì vẫn chưa tìm ra được điều gì. Đúng lúc này, ngón tay hàn lập khẽ run lên, sau đó đoàn lục khí phát ra một tiếng siêu rồi chui lại vào trong đầu ngón tay, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Thật sự có lỗi, thứ này tại hạ cũng vô pháp khống chế, chỉ có thể bước nó ra bên ngoài một khoảng thời gian mà thôi nhưng ta nghĩ thời gian dài như vậy chắc cũng đủ để tiên tử xem xét được nó rồi. Không biết tiên tử đã nhìn ra lai lịch của nó hay chưa? Hàn Lập vừa nói ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào thiếu nữ áo gai một cách đầy chờ mong. Đoàn lục khí này là do ngày trước hắn hấp thu tinh cầu năng lượng trong dị ma kim mà xuất hiện. Năng lượng thần bí trong tinh châu có thể giúp cho tu vi tăng đột biến, lại dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực tinh thuần nhất. Nhưng cũng do đó sinh ra đoàn lục khí này, nó cứ như có giỏi trong xương đeo bám lấy hàn lập, Điều này khiến hắn vô cùng nhức nhối và đau đầu. Từ trước tới giờ hắn chỉ có thể tạm thời phong ấn đoàn lục khí này trong ma anh để dần dần tìm phương pháp xử lý. Hôm nay tới được Quảng Nguyên trai, nơi được coi là biết được mọi chuyện trên đời, hơn nữa nhìn thiếu nữ áo gai này cũng có chút lai lịch nên hắn tự nhiên rất muốn thử vận may một chút xem có thể tìm ra lai lịch của thứ này hay không. Nếu quả thật có thể giải quyết thì không còn gì tốt hơn rồi. Mà cho dù không được thì cùng lắm đợi lúc hắn trở lại linh giới rồi tìm biện pháp khác cũng không muộn vừa rồi tiểu muội có xem xét qua nhưng hiện tại không thể cho đạo hữu biết được kết quả chính xác nhưng trong trí nhớ của tiểu nữ xác thực là nó có điểm tương đồng với một thứ nhưng trước khi đưa ra phán đoán ta rất muốn hỏi đạo hữu một ít vấn đề thiếu nữ nhíu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng đáp đương nhiên rồi làm tiền tử có gì nghi vấn xin cứ hỏi hàn lập nghe xong lời này tinh thần phấn chấn hẳn lên không ngần ngại đáp vậy tiểu muội không khách khí nữa thứ quỷ dị đó làm sao đạo hữu lại có được vậy ngoại trừ vừa rồi thấy được uy lực kinh người của nó ta còn có một điểm hiếu kỳ không biết nó đã ở trong thân thể đạo hữu bao lâu rồi thiếu nữ một hơi nói ra mấy vấn đề liền làm sao nó lại ở trong thân thể của tại hạ chuyện này có chút ẩn tình mà hàn mỗ không tiện nói nhưng ta có thể nói sơ qua cho tiên tử biết nó ở trong thân thể ta cũng chưa quá lâu không tới một trăm năm hàn lập sau một hồi trầm ngâm mới cẩn thận đáp lời Vậy đạo hữu nói qua về đặc tính của nó đi, tiểu muội không thể mới nhìn qua như vậy mà đưa ra phán đoán chính xác được. Thiếu nữ áo gai từ chối thẳng thừng,